Chàng rể vô địch, Hoàng Thiên. Tập 26. Điếu Công không bao giờ ngờ rằng Hoàng Thiên có thể làm vậy. Ông ta nằm trên mặt đất, nhìn dáng vẻ vô cùng bình tĩnh của Hoàng Thiên lúc này, trong lòng thật sự rất bấn loạn. Con mẹ nó, tên họ Hoàng này điên rồi. Điếu Công âm thầm nghĩ, nhìn Hoàng Thiên, hơn nửa ngày cũng không dám đứng dậy. Vừa rồi lúc ra tay, Điếu Công đã nhìn ra, và biết rằng ông ta thực sự không phải là đối thủ của Hoàng Thiên. Hơn nữa phía sau Hoàng Thiên, còn có một người trợ giúp, mặc dù người trợ giúp không hề động đậy nhưng nhìn tên này cũng không giống người tốt. Sao vậy, sợ mất mặt rồi à? Vũ Thanh lạnh lùng nhìn Điếu Công đang nằm trên mặt đất, khinh thường nói. Đúng vậy, Hoàng Thiên và Vũ Thanh đều khinh thường tên Điếu Công này. Không phải là khinh thường thực lực của lão già này không mạnh, mà là khinh thường lão già này muốn xuống tay với nữ học trò trẻ tuổi của mình, thật đúng là không biết xấu hổ. Hừ, ông đây sao lại sợ phường đầu trộm đuôi cướp tụi mày chứ? Điếu Công đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Hoàng Thiên và Vũ Thanh, bày ra bộ dạng rất lợi hại. Vũ Thanh thật sự chịu không nổi, không đợi Hoàng Thiên ra tay, Vũ Thanh đã bước vài bước đi tới trước mặt Điếu Công. Cho ông thấy lợi hại này. Vũ Thanh vừa mắng vừa đá vào người Điếu Công. Điếu Công cũng không dễ bắt nạt, bị Vũ Thanh đá hai phát, liền nhảy dựng lên đánh nhau với Vũ Thanh. Trong tay cầm một chiếc dùi nhọn, vũ khí của Điếu Công cũng đủ đặc biệt, nếu đâm nó vào người, cũng đủ sống dở chết dở. Vũ Thanh cũng không sợ, vũ khí của đối phương rất bá đạo, cũng cần phải cẩn thận ông ta. Bụp bụp, chưa được vài hiệp, Vũ Thanh đã bay lên rồi tung một cú đá trúng ngực Điếu Công. A! À, Điếu Công hét lên một tiếng, cả người mãnh liệt bay về sau, nặng nề ngã xuống giường. Phượng Đen sửng sốt, nhanh chóng nhảy xuống giường, sợ bị Điếu Công đập trúng. Nếu là bình thường, Phượng Đen đã tới giúp sư phụ của cô ta. Nhưng hôm nay, Phượng Đen rất tức giận nên không giúp Điếu Công. Học trò, nhanh lên, giúp thầy xử lý bọn chúng. Điếu Công đau đớn hét lên với Phượng Đen. Phượng Đen chán ghét nhìn Điếu Công liếc mắt một cái. Cô ta đối với sư phụ mình đã hoàn toàn thất vọng. Lão già này vô cùng phiền, làm sao Phượng Đen có thể sẵn sàng giúp đỡ ông ta? Thế nào, con không muốn giúp thầy sao? Thầy là sư phụ của con đó. Điếu Công tức giận, ông ta hét lớn với Phượng Đen. Phượng Đen hừ một tiếng, nhìn Điếu Công nói, ông vẫn còn biết ông là sư phụ của tôi sao? Ông đối xử với học trò của mình như vậy à? Điếu Công bị cự tuyệt, cũng không còn gì để nói. Rốt cuộc những gì ông ta làm vừa rồi thật sự rất đáng xấu hổ. Làm ra loại chuyện không phải con người như vậy thì đừng mong người khác sẽ tôn trọng ông. Phượng Đen nói tiếp. Mày là thứ không có lương tâm. Điếu Công giận đến mức không biết nói gì. Phượng Đen chỉ cảm thấy quá buồn cười khi nghe vậy. Ông xứng đáng nói về lương tâm với tôi. Những gì ông làm vừa rồi, đó là hành vi cầm thú đấy. Phượng Đen cãi lại. Điếu Công biết mình không thể tranh cãi với Phượng Đen nữa. Sợ chọc Phượng Đen tức giận thì cô ta nhất định sẽ giúp Hoàng Thiên đối phó với ông ta. Hoàng Thiên đứng một bên nhìn, anh nhịn không được cười lên. Có vẻ như lão già Điếu Công không đứng đắn này, đã đắc tội nặng với học trò của ông ta rồi. Đương nhiên, cho dù Phượng Đen có giúp Điếu Công, Hoàng Thiên cũng sẽ không để trong lòng, dù sao thực lực của cô gái này cũng chỉ như vậy. Điếu Công, ông không phải tự nói bản thân mình rất lợi hại sao? Còn muốn để cho học trò ông hỗ trợ làm cái gì? Hoàng Thiên lạnh lùng cười, giễu cợt Điếu Công. Điếu Công bị trêu chọc một phen, khiến khuôn mặt già nua của lão đỏ bừng. Ông ta tức giận đến ngứa răng, đến muốn liều mạng với Hoàng Thiên. Tên họ Hoàng kia, mày đừng quá kiêu ngạo, tao khuyên mày nên trở về đi. Nếu không, mày sẽ phải hối hận. Điếu Công giả vờ bình tĩnh, đe dọa Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sẽ sợ sao? Nghe thấy Điếu Công nói những điều này, Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Lão già Điếu Công này đã bại trận rồi, còn dám mạnh miệng như vậy. Thế nào, còn muốn dùng mạnh miệng đánh tôi? Hoàng Thiên lạnh lùng nói, sau đó đi vài bước tới bên giường. Nhìn thấy Hoàng Thiên đi tới, trong lòng Điếu Công run lên. Thực lực mạnh mẽ đã nghiền nát tất cả, Điếu Công biết rằng dù thế nào ông ta cũng không phải là đối thủ của Hoàng Thiên. Vừa rồi không phải chưa thử qua, nhưng cho dù may mắn Hoàng Thiên thua ông ta cũng không thể qua được cửa của Vũ Thanh. Nhìn thấy Hoàng Thiên đã bước tới, Điếu Công định sẽ bay lên, đánh lén Hoàng Thiên. Nhưng mà ông ta không ngờ, tốc độ của Hoàng Thiên nhanh hơn ông ta rất nhiều. Hoàng Thiên vươn bàn tay to nắm lấy tóc của Điếu Công. A! À, Điếu Công đau đớn hét lên một tiếng, tóc thiếu chút nữa bị xé toạc, vốn dĩ trên đầu đã không có nhiều tóc, nhưng bị Hoàng Thiên kéo như vậy, tâm của ông ta đều lạnh,
Cậu Thiên làm ơn nhẹ tay một chút, tóc của tôi. Điếu Công đau khổ nhìn Hoàng Thiên, cố gắng bảo vệ đầu của mình. Ha ha, đã từng tuổi này rồi, có tóc hay không để làm gì chứ? Chẳng lẽ còn muốn tìm đối tượng sao? Hoàng Thiên cười càng lúc càng lớn. Ách khá! Điếu Công khóc thảm, đầu tóc bị Hoàng Thiên kéo ra một nắm, còn chưa đến mấy trăm sợi tóc. Kiểu tóc này cũng không tồi, về sau cứ để thế này đi. Hoàng Thiên nghiền ngẫm cười nói. Chết tiệt! Điếu Công chửi ầm lên, đây chính là chọc tức ông ta, khiến ông ta tức đến đầu muốn đổ máu. Lúc này Điếu Công nhìn giống như một con quỷ sống. Chát! Hoàng Thiên không chút khách khí, tát Điếu Công một cái. Trước khi Điếu Công kịp phản ứng, Hoàng Thiên đã túm hai chân của ông ta, kéo ông ta xuống giường. Phù phù! A! À. Điếu Công kêu thảm, đập đầu xuống đất, suýt chút nữa ngã chết trên mặt đất. May mà là đất bùn, nếu là xi măng thì Điếu Công đã về chốn xưa rồi. Bàn chân to của Hoàng Thiên dẫm lên cổ Điếu Công, lạnh giọng nói, tôi không có tâm trạng chơi đùa với ông nữa, nói một chút đi, bây giờ ông còn định làm gì? Điếu Công chật vật thở dốc nói, vậy mày nói đi, mày muốn làm cái gì tao? Tôi muốn ông chết. Hoàng Thiên mặt không chút thay đổi nói. T. Điếu Công đột nhiên hít một ngụm khí lạnh, ông ta không muốn chết, ông ta sống còn chưa đủ đâu. Nhưng nhìn vẻ mặt lúc này của Hoàng Thiên, giống như thật sự muốn giết ông ta. Không, tao còn chưa muốn chết, Hoàng Thiên, tao phải làm gì thì mày mới có thể buông tha cho tao. Điếu Công đã đi đến đường cùng rồi, lo lắng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn bộ dạng không có tiền đồ của Điếu Công lúc này, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Biệt danh của lão già này khá vang dội, gì mà Điếu Công, náo loạn nửa ngày thì ra cũng chỉ như vậy. Phượng Đen đứng ở một bên, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát tất cả mọi chuyện. Cô ta vẫn còn rất tức giận, vừa rồi suýt nữa bị Điếu Công khi dễ cho nên mới không giúp Điếu Công giải vây. Hơn nữa, cô ta không đủ thực lực để giải vây. Ông không muốn chết, ông không muốn chết mà còn làm phiền tôi làm gì? Hoàng Thiên nói xong, bàn tay dùng sức một chút, liền nghe thấy cổ Điếu Công phát ra một tiếng răng rắc. Nghe được âm thanh này, Vũ Thanh cho rằng Hoàng Thiên đã xuống tay rồi, anh ta không thể không nhăn mặt. Đối Vũ Thanh mà nói, Điếu Công hiện tại không thể chết được. Rốt cuộc thì lão già này cùng với đoàn kỵ sĩ Thánh Đường có liên quan gì, giữ lại ông ta cũng có tác dụng. Phượng Đen cũng cho rằng Điếu Công nhất định chết chắc rồi. Lúc này trong lòng của cô ta không thể nói lên đây là mùi vị gì. Tuy rằng Điếu Công vừa rồi không phải là người, nhưng dù sao ông ta đối với cô ta cũng là sư phụ, cô ta vẫn không hy vọng là Điếu Công chết. Cậu chủ Thiên, anh đã giết chết sư phụ của tôi rồi ư? Phượng Đen không kiềm được hét to lên. Lẽ nào cô không muốn lão tử này chết hay sao? Hoàng Thiên cười lạnh hỏi Phượng Đen. Phượng Đen lắc đầu, cô ta có chút không dám đối mặt với Hoàng Thiên, quay đầu sang một bên. Khụ khụ, lúc này Điếu Công ho khan một tiếng, Hoàng Thiên mới thả lỏng chân ra một chút, để ông ta thở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy Điếu Công vẫn chưa chết, Vũ Thanh và Phượng Đen đều thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên là Hoàng Thiên không thể nào mà giết Điếu Công vào lúc này được, bởi lão già này vẫn còn có một chút hữu dụng. Đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, là một tổ chức nước ngoài. Cũng chẳng thể biết được lai lịch thật sự như thế nào. Điếu Công chính là một trong những thành viên của tổ chức này, nếu như ông ta chết thì nói không chừng những người của tổ chức này sẽ tìm đến Việt Nam. Tuy rằng Hoàng Thiên không muốn khiêu khích đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, nhưng tổ chức này rất có thể tìm đến Hoàng Thiên gây khó dễ, Hoàng Thiên không thể không cân nhắc được. Hoàng Thiên, mày thật sự muốn giết tao sao? Vừa rồi suýt chút nữa là đã chết, Điếu Công hiện tại đã hoàn toàn mất hết sức lực, dè chừng hỏi Hoàng Thiên. Giết chết ông chỉ giống như việc giẫm chết một con kiến. Nếu tôi đã muốn giết chết ông thì ông hiện tại đã chẳng còn ở đây nữa đâu. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng. Điếu Công mặc dù trong lòng rất hận Hoàng Thiên, nhưng lại chẳng dám nói ra, cứ như vậy nằm như một con chó chết. Phượng Đen, cô định như thế nào? Hoàng Thiên lúc này nhìn về phía Phượng Đen, ôn nhu nói. Phượng Đen đã không còn thù hận Hoàng Thiên nữa rồi, lúc cô ta bị Điếu Công bắt nạt, may mắn là Hoàng Thiên xông vào kịp thời, nếu không thì cô ta đã bị thất thân. Cứ cho như là Hoàng Thiên có xông bừa đánh bậy thì trong lòng cô ta vẫn mang cảm giác biết ơn. Hoàng Thiên, tôi sẽ không là kẻ thù của anh nữa. Nếu như người của anh muốn giết tôi thì cứ việc giết, dù sao thì tôi cũng không đánh lại được anh. Phượng Đen nói một cách dứt khoát, ngẩng cao đầu, dáng vẻ giống như đang chờ đợi chết vậy. Hoàng Thiên nhìn thấy dáng vẻ đó liền kinh ngạc, không khỏi nở một nụ cười. Xem ra Phượng Đen so với Điếu Công khí phách hơn nhiều,
tuyệt nhiên không có khom lưng khuỵu gối nịnh bợ xin tha thứ. Cô không sợ chết hay sao? Hoàng Thiên cười nhạt hỏi Phượng Đen. Phượng Đen nhìn Hoàng Thiên, cắn môi nói, tôi đương nhiên sợ, có điều, tôi sẽ không cầu xin anh đâu. Cô cũng khá có dũng khí đó, vậy được thôi, tôi sẽ cho cô toại nguyện. Hoàng Thiên đáp một cách thẳng thừng, sau đó rút ra một con dao, đi đến chỗ của Phượng Đen. Phượng Đen nhìn thấy Hoàng Thiên cầm con dao bước lại gần liền nhắm chặt mắt lại, chờ chết. Phượng Đen biết rõ rằng đây cũng chỉ là có vay có trả mà thôi, lúc trước cô ta muốn giết Hoàng Thiên, hiện tại Hoàng Thiên lại muốn giết cô, thì cũng là lẽ thường. Cô không có gì để nói hay sao? Hoàng Thiên đứng trước Phượng Đen hỏi. Chẳng có gì để nói cả, Hoàng Thiên, chỉ cầu xin anh cho tôi chết một cách nhẹ nhàng, đừng để tôi phải chịu đựng cái gì nữa. Phượng Đen mở to mắt, lớn tiếng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sững sờ một chút, anh thật không ngờ tới rằng người con gái trẻ này lại có dũng khí lớn đến vậy. Coi thường cái chết đến như vậy quả thật mạnh mẽ hơn nhiều so với đàn ông. Dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ, lần này tôi tha cho cô đi đi. Hoàng Thiên nói với Phượng Đen. Cái gì? Phượng Đen thật sự hoài nghi tự hỏi bản thân liệu có phải nghe nhầm hay không. Phượng Đen nhìn Hoàng Thiên, không thể tin được Hoàng Thiên lại tha cho mình. Hoàng Thiên, anh thật không giết tôi nữa ư? Phượng Đen ngạc nhiên hỏi Hoàng Thiên. Sao, cô muốn chết đến vậy à? Hoàng Thiên cười nhạt hỏi. Cảm ơn, cậu chủ Thiên, tôi thật không biết phải nói gì. Phượng Đen đã hoàn toàn bị Hoàng Thiên làm cho cảm động rồi, cô ta cảm thấy Hoàng Thiên thật sự là một người có tấm lòng rộng rãi, ấy vậy mà có thể tha thứ cho cô ta. Hoàng Thiên nghe vậy liền đáp lời, vậy thì chẳng cần nói gì cả, đi đi, sau này đừng có làm những chuyện xấu nữa, hãy làm người tốt đi. Được, tôi nhớ rồi, cậu chủ Thiên. Phượng Đen đáp lời, trong giọng nói có chút run rẩy. Cô ta cố dùng hết sức gật đầu, nếu như có thể được sống tiếp, ai lại muốn chết cơ chứ? Phượng Đen quay người đi về phía cửa, mà vẫn không quên quay đầu nhìn Hoàng Thiên một hồi lâu, sau đó bước ra khỏi ngôi nhà tranh nhỏ. Phượng Đen, Phượng Đen. Điếu công hét to lên trong lòng ông ta lại càng hoảng sợ hơn khi Phượng Đen bước đi. Kêu gì mà kêu, Vũ Thanh bước lại đá vào người điếu công, phẫn nộ nói. Khiến cho điếu công suýt chút nữa gãy cả xương sườn, nằm trên mặt đất nhìn Vũ Thanh lại nhìn Hoàng Thiên, trái tim của ông ta đã nguội lạnh rồi. Đem ông ta về đi, Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Ừ. Vũ Thanh gật nhẹ đầu đáp, tay kéo điếu công từ dưới đất lên lôi ra ngoài. Điếu công hoàn toàn không còn chút sức lực nào để phản kháng, cứ để mặc cho Vũ Thanh lôi ra ngoài, bước ra khỏi ngôi nhà tranh nhỏ phía sau. Khi ra ngoài, lòng của điếu công càng lạnh hơn. Ông ta đã lẩn tránh ở đây để sống một cuộc đời tạm bợ, cấu kết với tổ chức nước ngoài, chỉ cần tùy tiện huy động tài nguyên liền có thể đạt được lợi ích vô cùng hậu hĩnh. Có điều hiện giờ, tuy rằng đã bị Hoàng Thiên tóm được, hay có thể chạy thẳng về hang ổ của mình, cũng thực sự làm cho ông ta phát cáu và tuyệt vọng chết đi được. Nữ học trò của ông ta cũng đã chạy rồi, e rằng sau này sẽ cắt đứt mọi quan hệ với ông ta, lần đả kích này thật sự là đòn chí mạng. Cậu chủ Thiên, hai chúng ta làm hòa đi, cậu thả tôi ra đi. Sau này tôi sẽ không đối đầu với cậu nữa, ngược lại còn có thể giúp cậu thấy thế nào? Điếu công không biết xấu hổ là gì, ở sau lưng Hoàng Thiên khoa môi múa mép. Hoàng Thiên nghe thấy những lời này liền dừng bước, ông ta thật sự say rồi, những lời nói ấu trĩ này ông ta còn có thể cả gan nói ra được hay sao? Ông ta thật sự đã sống một cuộc đời dài vô ích như vậy hay sao? Ha ha, ông vừa nói cái gì cơ? Làm hòa với tôi ư? Hoàng Thiên cười to hỏi Điếu công. Đúng vậy cậu chủ Thiên, hòa bình là quý nhất, cậu bắt tôi đối với cậu cũng chẳng có lợi gì. Điếu công nói với dáng vẻ rất tự tin. Ông lại có thể nực cười đến vậy ư, dựa vào tình hình của ông hiện giờ, ông có tư cách gì mà đòi giảng hòa với tôi chứ? Hoàng Thiên đáp lời. Đương nhiên là có chứ, nếu như cậu tha cho tôi, mây đen phủ kín bầu trời cũng sẽ biến mất, nếu như tôi có chuyện không hay, hừm, cậu đã nghe nói đến Thánh Đường Hiệp Sĩ Đoàn hay chưa? Điếu công nói thầm với điệu bộ khoe khoang. Ngữ khí có chút đe dọa, uy hiếp. Sắc mặt Hoàng Thiên sa sầm xuống, nhìn điếu công rồi đột nhiên đá vào bụng ông ta một cái. Alpha viết hoa. Điếu công đổ mồ hôi hột, ruột xém chút nữa là bị đứt rồi. Ông tốt nhất là đừng có đe dọa tôi, nếu như tôi sợ những tên hiệp sĩ khốn khiếp mà ông nói thì đã không động đến ông rồi. Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Điếu công cắn chặt răng, trợn mắt đầy oán hận nhìn Hoàng Thiên, nhưng tuyệt nhiên không dám nói bất cứ điều gì nữa. Hoàng Thiên quay trở lại vị trí của bốn thành viên, lúc này, cả bốn người họ đều đang áp giải hai tên đao thủ, đang đợi Hoàng Thiên bước ra.
Khi hai tên đao thủ nhìn thấy Hoàng Thiên túm lấy điếu công đi ra, trong lòng không khỏi kinh hãi. Cậu chủ Thiên, còn Phượng Đen đâu? Anh không nên thả cô ta đi, kẻ nguy hiểm nhất chính là cô ta. Đào Điều Lĩnh căng thẳng nói với Hoàng Thiên. Nghe Đào Điều Lĩnh nói những lời này, trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy sốc vô cùng. Ngay từ khi bắt đầu tiếp xúc với Đào Điều Lĩnh, Hoàng Thiên đã phát hiện người này quen biết nhiều, hơn nữa mà nói anh ta cũng khá đáng tin cậy. Có điều những lời anh ta vừa nói là có ý gì cơ chứ? Kẻ nguy hiểm nhất là Phượng Đen ư, điều này sao có thể được cơ chứ? Phượng Đen xem có vẻ chẳng có gì là quá nguy hiểm cả. Với lại có vẻ như cô ta khá là biết ơn, chắc là sẽ không gây thêm bất cứ rắc rối nào nữa. Lời anh nói là có ý gì? Phượng Đen là người nguy hiểm nhất ư? Hoàng Thiên nhìn khuôn mặt Đào Điều Lĩnh với vẻ khó hiểu. Không đợi Đào Điều Lĩnh kịp trả lời, điếu công đã tròn mắt, mẹ kiếp, hóa ra hai người bọn mày phản bội lão già tao. Tao nhất định sẽ không tha cho bọn mày, bao gồm cả người nhà bọn mày, tất cả đều phải chết theo. Đột nhiên, khuôn mặt của Đào Điều Lĩnh sợ đến nỗi chẳng nói nên lời, sợ sệt nhìn điếu công và thậm chí còn không dám đối diện với ánh mắt của điếu công. Vẻ mặt của Huỳnh Chí Nam cũng sợ sệt không kém, run rẩy đứng ở đó, đến ngay cả một câu cũng chẳng dám thốt nên lời. Hoàng Thiên ngay lập tức nhận ra điều này, hai tên đao thủ này đều sợ điếu công. Mặc dù bây giờ điếu công đã bị bắt lại nhưng hai tên đao thủ này vẫn chẳng dám đắc tội với ông ta. Đứng trước mặt ông ta vẫn khá là căng thẳng, điều này khiến cho trong lòng Hoàng Thiên càng thêm nghỉ hoặc khó hiểu. Theo lý mà nói, hai tên đao thủ này tuy là những kẻ liều mạng, hai người họ cứ cho như là không thể khiêu khích điếu công nhưng hiện tại điếu công đã không thể nào làm gây hại cho bọn họ được. Ông câm miệng ngay cho tôi, nếu còn dám nói thêm một từ, tôi sẽ xé rách miệng của ông. Hoàng Thiên hét lên với điếu công. Điếu công hé miệng, nhìn Hoàng Thiên, một từ cũng chẳng dám nói. Đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, điếu công có thể đứng trước mặt hai tên đao thủ lợi hại như thế này, nhưng mà khi đứng trước Hoàng Thiên, ông ta thậm chí không dám nói một lời nào. Nếu ông dám chơi khó Hoàng Thiên có thể sẽ giết ông ta luôn. Anh nói tiếp đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không cần sợ gì cả, tôi đảm bảo anh sẽ không sao. Hoàng Thiên nói với Đào Điều Lĩnh. Đào Điều Lĩnh căng thẳng nhìn về phía điếu công, lại nhìn về phía Hoàng Thiên. Anh ta chẳng biết liệu có nên tin vào những lời này của Hoàng Thiên hay không nữa. Suy cho cùng, thế lực đằng sau điếu công quá mạnh, quá đáng sợ, giải quyết không cẩn thận thì tính mạng của cả bản thân và người nhà sẽ thực sự bị nguy hại. Cậu chủ Thiên, tôi thật sự không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa. Đào Điều Lĩnh nói với Hoàng Thiên với vẻ mặt đầy khó xử. Hoàng Thiên chẳng biết nói gì nữa, anh biết rằng trở ngại lớn nhất hiện giờ đó chính là điếu công, anh bèn nói với Vũ Thanh, đưa ông già này về nhà tranh trước đã. Được. Vũ Thanh đáp lời Hoàng Thiên. Sau đó ngay lập tức áp giữ điếu công trở về ngôi nhà tranh. Ngay khi nhìn thấy điếu công đã đi rồi, gương mặt của Đào Điều Lĩnh không còn lo lắng như trước nữa. Hoàng Thiên châm cho anh ta một điếu thuốc rồi tự châm cho mình một điếu. Nói đi, nói ra tất cả những gì mà anh biết. Hoàng Thiên động viên Đào Điều Lĩnh nói. Đào Điều Lĩnh hít sâu một hơi thuốc lá, rồi cuối cùng cũng nói, cậu chủ Thiên, anh thật sự sẽ tha cho chúng tôi đi chứ? Hoàng Thiên nghe xong liền cười nhạt đáp, lời nói của Hoàng Thiên tôi đây, trước đây chưa từng nuốt lời với ai bao giờ. Dù cho bây giờ anh không nói gì thì tôi cũng sẽ tha cho tụi anh. Cậu chủ Thiên, anh thật tốt. Đào Điều Lĩnh xúc động, thậm chí có chút nghẹn ngào. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Mau nói cho tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Thiên hỏi Đào Điều Lĩnh. Đào Điều Lĩnh thở dài nói với Hoàng Thiên, thật ra hai người chúng tôi đều là tay sai của tên điếu công. Chính điếu công đã huấn luyện chúng tôi trở thành sát thủ. Đó chính là lý do mà chúng tôi đều sợ ông ta. Ông ta biết rõ người nhà chúng tôi ở đâu, thật sự là có thể dễ dàng đe dọa đến sự an toàn của người nhà chúng tôi. Cho dù hiện tại anh không nói bất cứ điều gì thì điếu công cũng sẽ không tha cho bọn anh đâu, bởi vì ông ta đã khẳng định là bọn anh đã nói hết mọi chuyện cho tôi biết. Cả Đào Điều Lĩnh và Huỳnh Chí Nam đều sững sờ. Có điều rất nhanh sau đó hai người họ đều hiểu ra và gật đầu. Đúng vậy cậu chủ Thiên, anh nói chẳng sai, hiện tại hai người chúng tôi đều không thể thoát khỏi sự nghi ngờ. Hoàng Thiên tiếp tục xua tan nghi ngờ của bọn họ. Được rồi, tôi sẽ nói hết với anh. Thật sự chúng tôi đã quen biết Phượng Đen nhiều năm rồi, Phượng Đen là học trò duy nhất của điếu công, có điều cô ta rất giỏi trong việc hóa trang, tôi lo là cậu chủ Thiên đã bị cô ta lừa rồi. Tên đao thủ nói với Hoàng Thiên. Đúng vậy cậu chủ Thiên, tôi thấy rằng con người Phượng Đen so với tên điếu công kia còn đáng sợ hơn nhiều. Bạn trai của cô ta, anh biết là ai không?
chính là đường chủ của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, người này cũng là người Việt Nam, có điều nhiều năm trước anh ta đã trở nên nổi tiếng ở nước ngoài, trong đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, anh ta cũng là một nhân vật quan trọng. Huỳnh Chí Nam không thể không nói thêm, Hoàng Thiên không nói một lời, trong lòng anh hiện tại vô cùng ngổn ngang. Xem ra là bản thân đã quá sơ ý rồi, chỉ đơn giản nghĩ rằng Phượng Đen quá đáng thương. Suýt chút nữa là đã bị tên điếu công ức hiếp rồi, lại thêm việc Phượng Đen là một cô gái xinh đẹp, do đó mới bất cẩn thả cô ta đi. Có điều hiện tại mà nói, nếu như lời của hai tên đao thủ này đều là sự thật thì việc thả Phượng Đen đi thật sự là một sai lầm chí mạng. Cứ cho là thả cô ta ra thì chí ít cũng phải có được một chút thông tin về bạn trai cô ta. Cậu chủ Thiên, tại sao anh không nói gì cả? Phượng Đen đã chạy rồi, lần này phải làm sao đây cơ chứ? Huỳnh Chí Nam lo lắng dậm chân nói. Hoàng Thiên nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt anh ta, lúc này thật sự đã hiểu rõ sự tình rồi. Đào Điều Lĩnh cùng với Huỳnh Chí Nam ắt hẳn là đang lo lắng bị Phượng Đen báo thù, để Phượng Đen đi, bọn họ lo rằng những ngày tháng tiếp theo sẽ khó mà sống nổi. Bởi vì hai người họ đã phản bội lại Phượng Đen và Điếu Công mặc dù đã bị bắt nhưng Phượng Đen thì đã chạy thoát rồi, thì khó tránh khỏi việc Phượng Đen tìm đến giết hai người họ, thậm chí ngay cả mạng người nhà của bọn họ. Chẳng trách vừa nãy Điếu Công chỉ dùng lời lẽ đe dọa hai tên đao thủ này, trong lòng Điếu Công vẫn còn nhớ đến việc vẫn còn Phượng Đen có thể uy hiếp được hai tên này. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên trầm giọng nói, hai bọn anh có thể đi được rồi, mau chóng quay trở về nhà dẫn người nhà các anh chạy trốn đi, tốt nhất là tạm thời lẩn trốn. Vâng, cậu chủ Thiên, cảm ơn đại ân đại đức của anh. Đào Điều Lĩnh xúc động nói, sau đó ngay lập tức quỳ lại cảm ơn Hoàng Thiên. Huỳnh Chí Nam cũng nhanh chóng quỳ xuống cảm tạ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đỡ hai người bọn họ đứng lên, nhìn thấy trên người bọn họ toàn thân đều là vết dao lại còn bị đánh không thể tưởng tượng nổi, Hoàng Thiên không khỏi lắc đầu. Được rồi, không cần nói thêm gì nữa, tôi đánh tụi anh chẳng qua cũng chỉ vì muốn chút giận cho bạn bè, bây giờ thì tụi anh được tự do rồi. Hoàng Thiên nói với hai tên đao thủ, anh thật sự không nói dối, việc đánh hai tên đao thủ này thật sự là để chút giận cho Tôn Hùng Dũng. Cậu chủ Thiên đừng nói như vậy, đánh chúng tôi là đúng, chúng tôi cũng thật sự đã làm chuyện quá đáng rồi, đánh bạn của anh lại còn hợp lại đối phó với anh. Đào Điều Lĩnh hổ thẹn đáp. Mau đi đi, trở về nhà nhanh đi. Hoàng Thiên khua tay nói với hai tên đao thủ. Vâng, hai tên đao thủ đồng thanh đáp lời rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Vẻ mặt của Hoàng Thiên lúc này vô cùng lạnh lùng, anh biết rằng có hối hận cũng là vô dụng, điều nên làm hiện giờ đó chính là nhanh chóng tìm ra Phượng Đen. Cùng với bốn thành viên trong đội, Hoàng Thiên quay về ngôi nhà tranh nhỏ. Có điều vừa mới bước vào, Hoàng Thiên liền vô cùng sửng sốt. Nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra trong ngôi nhà tranh, Hoàng Thiên thật sự cảm thấy rối bời. Trong căn nhà tranh không có ai, có điều rõ ràng đã có dấu hiệu của đánh nhau. Tuy rằng vừa rồi Hoàng Thiên đã đánh nhau với Điếu Công, nhưng mà Hoàng Thiên đã hoàn toàn đánh bại được Điếu Công, căn bản là không làm loạn nhà một chút nào. Nhưng hiện giờ có thể thấy rằng, trong ngôi nhà hiện giờ chỉ toàn là gà bay trứng vỡ, thật là một mớ hỗn độn. Hơn nữa cửa sổ phía sau cũng đã mở ra rồi, chắc rằng ai đó đã từ cửa sổ nhảy ra chạy mất rồi. Ngài Thiên, cái này. Một thành viên trong nhóm kinh ngạc, nhìn Hoàng Thiên, không biết phải làm sao mới đúng. Ngài Thiên, tại sao lại chẳng thấy bóng dáng anh Thanh đâu cả? Còn cả tên Điếu Công đó nữa, đến ông ta cũng chẳng thấy đâu. Một người khác lại tiếp tục hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng hoài nghi không hiểu, Vũ Thành rõ ràng là đã áp giải Điếu Công quay trở lại ngôi nhà tranh nhỏ, chỉ sợ là có Điếu Công ở trước mặt hai tên đao thủ, hai tên đó sẽ không dám mở miệng nói. Có điều làm sao có thể tưởng tượng được rằng, Vũ Thành ấy vậy mà cũng mất dạng, cái tên Điếu Công đó lại cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Trong lòng Hoàng Thiên ngay lập tức lo lắng, anh thật sự lo lắng Vũ Thành sẽ xảy ra chuyện, dù sao thì tên Điếu Công đó là một tên vô cùng xảo trá. Hoàng Thiên rút điện thoại ra vội vàng gọi cho Vũ Thanh. Nhưng có điều mãi chẳng thấy Vũ Thanh trả lời, nên Hoàng Thiên chỉ còn cách bỏ cuộc. Hoàng Thiên bước đến phía cửa sổ nhìn ra ngoài, toàn là lau sậy đã bị giẫm nát, có lẽ có người đã chạy qua đây. Vút! Không chút do dự, Hoàng Thiên nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy theo dấu vết bị giẫm lên. Bốn người còn lại cũng vội nhảy ra, theo sát Hoàng Thiên. Trong đầu Hoàng Thiên lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đó chính là phải nhanh chóng tìm ra cho bằng được Vũ Thanh càng sớm càng tốt. Bất luận như thế nào đi nữa, cũng không thể để cho Vũ Thanh xảy ra bất cứ chuyện gì. Cuối cùng sau khi truy đuổi về phía trước khoảng 1 km, phía trước cũng đã có động tĩnh. Mẹ nó, mày còn dám đối đầu với lão già tao sao? Ha ha ha,
hôm nay ông đây sẽ cho mày nếm thử thể nào là lợi hại. Đó chính là giọng của Điếu Công, ông ta đang nói kháy Vũ Thanh. Thầy, người muốn xử lý tên Vũ Thanh này như thế nào đây? Tiếng của Phượng Đen vang lại. Hừ, đương nhiên là giết cậu ta trước, sau đó sẽ nghĩ cách giết tên Hoàng Thiên kia sau. Điếu Công hừ lạnh giọng nói, trong giọng điệu mang theo mùi sát khí nồng nặc. Được thôi, vậy con sẽ lập tức giết anh ta ngay. Phượng Đen đáp lời. Dừng tay. Hoàng Thiên ở ngay bên cây lau sậy, từng từ một đều nghe rất rõ. Anh sợ rằng mọi chuyện sẽ không còn kịp nữa nên phải hét lên. Chẳng cần nói, tiếng hét này thật sự hữu dụng, Điếu Công và Phượng Đen ở cách đó 10 mét đã ngay lập tức dừng tay. Tiếp đó có tiếng động của lau sậy bị dẫm nát, âm thanh càng ngày càng xa. Ngay lúc Hoàng Thiên hét lên, anh đã cùng 4 người khác mau chóng xông tới. Cuối cùng Hoàng Thiên cũng đã nhìn thấy Vũ Thanh đang nằm trong đám lau sậy. Lúc này, mũi của Vũ Thanh toàn là máu, chảy xuống từ bao giờ, hơn nữa cổ tay phải cũng đã bị gãy, chân cũng đã bị thương, không thể đứng dậy được nữa. Điều này thật khiến cho Hoàng Thiên kinh ngạc. Trong ấn tượng của Hoàng Thiên, Vũ Thanh là một nhân vật cấp thần bất khả chiến bại. Từ nhỏ đến lớn, trong lòng của Hoàng Thiên thì Vũ Thanh đã ở cấp độ chiến thần, chưa từng thất bại, không ai có thể để cho Vũ Thanh phải chịu sự thiệt thòi lớn đến như vậy. Nhưng hiện giờ, Vũ Thanh lại bị thương nghiêm trọng đến như vậy, suýt chút nữa mất cả mạng. Vũ Thanh, anh sao rồi? Hoàng Thiên nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra vết thương của Vũ Thanh mà chẳng thèm để tâm đến việc đuổi theo Điếu Công và Phượng Đen. Vũ Thanh khó khăn nhướng mày liếc nhìn Hoàng Thiên, trên gương mặt của Vũ Thanh cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười thoải mái. Tôi không sao, chưa chết được đâu, Vũ Thanh yếu ớt nói. Điều này, Hoàng Thiên càng thật sự không ngờ tới. Với thực lực của Vũ Thanh, đã xuống mức này từ bao giờ? Thật không thể tin được. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Anh bị lừa à? Hoàng Thiên nghiến răng hỏi. Vũ Thanh đáp, cậu Thiên, bọn chúng vô cùng tàn độc, anh nhất định phải cẩn thận. Vũ Thanh gật đầu, khó khăn nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên phất tay với 4 người kia nói, mau, nhanh đưa Vũ Thanh trở về ngôi nhà tranh nhỏ. Vâng. 4 người họ nhanh chóng hành động đưa Vũ Thanh trở lại ngôi nhà tranh. Hoàng Thiên cũng nhanh chóng theo sau, lúc này cũng bước vào ngôi nhà tranh, nhìn thấy 4 người họ đã dìu Vũ Thanh xuống giường. Hoàng Thiên bước lại và nói với một người trong nhóm, đi lấy một ít nước lại đây. Anh ta đáp lời Hoàng Thiên rồi đi kiếm được một cái thùng đựng nước, anh ta lại lấy một cái ly ở trong phòng rót nước đem lại. Hoàng Thiên đưa ly nước cho Vũ Thanh uống nước một cách khó khăn. Tình trạng của anh trông vẫn rất tệ, dáng vẻ giống như sắp bất tỉnh đến nơi vậy. Hoàng Thiên cũng đã nhận ra điều này, Vũ Thanh có lẽ đã trúng một loại thuốc nào đó, nếu không thì Vũ Thanh cũng không có biểu hiện như vậy. Nghĩ đến cũng thấy kỳ lạ, với thể lực của Vũ Thanh, nếu như không phải là do Điếu Công với Phượng Đen chơi xấu thì làm sao có thể là đối thủ của Vũ Thanh được cơ chứ? Sau vài phút trôi qua, Vũ Thanh cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Cảm giác được cổ tay bị gãy, Vũ Thanh nghiến răng nghiến lợi. Cậu Thiên, tôi hiện giờ đã không sao rồi. Vũ Thanh nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên gật đầu, đáp, vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phượng Đen cô ta quay lại. Đúng rồi cậu Thiên, chúng ta đã bị vẻ ngoài của Phượng Đen làm mờ mắt, thật ra cô ta rất mực trung thành với Điếu Công. Vừa rồi tôi bắt Điếu Công quay trở về ngôi nhà tranh, nào ngờ Phượng Đen lại đột nhiên từ phía sau cửa sổ ném thuốc bột vào, ngay sau đó tôi liền cảm thấy đầu óc không còn được tỉnh táo. Vũ Thanh nhớ lại tình hình lúc đó, ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói, vài giây sau đó. Tôi tỉnh lại thì phát hiện ra Điếu Công đã trốn thoát từ cửa sổ phía sau, tôi ngay lập tức đuổi theo thì vừa lúc đuổi kịp Phượng Đen, sau đó bị cô ta phun bột, và thế là tôi đã ngã xuống đất. Còn cổ tay của anh tại sao lại bị thương? Hoàng Thiên hỏi Vũ Thanh. Khi tôi ngã xuống đất, Điếu Công đã dùng một thanh sắt đánh gãy cổ tay tôi, có đánh vào cả chân, may mà chân tôi vẫn chưa bị gãy. Vũ Thanh nghĩ đến tình cảnh lúc đó mà không kiềm được tức giận, nói. Bọn khốn đó còn đánh vào mũi của anh hả? Hừ, chính là Phượng Đen đã đánh tôi. Vũ Thanh lắc đầu xấu hổ nói, anh ta cảm thấy ngày hôm nay thật sự là đã quá chủ quan, khinh thường người khác rồi, thật là xấu hổ. Nhưng Hoàng Thiên không có vẻ gì là chê cười Vũ Thanh cả, dù sao thì thuốc bột của Phượng Đen cũng khó có thể nào tránh được, dù có mạnh đến đâu thì khi ngửi phải mùi thuốc bột cũng phải gục xuống mà thôi. Nếu như không phải là Hoàng Thiên đến kịp thời thì Vũ Thanh có lẽ đã bị bọn Điếu Công và Phượng Đen giết rồi. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên thật sự có chút sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, trong lòng Hoàng Thiên tràn đầy lửa giận. Cái tên Điếu Công chết tiệt này, lại có thể được Phượng Đen cứu thoát, còn chút nữa đã lấy mạng Vũ Thanh.
Còn phượng đen kia cũng thật sự đáng chết, thật là biết giả vờ giả vịt. Tha cho cô ta, thật sự là để lại hậu họa. Hai người, dẫn Vũ Thành trở về Bắc Ninh điều trị trước. Hoàng Thiên nói với hai người trong đội. Vâng ạ, hai người họ đồng thanh trả lời. Cậu Thiên, tôi không sao, chỉ bị gãy cổ tay thôi, không có gì quá nghiêm trọng đâu, tôi sẽ ở lại đây giúp anh bắt Điếu Công và Phượng Đen. Vũ Thành nghiêm túc nhìn Hoàng Thiên nói. Thấy Vũ Thành đã thành ra như vậy, Hoàng Thiên sao có thể nỡ giữ anh ta ở lại. Mặc dù bây giờ anh rất cần sự giúp đỡ của Vũ Thành, nhưng anh không thể giữ Vũ Thành ở lại. Không, anh ngay lập tức trở về thành phố Bắc Ninh trị thương, chỗ này tôi có thể đối phó được. Hoàng Thiên rất kiên quyết nói. Cậu Thiên, tôi không thể đi vào lúc này được. Vũ Thành lớn tiếng nói. Đưa Vũ Thành về thành phố Bắc Ninh. Hoàng Thiên lớn tiếng ra lệnh cho hai tên thuộc hạ khác. Hai tên thuộc hạ có chút mơ hồ, không biết nên nghe theo lời của ai. Hoàng Thiên thấy Vũ Thành vẫn còn kiên trì, trong lòng anh dâng lên một cảm giác không rõ mùi vị. Nhiều năm như vậy, Vũ Thành trong lòng Hoàng Thiên vẫn luôn là một người anh đáng để kính trọng, hơn nữa còn là anh em sinh tử hoạn nạn có nhau. Đoạn tình nghĩa này, cả đời Hoàng Thiên sẽ không phụ. Anh Vũ Thành, nghe tôi, về thành phố Bắc Ninh ngay. Hoàng Thiên nhìn Vũ Thành nói. Vũ Thành muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh ta thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hai người nhất định phải bảo đảm an toàn cho cậu Thiên, đã biết chưa? Rõ rồi à. Hai tên thuộc hạ cùng đồng thanh đáp lại. Vũ Thành được hai thuộc hạ đưa đi, ra khỏi nhà tranh, rời khỏi nơi đây. Cậu Thiên, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tên thuộc hạ còn lại hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên suy nghĩ một lúc, chuyện này vẫn nên làm khi còn nóng, mặc dù nói Điếu Công với Phượng Đen có thể chạy thoát được, nhưng bọn họ chắc chắn chưa chạy xa được. Hơn nữa, Vũ Thành bị thương rồi, Điếu Công với Phượng Đen hẳn là sẽ nghĩ thời điểm này là cơ hội tốt, bọn họ chắc chắn sẽ không cam lòng bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì đối với Hoàng Thiên mà nói, đây cũng là một cơ hội tuyệt vời. Đi dọc theo con đường lúc nãy, đuổi theo thử xem. Hoàng Thiên trầm giọng nói, sau đó dẫn đường nhảy ra ngoài cửa sổ, dọc theo con đường lúc nãy tìm Vũ Thành, bắt đầu đuổi theo. Hai tên thuộc hạ cũng đi theo, ba người cùng tiến về phía trước, quay lại đường cũ. Mãi cho đến nơi vừa cứu được Vũ Thành, vẫn không có phát hiện gì, càng không có động tĩnh nào. Sắc trời đã bắt đầu tối sầm lại, vùng thôn quê hoang vu, tương đối vắng vẻ, Hoàng Thiên cùng hai gã thuộc hạ, đều cảm thấy có chút đói. Thế nhưng Hoàng Thiên không quay lại, anh quyết định sẽ đi thêm một đoạn về phía trước nữa, xem có thể tìm ra manh mối nào khác hay không. Nhờ vào ánh trăng, vẫn có thể nhìn ra vết cỏ lau bị dẫm lên, thế nên vẫn chưa đến mức đi nhầm phương hướng. Tiếp tục đi thêm vài cây em nữa, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một căn nhà thô sơ làm bằng gỗ. Hoàng Thiên trong lòng khẽ động, xem ra công sức vừa rồi của bọn họ không bị uổng phí rồi, lại có thể có phát hiện mới. Có căn nhà gỗ này, thì rất có thể sẽ có người, hơn nữa căn nhà gỗ đơn sơ này chắc chắn chỉ mới vừa được xây dựng tạm thời. Hoàng Thiên ra tín hiệu cho hai thuộc hạ, ý bảo bọn họ cùng theo lên. Ba người họ lén đến gần căn nhà gỗ, đây là một căn nhà có bốn phòng liền nhau, bên trong còn phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, có lẽ là tất cả các phòng đều có người. Vì để thăm dò xem bên trong có người hay không, Hoàng Thiên dẫn theo hai gã thuộc hạ nhích dần về phía trước, chuẩn bị đến phía dưới cửa sổ nghe ngóng động tĩnh. Nhưng đúng vào lúc này, đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Chỉ nghe thấy tiếng vang của những chiếc chuông truyền tới, cùng lúc này, Hoàng Thiên cảm nhận được chân mình vừa vướng vào một sợi dây mảnh dài. Không hay rồi. Hoàng Thiên cúi đầu, quả nhiên trong đám cỏ có một đoạn dây dài được kéo căng, mảnh đến mức ban ngày còn không dễ gì thấy được, nói chi là buổi tối. Một khi vướng vào sợi dây này, mười mấy chiếc chuông được treo phía trên liền bị rung, phát ra tiếng động để báo tin cho những kẻ ở trong căn nhà gỗ kia. Rất rõ ràng, sợi dây này cùng những chiếc chuông kia đều là thứ mà mấy tên trong căn nhà gỗ đã chuẩn bị, dùng để báo động trước nguy hiểm. Là ai? Lúc này, đám người từ bốn phía trong căn nhà gỗ đều chạy ra ngoài, đứng cùng nhau tổng cộng có 7-8 tên, tên già nhất trong đám đã thô lỗ quát. Hoàng Thiên vừa thấy, thật sự tức giận. Tên thô lỗ này, thực sự là Điếu Công. Đứng bên cạnh Điếu Công, là Phượng Đen, đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Phía tay trái của Phượng Đen, có một thanh niên trẻ cao khoảng 1m9, trên người có loại khí chất không giận mà tự uy. Ở phía sau của chàng trai này, có bốn gã tóc vàng mắt xanh, to lớn thô kệch. Tất cả đều dùng con mắt không mấy thân thiện mà trừng đám Hoàng Thiên bọn họ. Ha ha, hóa ra là họ Hoàng mày, mày vậy mà có thể tìm ra nơi này.
Điếu Công ha ha cười lạnh một hồi, nhìn Hoàng Thiên nói. Thấy Hoàng Thiên vẫn có thể điềm tĩnh như vậy, trong lòng Điếu Công có một trận lửa lớn. Cho dù ông ta cùng Phượng Đen cùng nhau ra tay thì cũng không phải đối thủ của Hoàng Thiên, nhưng tình hình bây giờ đã khác, ông ta đã có thêm 5 trợ thủ đắc lực rồi. Thanh niên cao lớn trẻ tuổi kia, chính là bạn trai của Phượng Đen, tên là Cố Chi Long, anh ta ở nước ngoài trà trộn nhiều năm, bây giờ đã là đường chủ của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, sức mạnh rất kinh khủng. 4 tên nước ngoài kia là đàn em của Cố Chi Long, tất cả đều có năng lực không tầm thường, vậy nên Điếu Công căn bản không có lý do gì để sợ Hoàng Thiên. Mày thực sự không sợ chết rồi, tao nói này Hoàng Thiên, mày còn trẻ như vậy, sống vui vẻ an nhàn mà không tốt sao? Sao cứ thích chạy đến trước mặt tao tìm chết? Điếu Công nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, hận không thể ăn sống Hoàng Thiên. Ông nói sai rồi, là ông đến chọc tôi trước. Hoàng Thiên lạnh giọng nói, liếc nhìn vài người phía trước, mặc dù vẫn chưa hiểu rõ thực lực của những kẻ đối diện, nhưng tối nay là một cơ hội tốt, tuyệt đối không thể để đám người Điếu Công chạy thoát khỏi đây. Mẹ nó, chọc mày thì đã làm sao? Tối nay mày đừng hòng sống để thoát khỏi tay ông. Điếu Công nói đến đây, trong đôi mắt lang sói của ông ta, đã tràn đầy hung quang. Hoàng Thiên nghĩ đến cổ tay bị chặt đứt của Vũ Thanh, còn bộ mặt bị đánh đến toàn là máu, trong lòng lửa giận đùng đùng. Đều do tên Điếu Công này, còn có người phụ nữ Phượng Đen kia, cả hai người bọn họ đều đáng chết. Thầy, người cần gì phải nổi nóng với cái tên Hoàng Thiên này? Ha ha, cái loại bỏ đi như nó, rất nhanh sẽ phải đi gặp Thượng Đế rồi. Cố Chi Long cười lạnh, tiến về phía trước, nói với Điếu Công. Ha ha, Cố Chi Long nói rất đúng. Tôi nói cho chú biết, cái tên họ Hoàng này, đã bắt nạt bạn gái chú phải thay cô ta chút giận. Điếu Công cười lớn một trận, thêm dầu vào lửa nói với Cố Chi Long. Cố Chi Long vừa nghe thấy lời này, lông mày lập tức nhíu chặt, mắt lóe lên hung quang trừng Hoàng Thiên. Họ Hoàng kia, Điếu Công nói có phải sự thật không? Mày dám ức hiếp bạn gái của tao? Cố Chi Long nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, giận dữ hỏi. Cố Chi Long, nếu anh là một thằng đàn ông thì đừng nói mấy lời vô nghĩa với tên họ Hoàng kia, giúp em giết nó. Phượng Đen sợ Hoàng Thiên sẽ nói gì đó, thế nên vội vã thúc giục Cố Chi Long. Sở dĩ sợ Hoàng Thiên nói chuyện, là bởi vì trong lòng cô ta có cân nhắc, Hoàng Thiên vốn không hề ức hiếp cô ta, hơn nữa còn cứu cô ta từ nanh vuốt của Điếu Công, sau đó còn thả cô ta ra. Thế nhưng, Phượng Đen không thể không đứng trên cùng một chiến tuyến với Điếu Công, vì cô ta có điều khó nói. Cố Chi Long nghe Phượng Đen nói vậy, anh ta liền tiến lên vài bước, đến phía trước Hoàng Thiên. Thằng nhóc, bạn gái tao chính là tim của tao, khi mà mày bắt nạt cô ấy, thì mày đã xác định không còn đường sống rồi. Cố Chi Long dùng giọng điệu hung hăng nói với Hoàng Thiên. Đối mặt với sự hung hãn của Cố Chi Long, Hoàng Thiên lại không có chút bất ngờ nào. Lúc trước đã từng nghe Đào Điều Lĩnh nói qua, bạn trai của Phượng Đen, chính là đường chủ của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Loại người có vai trò quan trọng trong một tổ chức tội phạm quốc tế như vậy, Cố Chi Long này chắc chắn không phải người dễ đối phó. Anh ta là người Việt Nam, ở nước ngoài lăn lộn hô mưa gọi gió, nói vậy chắc chắn trong lòng Cố Chi Long rất kiêu ngạo. Chính vì thế mà cách đối nhân xử thế có chút hung hãn thì cũng không có gì kỳ lạ. Ha ha, sống chết của tao, mày không quyết định được đâu, tao chỉ muốn nói với mày, người bắt nạt bạn gái mày, chính xác là cái lão già kia. Hoàng Thiên cười mỉm, duỗi tay chỉ về Điếu Công ở phía đối diện. Mày nói gì cơ? Cố Chi Long nhíu nhíu mày, anh ta quay đầu nhìn Điếu Công. Đối với Cố Chi Long mà nói, dù thế nào anh ta cũng sẽ không tin lời Hoàng Thiên vừa nói. Điếu Công chính là sư phụ của Phượng Đen, hơn nữa cũng đã 70-80 tuổi rồi. Sao có thể làm ra cái chuyện đi ngược với luân thường đạo lý như vậy, lại có suy nghĩ đó với Phượng Đen chứ? Khả năng lý giải của mày có vấn đề à? Hay là mày ở nước ngoài quá lâu, nghe không hiểu tiếng Việt Nam rồi? Tao nói lại một lần nữa, bạn gái của mày Phượng Đen, suýt chút nữa đã bị Điếu Công thô lỗ cưỡng bức, là tao đã ngăn cản cái cảnh hung bạo đó, nghe hiểu chưa? Hoàng Thiên trầm giọng nói với Cố Chi Long. Cố Chi Long nghe được lời này, ngay lập tức bị chấn động. Bởi vì anh ta nhận ra, thời khắc này Hoàng Thiên nói chuyện rất nghiêm túc, hơn nữa ngôn từ còn rất chuẩn xác, dường như không phải là đang nói dối. Phượng, là thật sao? Cố Chi Long sắc mặt rất khó coi, quay đầu hỏi Phượng Đen. Phượng Đen cắn cắn môi, thực ra cô ta rất hận Điếu Công, nhưng mà không có cách nào khác, cô ta không thể đắc tội với Điếu Công được. Không phải sự thật đâu, kẻ muốn hại em, chính là tên Hoàng Thiên kia. Phượng Đen dùng tay chỉ về phía Hoàng Thiên, nói một câu đổi trắng thay đen. Hừ, thằng nhóc thối,
đã sắp chết đến nơi, mà còn có gan đổ tội cho người khác. Cố Chi Long hung ác hừ một tiếng, sau đó đánh một quyền hướng tới Hoàng Thiên. Một cú đấm này khí sức hung tàn, lực đạo rất dọa người. Vừa nhìn đã biết võ mà Cố Chi Long đã luyện, chính là võ thuật quyền anh. Hoàng Thiên thấy một quyền này đánh tới, anh nhanh chóng xoay người sang một bên, vẫn là linh hoạt né được một đòn. Cố Chi Long đánh hụt quyền này, anh ta sửng sốt một chút, chỉ có thể cẩn thận xem xét lại Hoàng Thiên. Dù sao thì những người có thể chống đỡ cũng như né tránh một quyền của anh ta, vẫn còn rất ít. Rất có năng lực, quả nhiên là người tài. Cố Chi Long bĩu môi, đã không còn khinh thường Hoàng Thiên nữa. Ôi mẹ nó! Cố Chi Long vẫn chưa nói xong, bụng của anh ta đã bị Hoàng Thiên mạnh mẽ đá một cước, anh ta lùi về phía sau vài bước, như vậy mới có thể đứng vững mà không ngã. Ở trước mặt tao tốt nhất đừng có giả bộ mình mạnh, có hiểu không? Hoàng Thiên cười lạnh, quát Cố Chi Long. Việc này, Cố Chi Long nhất thời mặt đỏ tai hồng, cảm giác mất mặt tràn ra khắp người. Từ trước đến nay anh ta đều rất kiêu ngạo, cũng không thèm để bất cứ kẻ nào vào mắt. Anh ta vốn tưởng rằng với khả năng của bản thân, sẽ rất thư thả mà đưa Hoàng Thiên vào chỗ chết, nhưng thật không ngờ vừa mới ra tay được chưa bao lâu thì đã bị Hoàng Thiên đá cho một cước buộc phải lùi về sau vài bước. Lúc này ở đây có nhiều người như vậy, đặc biệt là trước mặt bạn gái Phượng Đen, Cố Chi Long cảm thấy khắp mặt nóng bừng, chẳng còn mặt mũi nào nữa. Rất tốt, hóa ra cũng có chút tài, xem ra tao phải nghiêm túc đối đãi với mày rồi. Cố Chi Long sửng sốt, hồi lâu sau mới thốt ra một câu. Nói cách khác, vừa nãy anh ta không hề nghiêm túc đánh Hoàng Thiên, nếu không sẽ không để Hoàng Thiên đắc ý qua mặt như vậy. Được thôi, mày vẫn không chịu thua à, vậy đỡ lấy này. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, phất phất ngón tay chỉ về phía Cố Chi Long, căn bản không để con người trước mắt này ở trong lòng. Mẹ nó! Cố Chi Long thấy Hoàng Thiên coi thường mình như vậy, trong lòng anh ta đã tức đến bốc khói rồi. Bỗng nhiên mạnh mẽ chuyển người, Cố Chi Long dùng tốc độ nhanh nhất lao đến trước mặt Hoàng Thiên, vung ngang chân hướng xuống phía dưới. Một cước này, anh ta nghĩ rằng đã đủ để quật Hoàng Thiên ngã xuống đất. Nếu như không chuẩn bị tốt, chân của Hoàng Thiên sẽ bị đá trúng. Nhưng anh ta đã nghĩ quá đơn giản, cũng quá không coi ai ra gì. Một cước này của Cố Chi Long, Hoàng Thiên cũng không hề né tránh, nhấc chân lên đỡ lấy, cùng Cố Chi Long lấy đá chọi đá. Cố Chi Long ngay lập tức hét lên vì đau đớn, ôm lấy đùi phải, đau đến suýt nữa thì nhảy dựng lên. Bộp! Hoàng Thiên vung tay hung hăng đấm mạnh vào mặt Cố Chi Long. Mày! Phù phù! Cố Chi Long còn chưa hét xong, đã choáng váng đầu óc mà ngã xuống đất, bị một cú đấm làm cho chấn động nhẹ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố Chi Long ngã trên mặt đất, vẫn đang ở trạng thái mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân mạnh như vậy. Tại sao ở trước mặt Hoàng Thiên ngay cả một đòn cũng chịu không nổi? Bò dậy từ trên mặt đất, mặt của Cố Chi Long đã biến thành màu cà chua chín, vừa thẹn vừa buồn bực. Nhưng anh ta cũng không dám tiếp tục động thủ với Hoàng Thiên nữa, bản thân đã cảm thấy nhụt chí rồi. Ông công, ông làm mà không dám nhận, tôi phải coi ông là cái thứ gì đây? Không cần mặt mũi nữa à? Hoàng Thiên chỉ vào điếu công, lạnh lùng nói. Mày nói láo, ông đây làm gì mà không dám nhận? Thằng nhóc nhà mày ngậm máu phun người, ông sẽ không tha cho mày đâu. Điếu công trợn mắt lườm Hoàng Thiên, chửi. Ha ha, ông đã làm gì bạn gái của anh ta, lại còn không dám thừa nhận, lão già như ông còn mặt mũi sống trên đời này sao? Hoàng Thiên ha ha cười lạnh. Mẹ nó, mày nói lại một câu nữa ông nghe xem. Còn có gan khiêu khích ly gián họn tao, bây giờ ông sẽ giết mày. Điếu công vừa chửi vừa làm ra bộ dạng như đang muốn xông đến trước mặt Hoàng Thiên liều mạng. Cố Chi Long cũng không phải tên ngốc, anh ta vừa nghe thấy Hoàng Thiên nói vậy, trong lòng liền dâng lên nghi ngờ. Quay đầu lại nhìn về phía Điếu Công, hiện tại Điếu Công thực sự đang đỏ mặt tía tai, giống như vừa nghe thấy có người đang gièm pha bản thân. Lại nhìn về hướng bạn gái anh ta, Phượng Đen, cô ta đang cắn môi, thỉnh thoảng nhìn về phía Điếu Công, ánh mắt lộ ra vài tia thù hận. Lẽ nào, tên Hoàng Thiên này đang nói sự thật, Điếu Công thực sự đã làm ra cái chuyện bỉ ổi với bạn gái mình. Lòng Cố Chi Long bị lay động, anh ta bắt đầu hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Điếu Công và Phượng Đen. Chi Long, chú không được tin lời của nó, thằng nhóc này đang muốn chia rẽ mối quan hệ của chúng ta. Điếu Công cắn răng nói với Cố Chi Long, đúng vậy Chi Long, Hoàng Thiên là người xấu, chúng ta cùng nhau ra tay, giết Hoàng Thiên đi. Phượng Đen cũng vội vã nói theo, đường chủ, chúng ta cùng nhau lên đi, xử lý sạch sẽ tên Hoàng Thiên kia.
Một gã người nước ngoài mắt xanh đến gần Cố Chi Long, khom lưng xin ý kiến nói. Sau khi làm rõ chuyện này rồi ra tay cũng không muộn. Cố Chi Long cũng bắt đầu tức giận, anh ta quyết định phải làm rõ ràng chuyện này, mặc dù thời gian anh ta ở cùng Phượng Đen vẫn chưa tính là dài, hơn nữa còn là yêu xa. Nhưng vóc dáng mê người của Phượng Đen lại khiến anh ta say đắm không thôi. Thân là đường chủ đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, thân phận châu bò như vậy, anh ta nào có thể chịu đựng được bạn gái mình bị làm nhục. Nếu như điều tra rõ là kẻ nào làm, anh ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Chi Long, chú còn muốn làm rõ chuyện này sao? Lẽ nào chú tin vào lời thằng nhãi Hoàng Thiên kia? Điếu Công bắt đầu có chút nóng nảy, đến gần Cố Chi Long nói. Điếu Công, bây giờ ông nói sự thật cho tôi biết vẫn chưa phải là muộn, nếu như để tôi điều tra rõ là do ông làm, ông nên nghĩ đến hậu quả đi. Bộ mặt Cố Chi Long u ám, nhắc nhở Điếu Công. Lúc này trong lòng Điếu Công liền hoảng sợ, ông ta không thể chọc vào Cố Chi Long này, vài năm nay, ông ta luôn phải nhờ vào Cố Chi Long mới có thể phát tài. Chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng Điếu Công đã hoang mang đến cực độ. Ông ta thật sự sợ Cố Chi Long biết được sự thật, nếu như Cố Chi Long biết ông ta đã vô lễ cưỡng bức Phượng Đen, chắc chắn trở mặt thành thù với anh ta. Bao nhiêu năm qua, Điếu Công đều phải dựa vào Thành Đường kỵ sĩ đoàn, để duy trì thói tiêu xài xa hoa của lão, ông ta trong những năm gần đây, cũng tìm không ít mỹ nữ khô bản thân mình hưởng thụ. Những mỹ nữ có quan hệ với lão, đều được tặng những món đồ xa xỉ nhất, túi sách, trang sức đều là hàng hiệu, tất cả những thứ này tiêu tốn cũng không ít. Điếu Công cắn chặt răng, sợ rằng việc ông ta làm sẽ bị lộ tẩy nên liền lao tới trước mặt Hoàng Thiên. Mẹ nó, cái thằng khốn này, dám đổ tội cho ông đây, hôm nay ông không lột da xẻ thịt mày thì không được. Điếu Công chửi lớn, đột nhiên ra tay với Hoàng Thiên, một cước này dùng lực rất lớn. Nhưng tài mọn của ông ta, Hoàng Thiên đã sớm được thỉnh giáo qua, cũng chỉ bình thường mà thôi. Bịch! Hoàng Thiên không hề khách khí, đá một cước khiến cả người Điếu Công ngã lăn xuống đất. Ách a! Điếu Công nặng nề hô một tiếng, nằm nhoài trên mặt đất hồi lâu không đứng dậy được. Cố Chi Long đã nhìn thấy hết thảy nhưng anh ta không hề ra tay giúp Điếu Công, bởi lẽ trong lòng anh ta hiện giờ có sự hoài nghi, nghi ngờ rốt cuộc có phải Điếu Công đã vô lễ với Phượng Đen hay không. Chi Long, mau mau đến giúp thầy, xử lý tên Hoàng Thiên kia. Phượng Đen ở một góc thúc giục Cố Chi Long. Cố Chi Long nhìn Phượng Đen, hỏi, Phượng, em không cần phải sợ gì cả, nói cho anh biết, rốt cuộc là ai ức hiếp em. Chuyện này, Phượng Đen thực sự không nghĩ đến, Cố Chi Long vậy mà cũng không tin cô ta. Sự thật như thế nào, Phượng Đen là người hiểu rõ nhất, đương nhiên là thầy Điếu Công ức hiếp cô ta, nhưng cô ta không có gan nói ra. Bởi lẽ cha mẹ của cô ta, cả hai đã bị Điếu Công nằm trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Tính cách Điếu Công có bao nhiêu nghi ngờ, hai đao thủ kia là do chính Điếu Công bồi dưỡng, thế nhưng gia đình của hai gã đó, cũng bị Điếu Công nhốt vào nhằm uy hiếp bọn chúng. Chỉ cần Điếu Công muốn những người này tối nay phải chết, thì chúng cũng đừng hòng nghĩ có thể sống đến ngày mai. Đối với nữ học trò Phượng Đen này, Điếu Công cũng không thể yên tâm, lão cho người giám sát người nhà cô ta, chỉ cần lão muốn, liền có thể hạ lệnh giết chết cha mẹ của Phượng Đen. Cũng chính vì chuyện này, nên Phượng Đen không dám chống lại Điếu Công, cho dù Điếu Công ức hiếp cô ta cũng không có gan trở mặt với ông ta. Nhưng hiện tại cô ta cắn ngược lại Hoàng Thiên, cũng đủ thể hiện rõ điều này. Chi Long, ngay cả em, anh cũng không tin sao. Anh mau chóng giết chết Hoàng Thiên, báo thù cho em đi. Phượng Đen bị kích động, lớn tiếng nói với Cố Chi Long. Cố Chi Long sửng sốt một chút, anh ta nhìn thấy bộ dạng kích động ấy của Phượng Đen, trong lòng cũng không còn ngờ vực nữa, liền cho rằng Hoàng Thiên đã bắt nạt Phượng Đen. Họ Hoàng kia, mày dám bắt nạt bạn gái tao, lại còn vu oan cho Điếu Công, mày thật sự là một thằng khốn nạn. Vẻ mặt Cố Chi Long âm u nói, nhưng cũng chỉ dám đấu võ mồm, không có gan trực tiếp liều mạng với Hoàng Thiên. Vừa rồi anh ta đã thăm dò qua và biết rất rõ, anh ta không nên động thủ với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe thấy Phượng Đen trừng mắt nói dối, lúc này không khỏi tức giận. Những kẻ vong ân bội nghĩa có rất nhiều, nhưng Phượng Đen này chính là đại diện điển hình, bản thân lúc trước đã cứu cô ta từ nanh vuốt của Điếu Công, cô ta không những không cảm kích mà còn muốn chống lại anh. Không những giúp Điếu Công hành hạ Vũ Thanh, hiện giờ còn muốn gắn ngược lại anh, Hoàng Thiên thật sự không còn lời nào để miêu tả Phượng Đen. Đừng nói những lời vô dụng nữa, muốn ra tay thì các người cùng nhau lên đi. Hoàng Thiên ném ánh mắt khinh thường về phía Cố Chi Long, cao giọng nói. Cố Chi Long tức giận đến thở không ra hơi, Hoàng Thiên này quả thực đang khiêu khích anh ta, đúng là không thèm để anh ta vào trong mắt.
Anh ta chính là đường chủ của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, thân phận như vậy. Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho thái độ khinh thường của Hoàng Thiên? Được thôi, vậy thì đừng có trách bọn tao người đông bắt nạt mày. Cố Chi Long nghiến răng nói, anh ta cũng biết một mình anh ta đánh không lại Hoàng Thiên, vậy nên đã ra lệnh cho bốn tên thuộc hạ tóc vàng mắt xanh phía sau, cùng nhau vây đánh Hoàng Thiên. Lần này, trên mặt Cố Chi Long toàn là sát khí, bốn tên thuộc hạ phía sau anh ta cũng là sát khí trùng trùng, như thể ngay lập tức muốn giết chết Hoàng Thiên. Hai gã thuộc hạ phía sau Hoàng Thiên, vừa nhìn thấy đối phương không thèm để ý đến mặt mũi, còn muốn đánh hội đồng, thế nhưng cũng không mấy để tâm. Bọn họ còn không thèm rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, nếu như đối phương không dùng súng, bọn họ cũng không nhỏ nhen mà dùng. Cậu Thiên, bọn tôi lên trước. Hai gã thuộc hạ đến chắn trước mặt Hoàng Thiên, trong đó có một gã cao giọng nói. Hoàng Thiên gật gật đầu, anh cũng không hề ngăn cản, cho dù là thuộc hạ của Vũ Thanh, thì tất cả đều có thân thủ cao cường, đối phó với mấy tên đoàn kỵ sĩ Thánh Đường này, hẳn là không có vấn đề gì. Hừ, hai tên các người chẳng lẽ muốn tìm chết? Cố Chi Long hừ mũi nói, đối với hai tên thuộc hạ này, vẫn rất khinh thường nói. Nói nhảm ít thôi. Một gã thuộc hạ nói, dẫn đầu vọt lên. Một tên khác cũng rất nhanh xông lên theo, hai người đối đầu với năm người Cố Chi Long, lấy ít đánh nhiều, đánh một trận kịch liệt. Chỉ mới vừa ra tay, Cố Chi Long đã nhìn ra được, hai tên thủ hạ của Hoàng Thiên, thân thủ cũng rất khá. Lấy hai chọi năm, mà vẫn không hề nao núng, điều này quả thực không thể nào tin được. Cố Chi Long đối với bốn tên thuộc hạ ngoại quốc, vẫn còn chút tin tưởng, bốn tên này là những cao thủ trong đám thủ hạ của anh ta, nếu không anh ta cũng sẽ không đem theo về Việt Nam. Lần này Cố Chi Long quay lại Việt Nam, chính là muốn thăm bạn gái Phượng Đen của anh ta. Anh ta còn nghĩ lần này quay trở lại sẽ đưa Phượng Đen đi, để cô ta hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh ta. Nhưng thật không ngờ, mới vừa liên lạc với Phượng Đen, cô ta đã nói cô ta bị người khác ức hiếp, điều này khiến Cố Chi Long căm tức vạn phần. Cố Chi Long hiện tại, cho rằng Hoàng Thiên đã ức hiếp bạn gái của anh ta, giận không thể ngay lập tức hạ gục Hoàng Thiên, sau đó vui vẻ tra tấn một trận. Thế nhưng, hai tên thuộc hạ của Hoàng Thiên sao lại mạnh như vậy, Cố Chi Long càng đánh càng cảm thấy đầu óc đau nhức không thôi. Nếu như hai tên thuộc hạ của Hoàng Thiên chỉ là đồ bỏ đi, thì đã dễ hơn nhiều rồi, chỉ cần anh ta cùng bốn tên thuộc hạ liên thủ thì là có thể có hy vọng đánh bại Hoàng Thiên. Thế nhưng hiện tại thì không được rồi. Đến hai tên thuộc hạ của Hoàng Thiên còn khó có thể đánh gục được, huống chi là Hoàng Thiên. Ầm. Sau một tiếng ầm nặng trĩu phát ra, một gã đàn ông tóc vàng bị đá bay đến 2 mét, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã lăn trên mặt đất. Chỉ thấy một tên thuộc hạ của Hoàng Thiên hất tung một cước, đánh trúng người gã ngoại quốc kia. Cố Chi Long nhìn bản lĩnh của gã đó mà ngây người, một tên khác bất thình lĩnh nhảy lên, dùng khuỷu tay đập đánh trúng đầu của Cố Chi Long. Ách ha! Cố Chi Long đau đến hai mắt tối sầm, cái cổ suýt nữa thì gãy mất, đau đớn ngã nhào xuống đất. Liên tục thất bại, ba tên thuộc hạ người ngoại quốc còn lại trợn mắt đứng nhìn, ngơ ngác đứng đó, quên mất là bọn chúng đang đánh nhau. Hoàng Thiên thấy một màn này, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đường chủ đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, tên tuổi không nhỏ, nhưng thực lực thì thật sự không dám tâng bốc. Ba người các người còn muốn đánh, một gã cười lạnh nhìn ba người ngoại quốc còn lại, hỏi bọn họ. Ba tên ngoại quốc này có thể hiểu được tiếng Việt Nam, bọn họ tức đến hộc máu, cũng không biết phải nói gì, nhưng dường như đồng thời nổi điên lao đến liều mạng với thuộc hạ của Hoàng Thiên. Điếu Công đứng ở một bên đảo đảo mắt, ông ta lặng lẽ đến gần Phượng Đen, cùng Phượng Đen thì thầm vài câu. Hắc Phương nghe xong, gật gật đầu, từ trong ngực rút ra một gói thuốc bột. Cô ta quét mắt nhìn Hoàng Thiên, rồi dần dần đến gần anh. Hoàng Thiên vẫn luôn đứng quan sát, thật sự không quan tâm đến động tĩnh của Phượng Đen cùng Điếu Công. Hiện giờ đoàn kỵ sĩ Thánh Đường vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại, thế nên Hoàng Thiên đoán rằng Phượng Đen và Điều Công chắc chắn sẽ không bỏ trốn, vì vậy cũng không thèm để tâm nhiều đến hai người bọn họ. Thế nhưng làm sao có thể nghĩ tới, Phượng Đen lại lách đến sau lưng Hoàng Thiên, trên tay còn cầm một túi bột, chuẩn bị tấn công bất ngờ lên mặt Hoàng Thiên. Chỉ cần Hoàng Thiên dính phải thứ bột này, chắc chắn sẽ ngã xỉu ngay lập tức, đến lúc đó muốn trừng phạt Hoàng Thiên như nào mà chẳng được. Đây cũng là mưu kế mà Điếu Công vừa lặng lẽ nói với Phượng Đen, cô ta thật sự nghe lời, ngay lập tức đi thực hiện. Thế nhưng cô đã coi thường năng lực cảnh giác của Hoàng Thiên, mặc dù không nhìn thấy cô, nhưng Hoàng Thiên đã nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, đang đến gần mình. Vèo! Chỉ thấy Hoàng Thiên đầu cũng không quay lại, liền mạnh mẽ nhào về phía Phượng Đen. À anh! Phượng Đen thật sự bị Hoàng Thiên làm kinh hãi,
Vẫn chưa đợi cô ta phản ứng được chuyện gì đang xảy ra thì Hoàng Thiên đã đến ngay gần cô ta rồi. Gần đến mức mặt chạm mặt, Phượng Đen sao có thể không hoảng hốt cho được. Vừa định hất tung túi bột trong tay, tay cô ta liền bị Hoàng Thiên túm lấy. Chuyện này, trong lòng Phượng Đen run rẩy không thôi, bình thường không hiểu được cảm giác bị đánh úp, chuyện này đã khiến tim cô ta trong nháy mắt đập càng nhanh hơn. Đừng thấy cô ta làm những chuyện cướp của giết người, nhưng chuyện giữa nam và nữ, cô ta thực sự giống như trang giấy trắng, bị Hoàng Thiên bắt lấy tay đột ngột như vậy, cô ta vẫn ngẩn người ra. Hoàng Thiên lại không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ muốn ngăn Phượng Đen bỏ thuốc mà thôi. Ngay đến bách chiến bách thắng như Vũ Thanh, cũng bị thứ bột này suýt chút nữa làm cho mất mạng, Hoàng Thiên không thể không đề phòng. Lại muốn dùng bột này hại người. Hoàng Thiên nhìn thẳng vào Phượng Đen lạnh giọng nói. Phượng Đen có chút thẹn quá hóa giận, một tay kia nâng lên, đánh vào mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhanh chóng bắt được tay còn lại của Phượng Đen, khiến cô ta không thể động đậy được. Nếu không phải thấy cô ta là thân đàn bà con gái, Hoàng Thiên đã trực tiếp đá bay cô rồi. Hoàng Thiên, anh buông tôi ra, anh cầm tay tôi như vậy còn ra cái thể thống gì nữa? Cả khuôn mặt nhỏ của Phượng Đen bắt đầu nóng dần lên, mắt hạnh trợn tròn trừng Hoàng Thiên nói. Vừa nghe thấy Phượng Đen nói như vậy, Cố Chi Long đang ngã trên đất cũng bắt đầu nổi đóa, anh ta đứng lên, từ trên mặt đất xông tới chỗ Hoàng Thiên. Mày giỏi lắm tên họ Hoàng kia, xem ra quả nhiên là mày ức hiếp bạn gái tao. Ở trước mặt tao còn dám động chân động tay với cô ấy. Cố Chi Long chửi lớn, vọt đến phía sau Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng lười quay đầu, trực tiếp dùng lực đá về phía sau, làm Cố Chi Long ngã lăn ra đất. Ầm ầm một tiếng, Cố Chi Long nằm ở trên đất, ngã đến choáng váng đầu óc. Cùng lúc này Phượng Đen còn muốn giãy giụa, tay của Hoàng Thiên càng tăng thêm sức lực. A a a. Phượng Đen vì thấy đau nên kêu lớn, không thể cầm chắc túi bột trong tay nữa, liền bị rơi xuống đất. Cô qua đây cho tôi, nói rõ ràng là ai đã vô lễ với cô. Hoàng Thiên túm lấy Phượng Đen, đến trước mặt Cố Chi Long, muốn cô ta nói rõ ràng sự việc đã xảy ra trước đó. Thật ra Hoàng Thiên không cần phải ở trước mặt Cố Chi Long giải thích bất cứ điều gì, nhưng mà loại oan ức này, anh cũng không muốn phải gánh vác. Nếu như phải tiễn Cố Chi Long cùng Phượng Đen ra đi, thì anh cũng muốn những người này trước khi chết, phải nói rõ sự thật. Bụng Cố Chi Long rất đau, đã không thể tự đứng dậy được nữa. Ôm bụng quỳ rạp xuống đất, trái tim anh ta cũng đang rỉ máu. Lần quay lại Việt Nam này, gặp phải Hoàng Thiên, tất cả sự kiêu ngạo ngang tàn trước kia của Cố Chi Long đều đã hóa thành cho tàn. Từ trước đến nay anh ta vẫn tự cho mình là đúng, Cố Chi Long cảm thấy không ai có thể chống đối anh ta, những sự việc xảy ra đêm nay đã chạm vào lòng tự ái của anh ta. Ở trước mặt Hoàng Thiên, còn có trước mặt hai tên thuộc hạ của Hoàng Thiên, Cố Chi Long anh ta còn không thể chịu nổi một đòn, căn bản không có năng lực đánh lại bọn họ. Ngẩng đầu nhìn về hướng Hoàng Thiên, trong lòng Cố Chi Long bắt đầu nâng lên nỗi ngờ vực, thầm nghĩ lẽ nào thực sự không phải Hoàng Thiên bắt nạt Phượng Đen. Hiện giờ Hoàng Thiên anh ta đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nếu như đúng là do anh ta ức hiếp Phượng Đen, thì thừa nhận cũng có làm sao, tại sao anh ta từ đầu đến cuối cứ đều một mực phủ nhận như vậy. Nguyên do có lẽ là chỉ có một, đó là Hoàng Thiên đã bị đổ oan. Trong lòng Cố Chi Long đang nghĩ ngợi lung tung, anh ta nhìn Hoàng Thiên, lại nhìn Phượng Đen. Muốn nhanh chóng có được câu trả lời từ trên người Phượng Đen. Hoàng Thiên thấy Phượng Đen vẫn không chịu nói ra sự thật, anh đã thật sự rất muốn phát hỏa. Nếu như cô lại dám ngậm máu phun người, tôi sẽ lập tức giết cô. Hoàng Thiên tức giận nói với Phượng Đen. Phượng Đen càng thêm hoảng loạn, lúc trước cô ta ở trong căn phòng nhỏ biểu hiện thấy chết không sợ, hoàn toàn không phải cô ta không sợ chết, mà là cô ta đã nắm được mạch của Hoàng Thiên, nên mới cố tình giả vờ. Quả nhiên đã lấy được thiện cảm của Hoàng Thiên. Sau đó Hoàng Thiên mới thả cô ta đi. Nhưng tình thế của hiện tại không còn như thế nữa, Phượng Đen biết rõ không thể tiếp tục dùng lại chiêu cũ nữa, cô ta bắt đầu oang oang mang cực độ. Ngài Hoàng Thiên, tôi có nỗi khổ tâm riêng, cha mẹ của tôi đang bị điếu công khống chế, tôi không thể trở mặt với ông ta. Phượng Đen đột nhiên ghé vào tai Hoàng Thiên, nhỏ giọng thì thầm với anh. Cảm giác bên tai có chút tê dại, Hoàng Thiên khống chế cảm xúc, anh quay đầu nhìn Phượng Đen. Phát hiện vành mắt của cô đã ẩm ướt, giống như thực sự không muốn nói dối. Liên tưởng đến hai gã thủ hạ, cũng vì lo lắng người nhà bị điếu công sát hại, Hoàng Thiên cảm thấy lời của Phượng Đen có chút đáng tin. Cái lão già điếu công kia, có lẽ đã khống chế gia đình Phượng Đen rồi, đem chuyện này đến uy hiếp Phượng Đen. Phượng Đen, vừa rồi con nói gì với Hoàng Thiên? Đúng lúc này, sắc mặt điếu công giận dữ, đi về phía này. Thầy, con chưa nói gì cả. Phượng Đen lo lắng nhìn điếu công,
sợ Điếu Công sẽ đoán được cô ta đã nói những gì với Hoàng Thiên. Chưa nói gì cả, ông đây nhìn thấy hết rồi, mày ghé vào tai cậu ta nói gì đó. Giọng điệu Điếu Công chán ghét, đứng cách Hoàng Thiên 2 mét, khiển trách Phượng Đen. Hoàng Thiên thấy Điếu Công còn dám qua đây, anh cũng không khỏi cười lạnh, lão già đáng chết này, vẫn còn không biết sống chết. Bù! Hoàng Thiên giống như một tia chớp, trong chớp mắt đã đến gần Điếu Công. A! À, Điếu Công hốt hoảng hô một tiếng, ông ta ngàn vạn không ngờ tới tốc độ của Hoàng Thiên lại nhanh đến vậy. Không đợi Điếu Công kịp phản ứng, Hoàng Thiên đã dùng một chưởng đánh tới. Ách a! À, Điếu Công kêu đau một tiếng, cổ bị Hoàng Thiên đánh trúng, cơ thể siêu vẹo, suýt chút nữa thì ngã xuống. Nhân lúc ông ta đang đau đớn, Hoàng Thiên không trì hoãn thêm, quét ngang một cước, trực tiếp làm Điếu Công ngã nhào xuống đất. Ầm ầm một tiếng, Điếu Công bị đá ngã xuống đất, răng cũng suýt chút nữa không còn. Điếu Công bị Hoàng Thiên đạp dưới chân, ông cái tên khốn nạn, lại còn muốn tìm đường chết. Hoàng Thiên, con mẹ nó, ông với mày vẫn chưa xong đâu. Điếu Công đau đớn nằm dưới đất, không ngừng mắng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã quá quen với cái lão già này, chân dừng ở cằm của lão, hung hăng đá mấy phát. Đá lão vài cái, tất cả răng cửa đều bị rơi ra, hàm cũng sắp bị đá hỏng, thảm không cần nói. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng bên tai, làm cho ba tên ngoại quốc còn đang hung hăng đánh nhau bị dọa sợ, bọn họ ào ào lui về phía sau, nhìn về phía Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên đang hành hạ Điếu Công, ba tên ngoại quốc nhìn đến phát ngốc, trong lòng có chút hoảng hốt, bắt đầu mất hết tinh thần chiến đấu. Thấy ba gã ngoại quốc kia bất động một chỗ, hai tên thuộc hạ của Hoàng Thiên cũng không ra tay nữa, đứng tại chỗ bên cạnh Hoàng Thiên quan sát tình hình. Cố Chi Long được bạn gái Phượng Đen đỡ dậy, cũng không quỳ rạp trên đất nữa, hai người bọn họ cũng đứng cạnh nhìn Hoàng Thiên, nhìn đến trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Điếu Công là thầy của Phượng Đen, Cố Chi Long trên danh nghĩa chính là bạn trai của Phượng Đen, cũng có lúc theo Phượng Đen gọi một tiếng thầy. Thế nhưng lão thầy luôn ra vẻ cao cao tại thượng kia, giờ phút này đang bị Hoàng Thiên hành hạ đến thừa sống thiếu chết, có thể nói là vô cùng thê thảm. Phượng Đen, mau đến cứu thầy sẽ bị nó đánh chết mất. Điếu Công thực sự không chịu nổi nữa, ông ta bất chấp mặt mũi, kêu la thảm thiết cầu cứu Phượng Đen. Phượng Đen lưỡng lự một chút, cô ta vừa muốn đi cứu Điếu Công thì bị Cố Chi Long ngăn lại. Đừng qua đó, chúng ta đánh không lại tên họ Hoàng kia đâu. Cố Chi Long thấp giọng nói. Vậy phải làm sao đây? Em mà không cứu ông ta chắc chắn sẽ ghim thù em. Phượng Đen nói nhỏ vào tai Cố Chi Long. Cố Chi Long hừ một tiếng, nói, ghim thù thì ghim thù, ông ta còn có thể làm gì em? Thật sự không ổn, em phải cùng anh ra nước ngoài. Nhưng mà, cha mẹ em đang nằm trong tay ông ta. Giọng điệu của Phượng Đen thấp đến cực điểm, nói với Cố Chi Long. Cố Chi Long sửng sốt một hồi, bây giờ anh ta mới biết, tại sao Phượng Đen lại sợ Điếu Công. Chính vì sợ Điếu Công sẽ sát hại cha mẹ em, thế nên em mới sợ ông ta. Vậy, lão già kia rốt cuộc có ức hiếp làm nhục em không? Cố Chi Long truy hỏi đến cùng. Phượng Đen gật gật đầu, cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Mẹ nó! Cố Chi Long rất nhanh liền nổi điên, anh ta đường đường là đường chủ đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, mặc dù thực lực của anh ta không được tính là mạnh, nhưng tính tình lại rất nóng nảy. Trong lúc tức giận, anh ta đẩy Phượng Đen, lao đến bên người Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cho là Cố Chi Long muốn bị hành hạ, không khỏi cười lạnh mà nhìn Cố Chi Long một cái, thực ra Hoàng Thiên rất lười ra tay với mấy kẻ sức gà yếu ớt như thế. Ngài Hoàng Thiên, anh đừng hiểu lầm, tôi đến không phải để đánh nhau với anh. Cố Chi Long sợ hãi nên đã giải thích với Hoàng Thiên. Không đợi Hoàng Thiên nói gì, Cố Chi Long đã bắt đầu nhấc chân lên, một cước đạp thẳng vào người Điếu Công trên mặt đất, đá tới tấp. Trời mẹ đất ơi, Cố Chi Long cái thằng nhãi này, chú điên rồi hả? Đến tôi, chú cũng đánh. Điếu Công tức giận đến phát điên, vừa kêu đau vừa chất vấn Cố Chi Long. Ông già rồi còn không đứng đắn, lão già chết tiệt. Sao ông dám bắt nạt bạn gái tôi, cô ấy còn là học trò của ông có phải người nữa không hả? Cố Chi Long vừa mắng vừa không ngừng đá lên người Điếu Công, hận không thể đá chết ông ta. Điếu Công đau đớn không thôi, lúc nãy ông ta bị Hoàng Thiên hành hạ dưới chân, đã không thể động đậy được nữa, nay chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đá. Không bao lâu sau, đầu của Điếu Công so với đầu heo còn lớn hơn, sưng lên vài vòng. Mũi thì bị đá nát, hốc mắt thâm tím, răng cửa đến một chiếc cũng không còn, tất cả đã bị thủ tiêu hết. Con mẹ nó, tao là sư phụ của bạn gái mày, mày là cái thứ đại nghịch bất đạo. Điếu Công tức giận đến nổ tung, không ngừng mắng chửi Cố Chi Long. Ông ta càng chửi,
Cố Chi Long đá càng hung bạo, thời khắc này Cố Chi Long một câu cũng không nói, chỉ biết không ngừng đá vào đầu Điếu Công. Hoàng Thiên nhìn thấy một màn này cũng ngây người, anh không ngờ đến, Cố Chi Long phát điên lên, cũng rất đàn ông. Đôi giày da của Cố Chi Long đã đến mức khiến Điếu Công tiểu ra quần, mắt mũi cũng sắp không mở được ra. Phượng Đen cũng chạy tới, cô ta thực sự sợ Cố Chi Long đá chết Điếu Công, nếu mà như vậy, những người Điếu Công phái đi theo dõi cha mẹ cô ta, chắc chắn sẽ sát hại họ. Chi Long, đừng đánh nữa, còn đánh nữa thì ông ta sẽ chết mất. Phượng Đen chạy đến kéo Cố Chi Long lại, bộ mặt ngập tràn sợ hãi. Cố Chi Long nhìn thấy vẻ mặt đó của Phượng Đen, anh ta càng tức giận hơn, Điếu Công cái lão già chết tiệt này, đã uy hiếp Phượng Đen thành cái dạng gì rồi. Em không cần phải sợ ông ta, hôm nay anh không đá chết ông ta không được, anh muốn xem ông ta còn dám uy hiếp người nhà em nữa hay không. Cố Chi Long tức giận quát, điên cuồng đá lên mặt Điếu Công. Điếu Công tuy là đang bị đánh, những lỗ tai không hề điếc, ông ta vừa nghe đã hiểu ra, Phượng Đen đã nói gì đó với Cố Chi Long rồi. Như vậy không ổn, vừa nãy Phượng Đen đã thầm thì gì đó vào tai Hoàng Thiên, cũng đã kể hết mọi chuyện cho Hoàng Thiên nghe. Được lắm Phượng Đen, mày vậy mà dám nói bí mật của chúng ta cho người khác biết thì mày hãy đợi đấy cho ông. Điếu Công hung dữ đe dọa Phượng Đen, vừa đe dọa, vừa kêu gào thảm thiết. Đợi cái đầu nhà mày. Cố Chi Long túm lấy Điếu Công, dí súng điện vào lên mặt Điếu Công. Điếu Công bị đánh đến mũi be bét máu, thảm không cần nói. Ông uy hiếp cô ấy lần nữa thử xem, lão già này, nếu như ông dám động vào cha mẹ cô ấy, tôi chắc chắn sẽ giết ông. Cố Chi Long càng nói càng tức giận, chỉ vào mũi Điếu Công quát. Hoàng Thiên đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả, anh không khỏi cảm thấy thật buồn cười. Cố Chi Long với Phượng Đen, vốn dĩ ở cùng một phe với Điếu Công, thế nhưng bây giờ lại đánh đến náo nhiệt như vậy. Xem ra anh không cần phải ra tay nữa, có Cố Chi Long xử lý Điếu Công, bản thân anh cũng tiết kiệm được không ít việc. Chi Long, chú đừng đánh nữa, ông thầy tôi đây không chịu nổi đâu. Tôi đồng ý với chú, không sát hại cha mẹ của Phượng Đen nữa. Điếu Công thở hổn hển nói. Bụp, Cố Chi Long cho Điếu Công một cái tát, gọi ai là Chi Long hả? Ông là thầy của ai? Chú con mẹ nó muốn ông đây phải làm thế nào nữa hả? Điếu Công tức đến nổ phổi, quát lớn. Thầm nghĩ lão già này không còn cần mặt mũi nữa rồi sếp. Ông ta là muốn tiếp tục bị đánh. Bốp! Cố Chi Long trở tay tiếp tục tát vào mặt Điếu Công, khiến cho cả mặt Điếu Công đều sưng đỏ lên. Ông nói tôi muốn làm gì sao? Tôi là muốn giết chết ông. Cố Chi Long vừa nói xong liền rút ra một con dao nhỏ, chuẩn bị thủ tiêu Điếu Công. Phượng Đen thực sự luống cuống, cô ta biết rất rõ, nếu như Điếu Công chết rồi, thuộc hạ của ông ta chắc chắn sẽ giết chết gia đình cô ta. Kết quả thế nào thì không cần nghĩ đến. Đừng giết ông ta, không được giết. Phượng Đen sợ tới mức vội vàng lao lên ngăn cản Cố Chi Long. Cố Chi Long lại nổi điên lên, anh ta cũng không thể nghĩ nhiều như vậy được. Phượng Đen không thể ngăn nổi anh ta, lúc này anh ta đã túm được Điếu Công, chuẩn bị một đao đâm chết lão già không đứng đắn kia. Điếu Công bị dọa đến tiểu ra quần, Cố Chi Long thật sự muốn làm tới cùng, thực sự muốn giết chết ông ta. Hoàng Thiên, Hoàng Thiên! Cậu mau đến cứu tôi biết rất nhiều chuyện, đều là chuyện của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Điếu Công hô lớn cầu cứu Hoàng Thiên. Chuyện này khiến cho Hoàng Thiên giờ khóc giờ cười, da mặt của lão già này, so với vỏ cây còn dày hơn. Ông còn muốn tôi cứu ông? Ha ha, không phải ông tìm những người này đến để giết tôi sao? Hoàng Thiên cười ha ha, nhìn Điếu Công nói. Lão già chết tiệt, cứ kêu đi, bây giờ tôi sẽ tiến ông lên đường. Cố Chi Long tức giận nói. Vung dao đâm vào cổ họng Điếu Công. Đừng! Khát vọng sống của Điếu Công quá mạnh mẽ, lớn tiếng hét, liều mạng chạy về hướng Hoàng Thiên. Bởi lẽ Điếu Công dùng sức quá lớn, nên Cố Chi Long cũng không thể giữ được ông ta, Điếu Công chạy thoát, vậy nên đao này cũng không đâm trúng ông ta. Cậu Hoàng Thiên, tôi nói cho cậu biết, Lương Thiện Trường muốn lấy mạng của cậu, nhưng ông ta không trực tiếp đưa tiền cho tôi, mà chuyển cho đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Cố Chi Long là đường chủ của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Cậu ta quay về Việt Nam là để tìm diệt cậu. Điếu Công chạy đến trước mặt Hoàng Thiên, tuyệt vọng nói. Hoàng Thiên nghe thấy lời này, tim không khỏi nảy một cái. Vẫn luôn nghĩ rằng Lương Thiện Trường tìm Điếu Công, sau đó Điếu Công mới liên thủ cùng đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Thật không ngờ rằng, Điếu Công này cũng chỉ là một con rối nhỏ, kẻ đứng sau chuyện này chính là đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hoàng Thiên dừng ở trên mặt Cố Chi Long. Mà cùng lúc này, Cố Chi Long cũng đang nhìn Hoàng Thiên, anh ta biết không thể giấu giếm được nữa, bởi vì Điếu Công đã đem chuyện này nói cho Hoàng Thiên biết.
Cố Chi Long bây giờ thấy hơi xấu hổ, bị điếu công soi mói, anh ta cảm thấy ngại ngùng trước mặt Hoàng Thiên. Đây cũng là do Cố Chi Long từ lâu đã không dám coi thường Hoàng Thiên cho nên mới cảm thấy ngại ngùng trước mặt anh. Nếu có người xem thường đối thủ của anh, tự nhiên sẽ không cảm thấy ngại ngùng mà sẽ thấy nó không quan trọng. Mà Cố Chi Long bây giờ đối với Hoàng Thiên cực kỳ kính nể, thậm chí còn có chút sợ Hoàng Thiên. Bây giờ Hoàng Thiên biết Cố Chi Long anh ta ngấm ngầm dở trò, anh ta cảm thấy mình sắp xong đời rồi. Quả nhiên đôi mắt sắc bén của Hoàng Thiên dán chặt vào Cố Chi Long. Nhìn thấy bộ dáng Cố Chi Long lương tâm cắn rứt, Hoàng Thiên hiểu rằng tất cả những lời điếu công vừa nói đều là sự thật. Có vẻ như Lương Thiện Trường có cách nào đó, tự dưng lại có thể mua được cả đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, đây không phải là có tiền mua được cả quỷ sao. Với sự giàu có của gia đình Lương Thiện Trường thì thực sự có khả năng này, điểm này Hoàng Thiên có thể thừa nhận. Dám gây rối trong thời gian dài như vậy, điếu công thế mà lại được thuê của người thuộc đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, vì tiên cái đồ này cái gì cũng dám làm. Cố Chi Long, những gì điếu công nói đều là sự thật sao? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Cố Chi Long hỏi. Sau khi do dự một lúc, Cố Chi Long gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Hoàng Thiên, điếu công nói không sai, là Lương Thiện Trường đã tìm đến đoàn kỵ sĩ Thánh Đường chúng tôi, để chúng tôi giúp ông ta xử lý anh. Nhưng chúng tôi là do đoàn kỵ sĩ Thánh Đường phái tới, là do tôi đưa tiền cho điếu công để điếu công phải người đến xử lý anh. Cố Chi Long không chút giấu giếm nói ra tất cả cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết sự việc như vậy, tên Cố Chi Long này không nói dõi. Được rồi, anh thừa nhận là tốt. Thế bây giờ anh định như thế nào? Vẫn tiếp tục muốn đối đầu với tôi? Hoàng Thiên nhìn Cố Chi Long cười lạnh. Trong lòng Cố Chi Long đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, làm gì còn dũng khí nào để có thể tiếp tục đối đầu với Hoàng Thiên nữa? Anh ta cũng biết mình không còn là đối thủ của Hoàng Thiên nữa, với thực lực của anh ta thì chả là gì với Hoàng Thiên. Không không không, Hoàng Thiên, tôi không muốn đối đầu với anh. Cũng không muốn phải đối phó với anh nữa. Cố Chi Long nhanh chóng lắc đầu, lo lắng nhìn Hoàng Thiên rồi nói. Hoàng Thiên nghĩ ngợi một lúc, thế này thì coi như chặt giá Cố Chi Long rồi, đoàn kỵ sĩ Thánh Đường chắc chắc sẽ phái thêm người đến. Cái tình trạng hỗn loạn này cũng không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Với cả ấn tượng của Hoàng Thiên cái tên Cố Chi Long này cũng không phải là xấu, nên cũng có lòng để cho anh ta một đường lui. Không đợi Hoàng Thiên nói thêm gì nữa. Lúc này tên điếu công kia đột nhiên chạy về phía tây chẳng bao lâu sau lao vào giữa một đám lau sậy. Chết tiệt! Hoàng Thiên nhìn thấy được rõ, tâm cũng thực sự say rồi. Khi chiếu cố nói chuyện với Cố Chi Long, thực sự anh đã không để ý tên điếu công này muốn chạy trốn. Không chỉ Hoàng Thiên thấy ngạc nhiên mà ngay cả Cố Chi Long và Phượng Đen cũng thấy vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ điếu công lại có thể chạy thoát nhanh như vậy. Không tốt, mau đuổi theo ông ta. Cố Chi Long lo lắng, hét lên một tiếng. Cùng Phượng Đen lập tức đuổi theo. Hoàng Thiên do dự một lúc, không muốn bỏ qua cho bọn họ, tuy nhiên lão điếu công đáng chết này, Hoàng Thiên lại càng không muốn buông tha. Đuổi theo. Hoàng Thiên hét lớn với hai thuộc hạ sau đó cũng đuổi theo. Hai người trong đội không còn tâm trạng để khống chế bốn người nước ngoài nữa, họ đi theo phía sau Hoàng Thiên lao vào trong đám lau sậy. Không biết đã đuổi theo bao lâu, Hoàng Thiên cuối cùng cũng đuổi được người. Tuy nhiên lại không đuổi theo được điếu công. Mà là đuổi theo được Cố Chi Long với Phượng Đen. Cả hai đang thở hổn hển, với vẻ mặt không can tâm và đầy lo lắng. Hoàng Thiên nhìn qua đã thấy rõ hai người này cũng không bắt được điếu công, sau đó lo lắng điếu công sẽ triển khai trả thù một cách điên cuồng. Cuối cùng gia đình của Phượng Đen vẫn nằm trong tay điếu công. Không bắt được. Hoàng Thiên hỏi một câu. Đúng thế, chuyện lớn này không tốt rồi, e là gia đình tôi sẽ. Phượng Đen lộ ra một vẻ bất lực trên mặt. Cảm tưởng sắp khóc đến nơi. Hoàng Thiên quan sát Phượng Đen, thân sắc của mỹ nhân đình đám này ở thời điểm hiện tại thực sự rung động lòng người. Say đắm lòng người, nếu như Hoàng Thiên không phải là người đàn ông có quyết tâm mạnh mẽ, nhất định sẽ rung động với cô ta. Nhưng trong mắt Hoàng Thiên chỉ có vợ là Lâm Ngọc An, quyết tâm của anh mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Tuy nhiên tất cả đàn ông đều đồng cảm với mỹ nữ, đó là bẩm sinh, Hoàng Thiên cũng không phải ngoại lệ. Đúng tại lúc này, Hoàng Thiên có chút đồng cảm với Phượng Đen. Nói thế nào đi nữa, cô ta cũng được coi là đứa con hiếu thuận. Bây giờ sợ hãi cũng không có tác dụng, cô mau chóng về nhà xem đi, cứu gia đình cô ngoài. Hoàng Thiên nói với Phượng Đen. Phượng Đen nghe xong thì gật đầu lia lịa, mặc dù cô ta biết khả năng cứu được gia đình mình là cực kỳ thấp. Nhưng cô ta chỉ có thể cố gắng trong tuyệt vọng. May mắn là vẫn còn bạn trai Cố Chi Long ở bên cạnh, Phượng Đen còn cảm thấy có xử lý được. Cảm ơn anh.
Hoàng Thiên, trước đây tôi lừa anh một lần, hy vọng anh sẽ không trách tội tôi. Phượng Đen nước mắt lưng tròng xin lỗi Hoàng Thiên, lần này là cô ta thực sự chân thành. Hoàng Thiên cũng biết tại sao trước đây Phượng Đen lại lừa anh, hoàn toàn đều là vì gia đình của cô ta, thực ra nếu xem xét kỹ lưỡng thì hành động mỹ nữ này cũng là do tình cảm gia đình. Mặc dù cách tiếp cận của cô ta rất ích kỷ, nhưng là một người con gái, cô ta có tư cách. Đừng nói mấy cái này nữa, cô mau đi đi, đừng để cha mẹ mình xảy ra chuyện không hay. Hoàng Thiên xua xua tay với Phượng Đen, Phượng Đen gật đầu thật mạnh. Hoàng Thiên, tôi bảo đảm về sau sẽ không bao giờ đối nghịch với anh nữa, nếu không tôi sẽ không làm đường chủ nữa. Anh yên tâm. Cố Chi Long nhìn Hoàng Thiên đầy cảm kích, trong lòng anh ta biết rõ tối nay Hoàng Thiên đã sẵn sàng cho anh ta một con đường sống, nếu không anh ta đã sớm trở thành người chết rồi. Hoàng Thiên nhìn Cố Chi Long, không khỏi cười nhạt. Đừng nghĩ rằng Cố Chi Long là người của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, con người này còn biết thế nào là cảm ơn đấy. Tối nay để cho anh ta một con đường lui cũng không có gì to tát. Đi đi, giúp bạn gái mày cứu lấy người nhà, sau đó đi trốn chỗ nào không có người mà tiếp tục sống cho tốt. Hoàng Thiên vỗ vỗ vai Cố Chi Long nói. Hoàng Thiên, anh là người tốt. Khóe mắt Cố Chi Long có chút ươn ướt, anh ta cúi đầu chào Hoàng Thiên, sau đó cùng Phượng Đen rời khỏi. Hoàng Thiên nhìn phía trước, đuổi theo đến nay đã không có chút dấu vết của lão điếu công, hẳn không đuổi được nữa. Anh cũng biết rằng mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất chính là đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, nhưng điếu công này chắc chắn là có vấn đề. Tuy nhiên bây giờ chỉ có thể quay về trước, sau đó rồi mới có thể tìm cơ hội xử lý điếu công. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên cùng hai gã thuộc hạ bỏ đi, lái xe về thành phố Bắc Ninh. Mà trong lúc đó, Phượng Đen với Cố Chi Long lại không thể suôn sẻ rời khỏi thành bọn họ vừa rời đi khỏi đám lau sậy mười mấy phút, vừa đi ra liền bị một đám người chặn lại trong bãi đất trống. Hừ, Bôn. Đường chủ Long đã nương tay với Hoàng Thiên rồi, bạn gái của cậu ta cũng thông đồng với cậu ta, tôi thấy anh nên xử lý môn hộ đi. Điếu công cười lạnh hỏi người đàn ông ngoại quốc to lớn đứng bên cạnh. Paul là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, làn da trắng nõn cộng với hai tròng mắt dữ tợn kia khiến người ta khiếp sợ. Phía sau gã là tầm 7-8 người nước ngoài, những người này cũng rất hung dữ, nhìn qua đã biết họ cũng chả phải loại người tử tế gì. Sau khi nghe những lời của điếu công, Paul đột nhiên nổi giận. Gã nhìn chằm chằm vào Cố Chi Long, và nói bằng giọng tiếng Việt tiêu chuẩn, đường chủ Long, những gì điếu công nói đều là sự thật đúng không? Hai chân Cố Chi Long đều run lên, anh ta thực sự sợ người đàn ông ngoại quốc Paul đang ở trước mặt này. Thấy Paul hỏi như thế, anh ta vội kéo mạnh cánh tay của Phượng Đen ra hiệu cho cô ta tìm cơ hội chạy thoát thật nhanh. Tổng đường chủ, tôi không hề nương tay với Hoàng Thiên, cũng không hề phản bội lại Thánh Đường đoàn kỵ sĩ, đây là vu cáo hãm hại. Cố Chi Long cố gắng hết sức để kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng và đáp lại với vẻ bình tĩnh. Paul cũng không phải là một kẻ ngốc, gã đã cẩn thận nhìn vào biểu hiện của Cố Chi Long khi anh ta đang nói, hai mũi không chịu được mà hừ mấy tiếng. Hừ, đường chủ Long, những gì anh nói đều là sự thật, vậy tại sao chóp mũi lại tóa ra mồ hôi lạnh? Anh đang chột dạ sao? Paul hừ lạnh, từng bước tiến tới Cố Chi Long. Mau chạy! Cố Chi Long hét lên đẩy mạnh Phượng Đen. Phượng Đen do dự một lát, cô ta dù rất sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không muốn bỏ lại Cố Chi Long ở lại đây. Hơn nữa cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ thù truyền kiếp Hoàng Thiên sẽ tha cho cô ta một con đường sống, thế nào bây giờ cô ta lại có thể chết trong tay tổ chức của bạn trai, điều này mới thực sự làm cô ta xót xa. Nghĩ kỹ hơn thì Hoàng Thiên vẫn tốt hơn, dù thế nào đi chăng nữa bọn họ vẫn là người cùng dân tộc, không giống như những người ngoại quốc căn bản sẽ không bao giờ thương hại cô ta. Vừa nghĩ đến đây, Cố Chi Long liền hét lớn, mau chạy đi, không chạy sẽ không kịp nữa. Muốn chạy, hừ, một người cũng đừng hòng chạy thoát, điếu công gầm lên. Đột nhiên tầm 7-8 người xuất hiện từ đằng sau Paul, toàn bộ lao lên, chuẩn bị vây quanh Cố Chi Long và Phượng Đen. Chạy mau, Cố Chi Long gần như phát điên lên, anh ta biết bản thân chắc chắn chạy không thoát, kết quả tốt nhất là để Phượng Đen chạy thoát khỏi chỗ này. Phượng Đen cắn môi xoay ngoài chạy đi. Đuổi theo cô ta. Điếu công không muốn bỏ qua cho Phượng Đen nên lúc này gầm lên. Vài người ngoại quốc định đuổi theo Phượng Đen nhưng Cố Chi Long đã kịp vượt qua. Đúng như Hoàng Thiên đã dự liệu, tên Cố Chi Long này đúng là không tệ, cũng được coi như là đàn ông. Nhìn thấy Cố Chi Long đứng chặn trước mấy người ngoại quốc, mang trên mình một vẻ liều mạng, có thế nào cũng không để mấy người ngoại quốc vượt qua. Phác! Paul chửi bới dữ dội, và cùng những người còn lại lao đến, bao vây Cố Chi Long. Những người chuẩn bị đuổi theo Phượng Đen cũng ngừng lại, bao vây lấy Cố Chi Long.
Bốn tên thuộc hạ lúc trước đi theo Cổ Chi Long lúc này cũng nghe thấy tiếng động tìm được đến đây, bọn họ nhìn thấy tổng đường chủ Pol đang có mặt, không một ai dám qua giúp đỡ. Các người muốn làm phản hả? Mau đến giúp đường chủ Pol xử lý môn hộ. Điếu Công hét lên với bốn người đang đứng bên cạnh. Bốn người đứng dưới quyền của Cố Chi Long sau một lúc sững sờ thì toàn bộ đều cố gắng tránh những bất lợi mà giúp Pol và những người khác giải quyết Cố Chi Long. Với chút thực lực hiện giờ của Cố Chi Long thì đâu phải là đối thủ của từng này người. Không cần đến một phút sau, anh ta đã bị đánh cho nằm lăn ra đất. Còn dám bám vào Hoàng Thiên, mày thấy Hoàng Thiên có tiền phải không? Pol hằn học hỏi Cố Chi Long. Tổng đường chủ, tôi thật sự không bám vào Hoàng Thiên, mà rõ ràng Hoàng Thiên đã có thể giết chết tôi, lại tha cho tôi một con đường sống. Chính vì vậy tôi không còn là đối thủ của anh ta nữa rồi. Cố Chi Long không có chút sức lực nào mà nằm bò dưới đất giải thích một tràng. Pol nở một nụ cười tự mãn. Ha ha, Hoàng Thiên là kẻ mà thủ lĩnh của chúng ta ra lệnh giết. Vì mày không còn có thể đối phó với Hoàng Thiên, sống trên đời cũng không có ích lợi gì nữa. Tổng đường chủ, anh có ý gì? Có nghĩa là mày phải chết. Pol gầm lên dữ dội, vẫy vẫy tay. Hơn chục người ngoại quốc đồng loạt lao lên đá tới tấp vào người Cố Chi Long. Thấy Cố Chi Long đang hấp hối, Điếu Công không biết lấy từ đâu một viên gạch lớn, bước đến gần đầu của anh hung hãn đập xuống. Cố Chi Long bị đập chết ngay tại chỗ, trước khi chết cũng bị đánh đập dã man, cái chết của anh quả thực rất thê thảm. Đào hố chôn xác đi, ngay đêm xuất phát đi xử lý Hoàng Thiên. Pol ngạo mạn truyền đạt mệnh lệnh xuống cấp dưới. Mà ngay tại lúc này, Hoàng Thiên cùng hai thuộc hạ trở về Hà Nội. Anh đã không trở về Bắc Ninh bởi vì trên đường biết được Vũ Thanh không hề về Bắc Ninh chữa trị vết thương ở cổ tay, mà điều trị ở Hà Nội. Nghĩ tới việc vợ mình đã được quản gia đưa về Bắc Ninh bằng chuyên cơ nên Hoàng Thiên rất yên tâm, không hề vội vàng trở về Bắc Ninh mà muốn ở lại Hà Nội một thời gian. Ít nhất là cho đến khi bắt được tên Điếu Công kia. Hơn nữa mặc dù Lương Thiện Trường đã bị Vũ Thanh đưa đến một nhà giam bí mật nhưng ông ta đã bỏ ra một số tiền để thuê đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, trước mắt vấn đề này là nguy hiểm nhất. Nếu mấy vấn đề này chưa được giải quyết, Hoàng Thiên cũng không có ý định trở về thành phố Bắc Ninh. Đến bệnh viện thăm Vũ Thanh, Hoàng Thiên phát hiện trạng thái của Vũ Thanh vẫn khá là tốt. Mặc dù bị gãy cổ tay nhưng đối với Vũ Thanh mà nói thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Cậu Thiên, thấy cậu bình an vô sự tôi cũng yên tâm rồi. Vũ Thanh nằm ở giường bệnh nhìn Hoàng Thiên mỉm cười. Từ từ dưỡng bệnh, chúng ta không vội trở về. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh gật gật đầu, đúng vậy, khi nào giải quyết xong đoàn kỵ sĩ Thánh Đường rồi trở về Bắc Ninh cũng không vội. Anh trước hết dưỡng thương cho tốt vào, mai tôi lại đến thăm. Hoàng Thiên nói chuyện với Vũ Thanh một lúc sau đó mới đứng dậy rời khỏi bệnh viện. Vũ Thanh mang theo tổng cộng 4 thuộc hạ, 2 người ở cùng anh ta trong bệnh viện. Hai người còn lại Vũ Thanh để bọn họ trở về cùng Hoàng Thiên. Sau khi trở về nhà họ Hoàng, Hoàng Thiên sắp xếp chỗ ở cho hai thuộc hạ, sau đó trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đã hơn 8 giờ tối, Hoàng Thiên nằm ở trên giường đọc tiểu thuyết một hồi, liền chuẩn bị ngủ. Nhưng đúng lúc này, một người giúp việc cẩn thận gõ cửa. Vào đi. Cậu chủ, bên ngoài có một cô gái xinh đẹp tìm cậu. Người giúp việc nói với Hoàng Thiên sau khi đi vào. Cô gái xinh đẹp tìm tôi. Hoàng Thiên khẽ cười nhẹ, thì ra là vậy, để cô ta vào đây. Vâng, cô hầu đi ngoài. Không lâu sau, nữ giúp việc dẫn đến một cô gái trạc tuổi 20. Như lời nữ giúp việc nói, cô ấy rất xinh đẹp. Hơn nữa cô ấy rất cao, dáng người cân đối nhưng gương mặt đầy lo lắng, phiền muộn. Hoàng Thiên nhìn cô gái bước vào, anh thực sự kinh ngạc, cô gái này thì ra là Phượng Đen. Cô lui ra đi. Hoàng Thiên nói với nữ giúp việc. Vâng. Cậu chủ, người giúp việc đóng cửa đi ra ngoài, trong lòng còn đang cười, thầm nghĩ cậu chủ thật sự rất không an phận, hôm nay cô chủ mới rời Hà Nội, anh lại hẹn gái đẹp qua đêm cùng nhau. Hoàng Thiên nào biết được trong lòng của nữ giúp việc lại nghĩ như vậy chứ? Nếu như anh biết thì anh sẽ nôn ra máu. Trong lòng của anh trừ Lâm Ngọc An ra thì không thể chứa thêm được bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Phượng Đen tới thăm hỏi vào đêm khuya là chuyện mà Hoàng Thiên có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hơn nữa đối với Phượng Đen, từ đầu đến cuối Hoàng Thiên vẫn luôn có lòng đề phòng. Dù sao thì trước đó người phụ nữ này đã thay đổi thất thường một lần rồi. Lòng đề phòng người không thể không có, Hoàng Thiên rất bình tĩnh nhìn cô ta, anh cũng không có biểu hiện ra quá nhiều bất ngờ. Phượng Đen nhìn thấy Hoàng Thiên bình tĩnh như thế, trong lòng của cô ta thật sự là vô cùng ngạc nhiên. Cô ta đánh liều đi vào nhà họ Hoàng, hơn nữa lại còn tìm Hoàng Thiên vào buổi tối.
Vốn tưởng rằng Hoàng Thiên chắc chắn sẽ giật giật mình, cô ta lại không ngờ Hoàng Thiên có thể bình tĩnh như vậy. Ngài Hoàng Thiên, anh, chẳng lẽ anh không thấy bất ngờ sao? Phượng Đen đứng ở trước mặt Hoàng Thiên ngạc nhiên hỏi. Hoàng Thiên mỉm cười, vẫn tạm được, ngồi đi. Hoàng Thiên chỉ cái ghế bên cạnh bảo Phượng Đen ngồi xuống trước. Phượng Đen cũng không dám ngồi, lần này cô ta tới đây là để cầu xin Hoàng Thiên. Nếu như Hoàng Thiên không giúp cô ta, vậy thì cô ta không biết ở trên đời này còn có ai có thể giúp được cô ta. Phượng Đen chạy thoát khỏi đám người Po thì không kịp thở mà đi thẳng tới nhà họ Hoàng tìm Hoàng Thiên. Ngài Hoàng Thiên, tôi tới đây là muốn cầu xin anh chắc chắn phải giúp tôi, có được không? Phượng Đen chảy nước mắt tội nghiệp nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy dáng vẻ của cô ta như vậy thì nói với cô ta, cô đừng vội, có việc gì cứ từ từ nói. Nhìn thấy thái độ của Hoàng Thiên như vậy thì trong lòng Phượng Đen hơi có cơ sở. Lần này tôi tới đây là muốn cầu xin anh nhanh chóng cứu người nhà của tôi, bây giờ tôi đã trở mặt thành kẻ thù với Điếu Công, ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người nhà của tôi. Phượng Đen thở dài nhìn Hoàng Thiên, cô ta thật sự sợ Hoàng Thiên sẽ từ chối. Hoàng Thiên khẽ giật mình, Phượng Đen tìm anh xin giúp đỡ cứu người, đây là điều mà anh không ngờ tới. Bởi vì, Phượng Đen có bạn trai, Cố Chi Long bạn trai của cô ta dù sao đi nữa cũng là đường chủ của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, anh ta vẫn rất có thực lực. Bạn trai của cô đâu? Tại sao cô không nhờ anh ta giúp cô? Hoàng Thiên hỏi Phượng Đen. Anh ấy hẳn là đã chết rồi. Phượng Đen đau khổ nói với Hoàng Thiên, cô ta vẫn hiểu rõ. Tổng đường chủ Pôn của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường là người đứng thứ hai của tổ chức ở nước ngoài, gã là người có lòng dạ độc ác, Cố Chi Long rơi vào trong tay Pôn thì chắc chắn sẽ chín phần chết một phần sống. Hơn nữa trên đường bỏ trốn Phượng Đen cũng gọi mười mấy cuộc điện thoại cho Cố Chi Long nhưng đều không có người nghe máy. Bởi vậy cô ta nhận định Cố Chi Long đã xảy ra chuyện rồi. Hoàng Thiên nghe thấy Phượng Đen nói như vậy thì anh thật sự là vô cùng bất ngờ. Lúc ấy anh bỏ qua cho Phượng Đen và Cố Chi Long. Hai người này đã rời đi an toàn, tại sao Cố Chi Long vẫn chết chứ? Không phải tôi đã thả hai người rời đi rồi sao? Tại sao bạn trai cô lại chết? Hoàng Thiên nghi ngờ hỏi Phượng Đen. Phượng Đen bèn kể ngắn gọn chuyện nửa đường bị đám người Pôn chặn lại, Điếu Công lại luôn muốn dồn cô ta và Cố Chi Long vào chỗ chết cho Hoàng Thiên nghe. Hoàng Thiên nghe xong thì nhíu lông mày. Xem ra tình hình càng ngày càng rõ ràng, tổng đường chủ của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường đã tới Việt Nam. Người này chính là Pôn. Cũng không biết thực lực của con hàng nãy như thế nào. Vậy cô hy vọng tôi có thể giúp cô như thế nào? Hoàng Thiên suy nghĩ rồi hỏi Phượng Đen. Nếu như cô gái xinh đẹp này đã đến đây nhờ anh, vậy thì anh cũng không đành lòng thấy chết mà không cứu, anh vẫn quyết định sẽ giúp đỡ cô ta. Phượng Đen thấy Hoàng Thiên đồng ý giúp cô ta thì kích động đến nỗi không biết phải làm như thế nào cho phải. Ngài Hoàng Thiên, tôi hy vọng bây giờ anh có thể đi theo tôi, người nhà của tôi có thể chết bất cứ lúc nào cho nên không thể đợi được. Phượng Đen gấp đến nỗi lau nước mắt. Được rồi, nếu như cô đã tin tưởng tôi như vậy, vậy thì tôi sẽ đi cùng với cô. Hoàng Thiên hơi suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Phù phù. Phượng Đen cảm động đến nỗi không biết nói gì cho phải. Bây giờ cô ta cảm thấy quá xấu hổ, rõ ràng là cô ta luôn muốn giết Hoàng Thiên, nhưng Hoàng Thiên không chỉ bỏ qua cho cô ta mà bây giờ còn đồng ý đi cứu người nhà của cô ta, người đàn ông như thế này có thể đi đâu để tìm chứ? Hoàng Thiên vẫn còn không biết mình bị gắn mác là người tốt. Ngài Hoàng Thiên, bây giờ chúng ta sẽ rời đi sao? Phượng Đen vội vàng hỏi Hoàng Thiên, hiện tại cô ta không muốn chậm trễ dù chỉ là một phút, người nhà của cô ta có thể nguy hiểm tới tính mạng bất cứ lúc nào. Cứu người như cứu hỏa, Hoàng Thiên cũng biết tình hình rất nguy cấp, vì vậy anh không nói gì dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Phượng Đen đi theo sát ở sau lưng Hoàng Thiên, cô ta vừa biết ơn lại vừa kích động nên không biết phải nói gì mới tốt. Cậu Thiên, hai thuộc hạ nghe thấy tiếng động thì từ trong phòng đối diện đi ra. Họ liếc mắt thì nhìn thấy Hoàng Thiên và Phượng Đen. Hai thuộc hạ nhìn thấy Phượng Đen ở đây thì đều trợn tròn mắt, suýt nữa thì cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Tôi đi ra ngoài một chút. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Chúng tôi sẽ đi cùng cậu Thiên. Hai thuộc hạ đồng thanh nói. Họ cũng không yên tâm để Hoàng Thiên ra ngoài một mình, có trời mới biết Phượng Đen có lừa dối nữa hay không. Hoàng Thiên cũng không nói gì. Có hai thuộc hạ đi theo thì làm việc sẽ thuận tiện hơn. Bốn người cùng đi ra khỏi nhà họ Hoàng, Hoàng Thiên lái một chiếc xe hơi trong nhà để xe đưa Phượng Đen và hai thuộc hạ đi ra ngoài. Dựa vào lời nói của Phượng Đen thì người nhà của cô ta ở trong một nông thôn cách Hà Nội 100 km, cho nên quãng đường rất là xa. Cũng may kỹ thuật lái xe của Hoàng Thiên tương đối dũng mãnh,
anh lái xe thật nhanh chạy thẳng tới nhà của Phượng Đen. Trên đường đi, hai thuộc hạ cũng đã biết Hoàng Thiên muốn làm gì, họ đương nhiên sẽ làm những chuyện Hoàng Thiên đã quyết định vô điều kiện. Chỉ là trong lòng của hai thuộc hạ vẫn không yên tâm về Phượng Đen, họ nghi ngờ Phượng Đen đang giở trò quỷ. Chưa tới một tiếng, Hoàng Thiên đã lái xe đến nhà của Phượng Đen. Nơi này là một ngôi làng nhỏ, cả làng có hơn 20 gia đình nhỏ bé đến đáng thương. Hơn nữa mặc dù nơi này cách Hà Nội không xa, nhưng lại tương đối lạc hậu hơn những ngôi làng khác. Bởi vì là ban đêm cho nên trên đường cũng không có người nào, cuộc sống về đêm ở đây rất đơn điệu, hầu hết tất cả mọi người đều ở trong nhà xem TV rồi chuẩn bị đi ngủ. Ngài Hoàng Thiên, chỗ mà có hàng rào gỗ ở phía trước chính là nhà của tôi. Phượng Đen chỉ về phía một ngôi nhà ở trước mặt, khẽ nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên dừng xe ở ngay trước cửa nhà, anh cũng không tùy tiện xuống xe mà ngồi quan sát xung quanh. Nếu đã đến đây thì không việc gì phải vội, nếu như người nhà của Phượng Đen xảy ra chuyện thì đã xảy ra từ lâu rồi. Ngài Hoàng Thiên, tôi cảm thấy không thích hợp cho lắm. Một thuộc hạ quan sát nhà của Phượng Đen rồi nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, anh cũng đã nhìn ra, trong nhà Phượng Đen tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào. Bây giờ cũng chỉ mới có 9 giờ tối, không thể nào ngủ sớm như vậy. Thoạt nhìn thì có vẻ rất kỳ lạ, nhưng mà Hoàng Thiên cũng không thể kết luận người nhà của Phượng Đen chắc chắn đã xảy ra chuyện. Vào xem thế nào, cẩn thận một chút. Hoàng Thiên trầm giọng nói, sau đó anh dẫn đầu xuống xe. Hai thuộc hạ cũng xuống xe theo anh, Phượng Đen xuống cuối cùng, nhưng mà trong lòng cô ta lại căng thẳng nhất. So sánh với Hoàng Thiên bọn họ, tố chất tâm lý của Phượng Đen kém quá nhiều. Cô ta vẫn luôn đi theo điếu công kiếm sống, không có gặp bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, dưới loại tình huống này, cô ta thật sự có chút không chịu được. Chẳng qua cô nàng này vẫn rất có cách, thế mà đi cầu xin Hoàng Thiên, đây cũng chứng minh cô ta đủ sáng suốt. Trừ Hoàng Thiên, chỉ sợ thật sự đúng là không có ai có khả năng giúp cô ta. Một nhóm bốn người lặng lẽ tới gần nhà trệt nhỏ ba gian kia. Nhà Phượng Đen rất bình thường, chính là thôn dân bình thường, phòng ở cũng là loại không đáng chú ý kia. Chỉ chẳng qua gia đình nông thôn bình thường này vậy mà sinh ra một cô gái không chịu bình thường Phượng Đen này, Hoàng Thiên cũng thật sự rất cạn lời. Quay đầu nhìn thoáng qua Phượng Đen, anh cảm thấy cô nàng này thực sự không yên phận, làm người bình thường, kết hôn sinh con yên ổn giữ phụ đạo không được sao. Nhất định phải gây ra nhiều hỗn loạn đến vậy. Lúc này Hoàng Thiên đến dưới chân tường, anh nghe ngóng động tĩnh bên trong. Trong phòng cũng yên tĩnh, không có âm thanh gì. Kéo chốt cửa, cửa phòng đang khóa. Nói rõ trong phòng khẳng có người. Cô có chìa khóa à? Hoàng Thiên kéo Phượng Đen đến gần, nhỏ giọng hỏi cô ta. Cơ thể Phượng Đen khẽ run lên, lỗ tai bị trêu chọc đều tê dại, mặt cô ta cũng đỏ lên. Có. Giọng nói Phượng Đen cực thấp, sau đó lấy chìa khóa trong nhà ra, nhẹ nhàng mở cửa. Sau khi mở cửa ra, Phượng Đen nhìn Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên không lên tiếng, cô ta cũng không dám hành động lung tung. Hoàng Thiên không nói gì, đi vào trước. Phượng Đen đi theo bên cạnh Hoàng Thiên, hai tên thuộc hạ đi theo sau, bốn người đi vào phòng. Hành lang một đầu chật hẹp, lúc đi đến cuối đường, họ dùng tay chỉ hai căn phòng bên phải, ra hiệu người ở trong hai căn phòng kia. Hoàng Thiên nhìn thoáng qua bên trái, cửa phòng bên trái mở ra, còn đống bụi đọng trước cửa, bên trong phảng phất mùi hương khói dầu, hẳn là phòng bếp. Anh trực tiếp đi đến căn phòng bên phải trước, đến trước cửa thì phát hiện cửa đóng. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, Hoàng Thiên đi vào. Kéo màn cửa trong phòng, bên trong không mở đen, một mảnh đen như mực. Bật đèn. Hoàng Thiên nhẹ nói bên tai Phượng Đen. Phượng Đen thật sự có chút không chịu nổi, chẳng qua cô ta cũng biết Hoàng Thiên không phải cố ý lợi dụng cô ta, dù sao cũng không thể phát ra âm thanh quá lớn. Hơn nữa Hoàng Thiên cũng chưa quen thuộc tình huống nhà cô ta, không biết mở đèn ở đâu. Phượng Đen suy nghĩ miên man, sờ được chốt mở bật đèn lên. Một màn trước mắt lập tức khiến Hoàng Thiên bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy không ít vết máu tung tóe dưới mặt đất, ngay cả trên tường cũng có chút máu, cả căn phòng trở nên lộn xộn. Hơn nữa khiến người ta giật mình nhất là một người phụ nữ nâng 200 cân trên giường, gương mặt người phụ nữ này dữ tợn, mặc áo lót che lại, hai cánh tay và chân kia to hơn người đàn ông bình thường. Eo thịt thừa, càng có thể hù chết người, vóc người nhỏ như vại nước này trừ đầu ra thì từ trên xuống dưới đều to. Hơn nữa trong phòng này chỉ có người phụ nữ béo này, cô ta nở nụ cười lạnh không đàng hoàng trên mặt. Vẻ mặt và nụ cười này chiếu rọi dưới ánh đèn đủ để hù chết người. Ngay cả Hoàng Thiên cũng bị người phụ nữ này làm cho giật mình, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào.
Người phụ nữ này là người nhà của Phượng Đen sao? Vì sao dáng vẻ đáng sợ như vậy? Bà là ai? Phượng Đen bị dọa đến nỗi giọng nói cũng run rẩy, nhưng càng lo lắng và phẫn nộ hơn, bởi vì cô ta phát hiện trong phòng này có không ít vết máu. Mà người nhà mình thì không thấy người nào, chẳng lẽ bọn họ đều xảy ra chuyện? Ha ha, cô là Phượng Đen. Người phụ nữ béo nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Phượng Đen. Không sai, bà rốt cuộc là ai? Vì sao ở trong nhà tôi? Phượng Đen trừng mắt người phụ nữ béo trên giường, cô ta rất tức giận, thật muốn lập tức chế ngự người phụ nữ béo này hỏi cho ra lẽ. Ha ha, tôi là con gái của thầy cô, tôi tên Thiết Anh Hồng. Người phụ nữ béo nhe răng cười ha ha một trận, từ trên giường nhảy xuống. Một cái nhảy xuống yên ổn của cô ta đã rung chuyển nhấp nháy cả mặt đất, nếu đang ngủ chắc chắn tưởng rằng đây là động đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phượng Đen nghe người phụ nữ mập giới thiệu xong, cô lập tức vô cùng kinh ngạc. Đã sớm nghe nói Điếu Công có con gái, năm nay 40-50 tuổi, nhưng vẫn luôn chưa từng gặp mặt. Không ngờ đêm nay gặp được mà còn gặp dưới loại tình huống này. Bà làm gì người nhà tôi rồi? Phượng Đen cắn răng hỏi Thiết Anh Hồng. Thiết Anh Hồng nhìn chằm chằm Phượng Đen, bà ta thật sự rất ghen tị. Cùng là phụ nữ, dáng người Phượng Đen lớn lên xinh đẹp còn cực phẩm, mà bà ta thì sao? Từ nhỏ đến lớn mập như heo, lớn lên vừa già vừa xấu, hôm nay hơn 40 tuổi vẫn chưa kết hôn. Đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Thiết Anh Hồng, dẫn đến tâm lý bà ta có hơi biến thái. Làm gì người nhà cô? Há há, lát nữa cô sẽ biết thôi. Thằng mặt trắng bên cạnh cô kia là Hoàng Thiên à? Được đó Phượng Đen, ỷ cô lớn lên có khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả Hoàng Thiên cũng bị cô dụ dỗ. Thiết Anh Hồng cười nhạo, quái gở chế nhạo Phượng Đen. Phượng Đen bị Thiết Anh Hồng chọc tức, nhưng cô ta vẫn không rối loạn, bởi vì bây giờ cô ta chỉ có thể nghe lời Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không lên tiếng, cô ta chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Từ khi mở đèn, ánh mắt Hoàng Thiên liền không rời khỏi Thiết Anh Hồng. Bà béo này đủ hung ác, nói tới nói lui cũng đủ cuồng vọng, Hoàng Thiên thật sự cảm thấy cực kỳ chán ghét. Được rồi bà béo, xem ra bà cũng biết tôi, không sai, tôi chính là Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên nhìn Thiết Anh Hồng nói. Thiết Anh Hồng nghe lời này xong thì lập tức giận đến nổ miếu. Bà ta kiêng kỵ nhất chính là người khác bảo bà ta béo. Nhưng Hoàng Thiên thế mà mới mở miệng đã mắng bà ta là bà béo. Được, thằng nhóc thối, mày có chút lá gan. Thiết Anh Hồng ác độc trừng mắt liếc Hoàng Thiên, sau đó đi tới. Đây chắc chắn là một cao thủ hạng nặng, với thân hình của Thiết Anh Hồng, chỉ cần chúng đòn là có thể giết bất cứ ai, đặt trên người ai thì ai cũng không thở nổi. Hoàng Thiên cũng cảm thấy áp lực không nhỏ, mắt thấy Thiết Anh Hồng đi tới. Hoàng Thiên lớn tiếng nói, bà đứng lại đó cho tôi. Đứng lại, hừ, bà đây đè chết mày. Thiết Anh Hồng hừ lạnh, bà ta giống một chiếc xe tăng nhỏ bổ nhào vào người Hoàng Thiên. Cậu Thiên cẩn thận. Một thuộc hạ thấy chuyện không ổn, tranh thủ thời gian nhắc nhở Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đương nhiên biết chừng mực, đàn ông đôi khi càng cần phải chăm sóc tốt bản thân, gặp phải tình huống cực đoan này càng không thể khinh thường. Chỉ thấy Hoàng Thiên nhanh chóng lóe sang bên cạnh, né tránh Thiết Anh Hồng. Nhưng mà thuộc hạ vừa rồi la lên kia lại khinh địch, anh ta chuẩn bị thay Hoàng Thiên giải quyết bà béo này. Mới vừa ra tay thì Thiết Anh Hồng đã đụng vào người thuộc hạ này. Phốc, úi, thuộc hạ kia kêu to một tiếng, đau đến cùng cực. Thiết Anh Hồng thật đúng là chuẩn bị đè chết Hoàng Thiên, lần này vồ hụt, nhào trúng tên thuộc hạ này, trực tiếp đè anh ta nằm rạp dưới đất. Mắt thấy thuộc hạ kia sắp ngạt thở. Hoàng Thiên đâu nhìn nổi nữa, đi tới nắm tóc Thiết Anh Hồng. Thiết Anh Hồng thấy đè nhầm người, bà ta cũng rất phiền muộn. Vốn muốn đè chết Hoàng Thiên, kết quả đè nhầm trên người thuộc hạ của Hoàng Thiên, điều này khiến bà ta càng thêm táo bạo. Đụ má, mày còn dám nằm tóc tao? Thiết Anh Hồng quay đầu mắng Hoàng Thiên, hận không thể giết chết Hoàng Thiên. Bốp! Hoàng Thiên cũng mặc kệ nhiều chuyện như vậy, vì để cứu thuộc hạ bị ép kia thoát thân, anh giơ tay tát Thiết Anh Hồng một bạt tai. Khuôn mặt bà béo này nhiều thịt, một cú tát này đánh rất mạnh. Nhưng không làm gì được bà ta vốn cũng không quan tâm. Hừ, cái này còn có chút sức lực, mẹ mày tối không ăn cơm sao? Thiết Anh Hồng hừ lạnh một tiếng, nhìn Hoàng Thiên, vẻ mặt khiêu khích. Nhưng Hoàng Thiên cực kỳ im lặng, da mặt Thiết Anh Hồng thật dày, cái tát vừa rồi kia quả thực chính là gãi ngứa cho bà ta. Bốp! Lần này Hoàng Thiên xoay bàn tay, sử dụng sức lực toàn thân hung hăng tát Thiết Anh Hồng một bạt tai. A, à, nhưng lần này Thiết Anh Hồng không chịu nổi, bị tát xong trực tiếp ngã lăn xuống đất, cũng không đè được thuộc hạ dưới thân kia.
Anh Thiên, tôi xem chút là ngỏng rồi, may mà có anh. Thuộc hạ bị đè kia tốn sức bò dậy từ dưới đất, hung hăng thở hổn hển. Hoàng Thiên nhìn anh em sống chết có nhau bị đè thành dạng này, trong lòng anh cũng nổi giận. Tính cách cô con gái điếu công này giống hệt cha bà ta, đều không phải kẻ tốt lành gì. Thấy Thiết Anh Hồng còn muốn đứng lên, Hoàng Thiên cũng không muốn cho bà ta cơ hội, xông lên hung hăng đá mấy phát vào bụng bà ta. Má ơi, Hoàng Thiên, mày! Thiết Anh Hồng thật sự ăn đau, vừa mảng to vừa dùng tay che bụng, bị Hoàng Thiên đá chúng không phải nhẹ nhàng gì. Dừng tay! Đúng lúc này, ngoài cổng truyền đến một giọng nói già nua, thanh thế còn thật kinh người. Hoàng Thiên cảm thấy âm thanh này quá quen thuộc, quay đầu nhìn lại, trong lòng anh đột nhiên giật mình. Chỉ thấy điếu công kia đứng ở cửa, ánh mắt sói của ông già này lóe lên ánh sáng hung dữ, nhìn vô cùng đáng sợ. Ông công, ông thật sự đúng là cầm tinh mộc quế anh, trận nào ông cũng không tụt lại phía sau. Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nói với điếu công trước cửa. Điếu công nhìn thấy dáng vẻ giễu cợt ông ta của Hoàng Thiên, ông ta tức giận đến nổi trận lôi đình. Đối với ông ta mà nói, đời này cũng chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế, nhưng hôm nay, lại liên tiếp bị Hoàng Thiên chỉnh cho, ông ta đều hận chết Hoàng Thiên. Lập tức thả con gái tao ra, nếu không mày sẽ hối hận không kịp. Điếu công gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, uy hiếp nói. Hoàng Thiên sớm đã được chứng kiến, điếu công này chính là mắc chứng giả vờ ngầu, luôn ưa thích đập người bằng lời nói khoác. Ngay cả thực lực của ông lão này cũng là thực lực bình thường, chứ lớn lên đủ béo, hình như cũng không có gì khác. Ông làm gì người nhà tôi rồi? Đúng lúc này, Phượng Đen thực sự không chịu nổi, lớn tiếng quát hỏi điếu công. Bởi vì cô ta nhìn thấy căn phòng này có vết máu, rất có thể đây đều là máu của người nhà cô ta. Có lẽ người nhà cô ta đều đã bị giết hại. Một đôi mắt gian tà của điếu công rơi vào trên người Phượng Đen, thấy Phượng Đen thế mà ở chung với Hoàng Thiên, trong lòng ông ta đã tức đến bốc khói. Ha ha, ngay cả thấy công cũng không gọi nữa. Tôi nói Phượng à, cô thật đúng là một người phụ nữ không yên phận, bạn trai vừa bị giết, cô đã đến thông đồng với Hoàng Thiên. Điếu công nhe răng cười ha ha một trận, kích thích Phượng Đen. Cái gì? Phượng Đen nghe lời này, lập tức ngây người. Ngay cả Hoàng Thiên cũng sửng sốt một chút, anh cũng không biết lời này điếu công nói thật hay là giả, chẳng lẽ Cố Chi Long kia đã bị người ta giết? Cố Chi Long là đường chủ của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Cho dù muốn giết cũng phải áp giải anh ta đến đoàn kỵ sĩ Thánh Đường rồi mới xử quyết chứ. Lão quỷ, lời ông nói là thật, bạn trai tôi thật sự đã bị giết. Phượng Đen hoàn toàn nổi giận, vọt tới gần điếu công, đã chuẩn bị liều mạng cùng lão già này. Điếu công đương nhiên sẽ không để Phượng Đen vào mắt, nữ học trò của ông ta đương nhiên biết sự nông sâu của cô ta. Ha ha, còn dám gọi tôi là lão quỷ. Phượng à, cô thật sự khiến cho thầy đau lòng đó. Nụ cười của điếu công rất chọc tức người, ánh mắt đùa cợt nhìn Phượng Đen trước mặt. Người nhà của tôi sao rồi? Lão già, ông mà dám đụng vào người nhà tôi một chút thì tôi sẽ liều với ông. Trái tim Phượng Đen đã sớm quen, cô ta vừa đau buồn vừa lo lắng. Nếu cô Chi Long thật sự chết rồi, vậy cô ta cũng hết cách, nhưng người nhà cô ta, dù ao cô ta cũng phải cứu. Hừ, liều với tôi, cô cũng phải có thực lực đó mới được. Điếu công có chút tức giận. Bị nữ học trò mắng là lão già, ông ta cảm thấy thật mất mặt. Cha, cha đừng kỳ kèo với họ nữa, nhanh giết chết hết bọn họ đi, chút giận cho con. Vẻ mặt Thiết Anh Hồng cầu xin điếu công. Được, cha đây liền chút giận cho con. Điếu công cười một tiếng rất phách lối, giơ tay lên, một bàn tay chụp đến đỉnh đầu Phượng Đen. Một chưởng này nếu vỗ chúng, đầu Phượng Đen khẳng định sẽ nát bét. Như thế nào đi nữa thì điếu công cũng xem như là cao thủ, lực chưởng vẫn tương đối kinh người. Nhưng Phượng Đen cũng không phải ăn chay, lúc này né sang bên cạnh, né tránh một chưởng này của điếu công. Ông không xứng làm thầy tôi, tên bại hoại cặn bã nhà ông. Phượng Đen yêu kiều nói, sau đó bay lên đá một phát vào mặt điếu công. Một cú này bị đá rất cao, tốc độ và sức lực cũng rất kinh người, không thể không nói Phượng Đen này thật đúng là có bản lĩnh. Nhưng mà điếu công thân làm thầy của cô ta, thực lực đương nhiên mạnh hơn cô ta. Hơn nữa lão già này rất không đứng đắn. Ông ta còn trêu đùa bắt lấy chân họ, trên mặt thể hiện vẻ cực kỳ hèn mọn. Chân Phượng Đen cũng chưa thu lại, thật sự vừa tức vừa gấp, một chân đứng lại có hơi không vững, mắt thấy đã sắp không chịu nổi. Hoàng Thiên thực sự không nhìn nổi nữa, lão già khốn nạn điếu công này cũng quá cặn bã rồi. Phanh! Hoàng Thiên đi qua đá một phát vào bụng điếu công, tốc độ ra chân cực nhanh, điếu công vốn không kịp trốn tránh. Ôi đậu xanh rau muống! Điếu công lùi lại mấy bước, té ngã xuống đất.
đã lăn tới ngoài cửa. Phượng đen này mới đứng vững, thấy Hoàng Thiên cứu cô, trên mặt cô đều là vẻ cảm kích. Đi, tìm người nhà của cô đi. Hoàng Thiên gọi Phượng đen, nhanh chóng đi vào một căn phòng khác. Một thuộc hạ tóm lấy Thiết Anh Hồng, một thuộc hạ khác thì bắt Điếu Công, áp giải hai người này đi theo sau lưng Hoàng Thiên, cùng nhau tiến vào căn phòng kia. Sau khi Hoàng Thiên đá văng cửa, phát hiện căn phòng này đã mở đèn. Một người nước ngoài vóc người đẹp trai cao lớn khoang chân dạng háng trên giường lớn, vẻ mặt người này đầy hung tợn, con mắt rất to, trong mắt đều là sự sắc bén và hung tàn. Dưới đất còn mấy người nước ngoài đang đứng, nhìn từng tên đều không phải người tốt lành gì. Khiến Hoàng Thiên lo lắng nhất là trên giường còn có một người đẹp hơn 20 tuổi, bị trói từ đầu đến chân, miệng cũng bị chặn. Dưới đất còn một đôi vợ chồng trung niên đang quỳ, hai người này đổ mồ hôi như mưa, gương mặt sợ hãi và lo lắng. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, trong lòng Hoàng Thiên hơi rung động. Nhưng mà trong lòng của anh lại cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, ít nhất thì người nhà của Phượng Đen vẫn chưa bị hại, chỉ chịu khổ một chút mà thôi. Phượng Đen nhìn thấy tất cả, lòng của cô ta sắp tan vỡ rồi. Đôi vợ chồng trung niên đang quỳ trên mặt đất chính là cha mẹ của cô ta, mà cô gái xinh đẹp đang bị trói chân trên giường kia chính là chị của cô ta. Chị của cô ta chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, còn chưa có bạn trai. Lúc này đây đang ở lại trong nhà, không nghĩ rằng cũng sẽ gặp tai nạn như thế. Người đàn ông ngoại quốc cao lớn đang ngồi xếp bằng trên giường chính là đường chủ của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, Ôn. Tên này đã đến được một lúc, gã vừa đến đây đã khống chế cha mẹ và chị của Phượng Đen, sau đó đánh người nhà Phượng Đen một trận rất thảm. Vết máu trong một căn phòng khách chính là dấu vết Thiết Ánh Hồng đánh đập người nhà Phượng Đen để lại. Cha, mẹ, chị ơi! Phượng Đen lo lắng đến mức hét lớn lên, muốn chạy ngay đến đó. Đừng tới đây! Mẹ của Phượng Đen kêu lớn tiếng, sợ Phượng Đen đi tới sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng Thiên hơi ngẩn người, Phượng Đen ồn ào nửa ngày này tên là Thanh Mộng sao? Anh cũng sợ Phượng Đen xảy ra sự cố gì, cho nên kéo cô ta lại, không để cô ta đi qua. Phượng Đen nhìn Hoàng Thiên một chút, cô ta cắn môi một cái, đương nhiên cũng biết Hoàng Thiên muốn tốt cho cô ta, nhưng cô ta không thể kiềm chế được, chỉ muốn nhanh chóng cứu người nhà ra khỏi miệng hổ. Phượng Đen, không ngờ đúng không? Chúng ta lại gặp mặt. Ôn cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Phượng Đen. Bây giờ, Phượng Đen cũng rất ghét cái tên hiệu này của mình. Cái tên hiệu Phượng Đen này chính là thầy của cô ta, Điếu Công đặt cho, cô ta vẫn luôn cảm thấy cái tên hiệu này quá khó nghe, nhưng lại không có cách nào, không dám cãi lời Điếu Công. Nhưng mà bây giờ cô không quan tâm nữa, cô không muốn tiếp tục dùng cái tên Phượng Đen này nữa. Cố Chi Long sao rồi? Phượng Đen nhìn chằm chằm Pôn mà ỏi. Ha ha ha, cô còn nghĩ đến bạn trai của mình sao? Tôi không ngại nói cho cô biết, anh ta đã bị thầy của cô đập chết rồi, dùng một tảng đá to như thế này này. Pôn vừa nói vừa dùng tay miêu tả tảng đá to thế nào. Tảng đá kia to khoảng chừng một quả dưa hấu, lúc ấy Điếu Công dùng tảng đá ấy đập mạnh vào đầu Cố Chi Long đang sống sờ sờ bị đập chết đi. Mặc dù lúc đó tình cảnh rất thê thảm, nhưng nghe Pôn nói giống như đang nghe một câu chuyện bình thường vậy, gã luôn coi mạng người là cỏ rác. Nghe Pôn nói như vậy, thân thể Phượng Đen lung lay, suýt nữa đã ngã xuống đất ngất đi. Mặc dù quen Cố Chi Long không lâu, nhưng khi gặp nguy hiểm, Cố Chi Long đã để cô ta chạy trước, cô ta mới có thể sống sót được. Nhưng mà bây giờ Cố Chi Long chết rồi, lại bị Điếu Công đập chết, Phượng Đen hận Điếu Công thấu xương. Điều gã ta nói là thật sao? Phượng Đen quay đầu trừng mắt quát Điếu Công. Mặc dù Điếu Công bị một đội viên túm lấy, nhưng ông ta lại có sức mạnh vô cùng lớn. Đối với ông ta mà nói, có bọn người của Pôn ở đây thì vốn không cần sợ. Dù cho Hoàng Thiên mạnh hơn nữa thì cũng không phải là đối thủ của nhóm người của Pôn. Ha ha, là thật, sao ngài Pôn có thể nói láo chứ? Điếu Công cười ha ha phách lối, nhìn qua Phượng Đen. Tôi muốn giết ông. Phượng Đen vô cùng phẫn nộ, Điếu Công đã giết chết bạn trai của cô ta, lại còn dám khiêu khích cô ta như thế, thật sự không thể chịu đựng được mà. Chỉ thấy đột nhiên Phượng Đen vào tới gần Điếu Công, sau đó nhặt một chiếc ghế đập lên đầu Điếu Công. Răng rắc. A. Đầu Điếu Công bị đập trúng, lập tức chảy máu. Nếu như là bình thường, nhất định Điếu Công có thể tránh né lần này, nhưng mà bây giờ cánh tay của ông ta đã bị ngoặc ra phía sau lưng, bị giữ rất chặt, hiển nhiên là không thể trách thoát. Nhưng mà đầu của tên khốn này cũng rất cứng, bị đập cho vỡ rồi mà còn chưa chết. Ngài Pôn, cứu tôi. Điếu Công vừa đau vừa sốt ruột, ông ta lớn tiếng cầu cứu Pôn. Ha ha, thế mà ông lại bị bắt à? Thật là một kẻ vô dụng,
cứu ông có tác dụng gì? Paul cười ha ha, thờ ơ. Suýt chút nữa thì điếu công đã tức điên lên, ông ta luôn trung thành với đoàn kỵ sĩ thánh đường, không nghĩ đến thời khắc quan trọng này, Paul lại không để ý đến chuyện sống chết của ông ta. Cô Phượng Đen, cô tiếp tục đánh lão già này đi. Tên đội viên khống chế điếu công nói. Đương nhiên Phượng Đen sẽ không nương tay, cô ta đập thêm mấy cái, đánh đến đầu điếu công chảy máu. Cái con điên kia, đồ đại nghịch bất đạo, tao là thầy của mày đó. Con mẹ nó, mày nói ai là thầy của tao? Phượng Đen tức giận đến mức văng tục, đột nhiên đá một phát lên chỗ hiểm trên người điếu công. Ôi a! Điếu công hét thảm một tiếng, sau này cũng mong ngóc đầu dậy trước mặt người phụ nữ này nữa. Hoàng Thiên nhìn thấy cảnh này, anh cũng rất sợ hãi. Tuổi của Phượng Đen không lớn lắm, lại xinh đẹp như thế, mà ra tay lại ác độc như vậy. Có thể nói cô ta thật sự hận điếu công thấu trời, nên để điếu công biến thành thái giám. Dạy bảo điếu công xong, Phượng Đen lại bắt đầu trừng trị Thiết Ánh Hồng, dù sao cha mập này cũng không phải thứ tốt lành gì. Cô trừng trị Thiết Ánh Hồng không hề nương tay, bởi vì người nhà của cô đã bị Thiết Ánh Hồng hành hạ không ít. Đến khi đánh Thiết Ánh Hồng ngất đi, lúc này Phượng Đen mới dừng tay. Làm tốt lắm. Paul vỗ tay một cái, còn khen Phượng Đen một tiếng. Lúc này, gã cũng không ngồi trên giường nữa, đi xuống đất với vẻ rất ngầu. Phượng Đen thấy Paul xuống đất, cô ta cũng đề cao cảnh giác, đứng cạnh bên Hoàng Thiên. Cô ta biết lúc này cũng chỉ có thể đứng cạnh Hoàng Thiên mới là an toàn nhất. Paul đi tới gần Hoàng Thiên và Phượng Đen, trong mắt lóe lên vẻ hung ác trông rất dọa người. Hoàng Thiên, mày còn dám tới cứu giúp người nhà cô ta sao? Ha ha, thật sự là không sợ chết mà. Paul cười nhe răng một trận, nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên đã không ưa Paul từ lâu, thứ bại loại này đang muốn ăn đòn mà, sao Hoàng Thiên có thể bỏ qua cho gã? Mày tên là Paul đúng không, còn sống không thích sao, sao cứ nhất định tìm chết vậy? Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, hỏi Paul. Paul nghe thế thì cười ha ha một tiếng, còn muốn đưa tay vỗ cha bai của Hoàng Thiên. Sao Hoàng Thiên có thể để cho gã ngông cuồng như thế? Lúc này anh giơ chân đá một cú thật mạnh, đá trúng bụng Paul. Phịch một tiếng, kèm theo tiếng kêu sợ hãi của Paul, Hoàng Thiên đá tên khốn đó ra xa, lại ngã xuống trên giường. Lần này gặp phiền phức to rồi, mười mấy tên thuộc hạ của Paul đều vây quanh Hoàng Thiên. Paul ôm bụng, cảm giác vô cùng đau đớn, gã không thể ngờ được tốc độ ra chiêu của Hoàng Thiên lại nhanh như vậy, vừa rồi gã không hề thấy Hoàng Thiên đá mình thế nào, mà đã bị đá bay ra ngoài. Paul cũng không muốn bị bẽ mặt trước mặt mọi người, gã nhảy khỏi giường, dắt theo thuộc hạ muốn chiến đấu với Hoàng Thiên. Nhà quá nhỏ, vốn không thể nào đánh nhau được. Hoàng Thiên biết đối phương có nhiều người, cho nên anh cũng không muốn đánh nhau. Thấy Paul còn dám xông tới, trong lòng Hoàng Thiên đã có tính toán, hôm nay chỉ nhằm vào Paul mà đánh thôi. Lấy ít địch nhiều, tiếp tục hiếu chiến chắc chắn sẽ khiến chính mình chuốc khổ. Trong tình huống trước mắt, chỉ có thể bắt giặc phải bắt vua trước, Hoàng Thiên biết rõ điều này. Chỉ thấy Hoàng Thiên không hề nhìn những người khác, bây giờ trong mắt anh chỉ có một mục tiêu, đó chính là Paul. Vèo một cái, thân thể Hoàng Thiên giống như được lắp lò xo, chỉ trong giây lát đã đến gần Paul. Phác, Paul mắng một câu, tốc độ của Hoàng Thiên đã vượt qua khỏi tưởng tượng của gã. Gã vừa mắng xong, thì sau đó không thể nói được câu nào nữa, bởi vì tay của Hoàng Thiên đã bóp lấy cổ của gã. Trong lúc đó, một cái tay khác của Hoàng Thiên đã rút ra một con dao sắc bén, đặt lên cổ của Paul. Mày dám động đậy một chút, tao sẽ khiến mày phải đổ máu đấy. Giọng nói châm thấp mạnh mẽ của Hoàng Thiên vang lên, chắc chắn đây không phải là lời hù dọa Paul. Trong tình huống này, chỉ cần tên khốn này không ngoan ngoãn, Hoàng Thiên sẽ lấy mạng của tên khốn này bất cứ lúc nào. Không không không, ngài Thiên, anh bình tĩnh một chút đi. Một tên thuộc hạ của Paul dùng giọng Việt Nam nói với vẻ gượng gạo. Những kẻ khác cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, đứng ở nơi đó không dám làm gì cả, tất cả đều lo lắng Paul sẽ bị anh làm bị thương. Nếu vì bọn họ tự tiện ra tay làm cho Hoàng Thiên giết chết Paul, thì bọn họ coi như tiêu đời rồi. Paul chính là nhân vật quan trọng của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Nhìn mặt của Paul, mặt gã vốn trắng, bây giờ lại càng trắng hơn nữa, nhìn không hề có chút máu. Gã cũng sợ chết, con dao đang đặt lên cổ, gã cũng cảm thấy sợ hãi nữa. Tất cả chúng mày đều ngồi xổm ôm đầu gối, quay mặt vào tường đi. Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, ra lệnh cho những tên người nước ngoài này ngồi xổm dưới chân tường. Những người này vừa hơi do dự, Hoàng Thiên đã nhanh chóng rạch một đường trên cổ Paul. A, chúng mày hãy nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của ngài Paul đi. Paul kêu đau một tiếng,
lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ của gã. Bởi vì Hoàng Thiên thả lỏng tay một chút, cho nên Paul mới có thể nói ra một câu, bây giờ điều gã sợ nhất chính là đánh mất mạng nhỏ của mình. Lệnh vừa nói ra như núi đổ, mặc dù Paul không phải là đối thủ của Hoàng Thiên, nhưng trước mặt 10 tên thuộc hạ này, gã ta lại có quyền uy tuyệt đối, nói chuyện cũng rất có tác dụng. Tất cả 10 tên ngoại quốc này đều ôm đầu, ngồi xuống đối diện với tường, ai cũng không dám quay đầu lại nhìn, ngoan ngoãn ngồi ở nơi đó, đối diện với bức tường là hối lỗi. Hoàng Thiên cũng không nghĩ tới nhanh như thế đã khống chế được thế cục. Nếu thật sự phải chém giết, chưa chắc anh có thể được lợi như thế. Tất cả người nhà của Phượng Đen đều ở đây, phải bảo vệ nhiều người như thế, Hoàng Thiên cảm thấy không chắc lắm. Cũng may, mặc dù bề ngoài tên Paul này rất hung hăng nhưng thực ra bản lĩnh lại kém cỏi, nên Hoàng Thiên mới có thể khống chế được tình hình. Nhìn những tên người nước ngoài này bị Hoàng Thiên giải quyết rất gọn gàng, Phượng Đen kinh ngạc đến mức trợn trừng mắt, không dám tin mà nhìn Hoàng Thiên. Lúc này, chị gái xinh đẹp của Phượng Đen đang nằm trên giường cũng dấy lên hy vọng sống sót. Cô không biết em gái tìm được một người mạnh như thế từ đâu ra, vừa ra tay đã bắt được Paul rồi, thật sự quá bất ngờ. Ba mẹ của Phượng Đen cũng rất kích động, bọn họ mau chóng giải cứu cho chị của Phượng Đen. Bọn họ cởi bỏ dây thừng đang cột lên tay chân cô, lấy đồ vật bị nhét trong miệng bà ta ra. Ngài Hoàng Thiên, chúng ta nói chuyện chút đi. Paul bình tĩnh lại, nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, thầm nghĩ tên Paul này suy nghĩ cũng hay quá rồi. Lúc nãy không nghĩ đến đàm phán, bây giờ biết bản thân mình khó giữ được mới nhớ tới chuyện đàm phán sao? Mày có tư cách gì đàm phán với tao? Hoàng Thiên cười lạnh, hỏi Paul. Thuộc hạ của tôi đông như thế, nếu như bọn họ liều mạng, chưa chắc anh có thể thắng đâu. Paul ra vẻ bình tĩnh mà nói với Hoàng Thiên. Thắng hay không thắng cũng không quan trọng, nhưng tao có thể chắc chắn rằng mày là người chết đầu tiên. Hoàng Thiên nói. Paul cắn răng. Nhưng mà gã ta cũng biết Hoàng Thiên không nói đùa. Trong tình huống trước mắt, lúc nào gã cũng có thể bị Hoàng Thiên giết chết. Làm thế nào mới có thể buông tha cho tôi? Ngài Hoàng Thiên hãy nói đi. Paul kiềm chế cơn giận mà hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng bó tay rồi, tên Paul này nói nhảm, còn muốn chạy trốn nữa sao? Đêm nay bắt được Paul, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn, sao Hoàng Thiên há có thể buông tha con cá lớn này? Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời thì tao sẽ không giết mày. Hoàng Thiên cười lạnh nói. Cảm ơn Ngài Thiên, vậy anh hãy mau thả tôi đi. Trong lòng Paul vẫn rất kích động, gã nghĩ rằng dù Hoàng Thiên nói không giết gã, chính là có ý muốn ra cho gã. Ha ha, thả mày là chuyện không thể nào, nếu mày ngoan ngoãn một chút, trước mắt sẽ không chết đâu. Hoàng Thiên cười ha ha. Paul vô cùng tức giận, gã không nói gì nữa. Đôi mắt gã liếc ngang liếc dọc, muốn nghĩ kế thoát thân. Anh Thiên! Ơn lớn của anh không thể nào cảm tạ hết được. Tôi sẽ dùng cả đời để báo đáp anh. Phượng Đen cảm động nhìn qua Hoàng Thiên mà nói, tính mạng của cả gia đình cô ta đều được Hoàng Thiên cứu hết. Ân tình lớn như thế, cô không biết phải báo đáp như thế nào mới được, có lẽ chỉ có thể dùng cả đời để báo đáp Hoàng Thiên. Nhưng mà Hoàng Thiên vừa nghe lời này lại cảm thấy hơi khó chịu. Cô gái nói dùng cả đời để báo đáp thì vốn có ý dùng thân để báo đáp. Hoàng Thiên cảm thấy hơi xấu hổ, nói với Phượng Đen. Không cần báo đáp đâu, sau này cô thay đổi làm người tốt thì coi như là báo đáp tôi rồi. Anh Thiên. Phượng Đen hơi nghẹn ngào, cô ta không nghĩ đến Hoàng Thiên sẽ nói ra lời như vậy. Vậy mà lại không cần báo đáp, người đàn ông tốt như thế tìm ở đâu ra chứ? Chị của Phượng Đen ngây ngốc nhìn Hoàng Thiên, cô ta đã bị Hoàng Thiên mê hoặc từ sớm. Vừa rồi, biểu hiện của Hoàng Thiên trông có vẻ rất quyền lực mạnh mẽ, người đàn ông xuất sắc như vậy, cô gái nào mà không thích chứ? Hơn nữa. Hoàng Thiên lại không cần báo đáp, càng làm cho chị của Phượng Đen vô cùng khâm phục. Ngài Thiên, mạng của tôi cũng là do anh cứu được, tôi cũng muốn dùng cả đời để báo đáp anh. Vẻ mặt chị của Phượng Hượng Đen đỏ lên, nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngây ngốc, sao hai chị em này đều thích nói chuyện xấu hổ thế này? Hai người đừng nói những chuyện này nữa, hãy dẫn theo cha mẹ của hai người đi ra ngoài trước đi. Hoàng Thiên nói với Phượng Đen và chị của cô. Được rồi. Phượng Đen vội vàng đồng ý, dẫn theo chị của cô, còn cha mẹ của cô nữa nhanh chóng ra khỏi nhà. Hoàng Thiên làm như vậy cũng vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Nếu như Paul thật sự phát điên, lệnh cho bọn thuộc hạ cùng tiến lên thì khó tránh khỏi phải chém giết một trận. Khi đó nếu như có người nhà của Phượng Đen ở trong nhà thì sẽ rất phiền phức. Bây giờ trong nhà chỉ có anh và hai tên thuộc hạ, dù cho thật sự đánh nhau thì cũng không cần phải kiêng kỵ gì. Tìm vài sợi dây thừng, trói tất cả bọn họ lại.
Hoàng Thiên nói với một tên thuộc hạ. Vâng. Tên thuộc hạ này trả lời, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi nói chuyện với cha mẹ của Phượng Đen một lúc, cha mẹ của Phượng Đen nhanh chóng đi vào nhà kho tìm dây thừng. Khi thuộc hạ quay lại, thì cùng tên thuộc trả kia chuẩn bị trói những tên người nước ngoài này lại. Nhưng lúc này Paul không nhịn nữa, nếu những thuộc hạ của gã đều bị trói lại hết thì gã và thuộc hạ của mình đều là cá nằm trên thất rồi. Ra tay đi, liều mạng với Hoàng Thiên. Paul giống như phát điên mà kêu lên. Sau khi Paul kêu lên một tiếng này, nó lại vô cùng có tác dụng. Mười mấy người thuộc hạ của gã không còn ngồi xổm ở nơi đó nữa, bỗng nhiên đứng dậy chuẩn bị phản công. Dù sao những người này cũng không phải kẻ ngu đần, bọn họ biết khi bị người ta cầm dây thừng trói lại sẽ có kết quả gì. Cho đến lúc đó, chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết, bọn họ không muốn mình rơi vào tình cảnh đó. Trong mắt Hoàng Thiên lóe lên ánh sáng lạnh lùng, bây giờ chỉ có anh và hai thuộc hạ, lại thêm một Phượng Đen. Nếu bây giờ đánh nhau mới 10 người ngoại quốc được huấn luyện nghiêm chỉnh thì chưa chắc thắng được. Mắt thấy tình hình không thể khống chế nổi, Hoàng Thiên cũng lo lắng, lại dùng dao đâm vào vai Paul. Ôi trời! Paul phát ra tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Lần này thật sự rất đau, đâm rất sâu, gã không thể nào chịu được. Mày muốn liều mạng với tao đúng không? Vậy thì tốt, trước tiên tao sẽ đâm mười mấy lỗ trên người mày. Hoàng Thiên tức giận quát lên, lại đâm thêm một dao lên cha bai Paul. Đừng như thế, ngài Hoàng Thiên, xin anh đừng như thế. Paul căng thẳng, nói giọng Việt Nam cũng không rành rọt, đau đến nhe răng nghiến lợi. Mà lúc này, mười người ngoại quốc kia đã đánh nhau với hai tên thuộc hạ. Có vẻ Phượng Đen đánh không lại, bị hai tên ngoại quốc đánh bại nằm trên đất, đang bị đạp mạnh, mũi cũng chảy máu. Hoàng Thiên thấy thế thì thật sự tức giận, tên Paul chết tiệt này, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lập tức bảo bọn chúng ngừng tay. Hoàng Thiên nói, mũi đao để ngay ở cổ họng Paul. Chỉ cần tên khốn kiếp này dám nói chứ không, Hoàng Thiên sẽ giết chết gã ngay tức khắc. Dừng tay, chúng mày muốn giết tao sao? Phác, Paul kêu lớn tiếng, cũng không dùng ngôn ngữ của đất nước bọn họ, rõ ràng câu này là muốn để cho Hoàng Thiên nghe hiểu. Lập tức mười mấy người dưới tay gã lập tức dừng tay. Trong lòng những người này cũng đang thầm mắng Paul, người kêu liều mạng là mày, người kêu dừng tay cũng là mày, rốt cuộc mày muốn thế nào? Paul thấy bọn thuộc hạ đều đã dừng tay, rốt cuộc gã cũng thở dài một hơi, trên vai đau đớn làm gã muốn chết đi cho rồi. Nhưng mà gã rất sợ chết, hơn nữa, gã cũng đã nhìn ra, Hoàng Thiên thật sự có thể giết chết gã, chứ không phải chỉ hù dọa gã thôi. Phượng Đen từ dưới đất bò dậy, vừa rồi cô bị đánh rất đau, nhưng cũng không bị thương nặng. So với hai tên đội viên, chút sức mạnh của Phượng Đen cũng không đáng để vào mắt. Lông tóc của hai tên thuộc hạ vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn đánh ngã mấy người ngoại quốc, mà cô lại bị đánh thành thế này. Nếu không có Hoàng Thiên khống chế được Paul, có lẽ bây giờ Phượng Đen đã là người chết. Cô hiểu rõ điều này. Nhìn Hoàng Thiên, Phượng Đen cảm động không biết nói thế nào cho phải. Hoàng Thiên không chỉ cứu người nhà cô ta, mà mới vừa rồi lại cứu cô ta một mạng, cô ta cảm thấy thật sự không thể nào báo đáp được. Ngài Thiên, tôi gọi người đến đây nhé. Một thuộc hạ nói với Hoàng Thiên bằng vẻ nghiêm túc. Hoàng Thiên cũng đang có suy nghĩ này, 10 tên ngoại quốc này chính là bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ nổ. Dù cho trái tất cả bọn họ lại, vậy thì cũng không thể nào áp giải trở về được, vẫn nên gọi trợ giúp thôi. Gọi đi, bảo Vũ Thanh phái thêm người tới, xe không đủ thì tới nhà họ Hoàng lấy. Hoàng Thiên nói với tên đội viên, rõ. Tên thuộc hạ gật đầu đồng ý, lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Vũ Thanh. Sau khi gọi xong cú điện thoại này, trong lòng Hoàng Thiên đã nằm chắc, nhanh nhất thì cũng một tiếng nữa, Vũ Thanh sẽ phái người chạy tới nơi này. Đến lúc đó, đám người của tên Paul này đều sẽ bị áp tải đi, hành động đêm nay cũng coi như rất hoàn mỹ. Có thể bắt nhiều người của đoàn kỵ sĩ thánh đường như vậy, hoàn toàn nằm thế chủ động. Trói bọn chúng lại hết đi. Hoàng Thiên nói với hai tên đội viên, sau đó lạnh lùng nhìn Paul, ngài Paul, nếu thuộc trả của mày phản kháng, tao sẽ lập tức lấy mạng mày. Hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Paul ỉu xìu đáp một tiếng. Gã vẫn rất tin tưởng lời Hoàng Thiên nói, bởi vì gã đã nhìn ra, Hoàng Thiên không bình thường giống như lúc trước gã tưởng tượng. Nếu làm cho Hoàng Thiên tức giận, gã thật sự sẽ chết ở Việt Nam. Tất cả đều không được phép phản kháng, hãy để người của ngài Hoàng Thiên trói chúng mày lại, biết không? Paul ra lệnh cho 10 tên thuộc hạ. 10 tên ngoại quốc này đều rất khó chịu, nhưng bọn họ không dám vi phạm mệnh lệnh của Paul. Bọn họ ngoan ngoãn đứng ở đó, chờ bị trói lại. Hai tên đội viên cũng không khách sáo,
sau khi bận rộn một hồi đã trói tay chân của 10 người này lại, buộc rất bà ta. Nhìn xem mấy người này không có sức chiến đấu, trong lòng Hoàng Thiên an ổn hơn nhiều. Hoàng Thiên không sợ bắn giết nhau với đám người này, anh chỉ lo cho hai tên đội viên, còn Phượng Đen nữa. Có thể không đánh thì tốt nhất vẫn không đánh. Ngài Hoàng Thiên, bây giờ anh có thể thả tôi ra được không? Pôn sốt ruột hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hừ một tiếng, nói với Pôn, mày cũng không ngoại lệ, cùng đồng cam cộng khổ với các anh em của mày đi. Nói xong, Hoàng Thiên ra hiệu cho hai đội viên, trói Pôn lại. Pôn không hề dám phản kháng dù chỉ một chút, gã biết phản kháng cũng là phí công thôi, ngoan ngoãn để cho hai tên thuộc hạ trói gã lại. Ngài Hoàng Thiên, bả vai tôi chảy rất nhiều máu, nếu cứ tiếp tục chảy nữa thì tôi sẽ chết mất. Vẻ mặt Pôn đau đớn, nhìn Hoàng Thiên mà nói. Hoàng Thiên cũng nhìn thấy trên bờ vai của Pôn đã chảy không ít máu, hơn nữa vẫn còn chảy, thật sự có thể sẽ chết vì mất máu. Tôi đến bếp lò lấy chút cho củi. Phượng Đen nhanh trí, nói xong câu này thì đi vào trong bếp. Hoàng Thiên nghe lời này thì ngẩn người, nhanh sau đó anh lại dở khóc dở cười. Phượng Đen này đúng là dùng cách khác lạ, dùng cho củi có thể cầm máu sao? Pôn lại không biết cho củi là gì, nhưng mà gã có thể nghe được từ mạng. Không bao lâu sau, Phượng Đen dùng xẻng sắt lấy chút cho củi ra, đổ lên vết thương của Pôn. A a a, Pôn đau đến kêu a a rất to, rốt cuộc gã cũng hiểu cho củi là thứ gì, trong đó còn có chút lửa, nóng muốn lấy mạng. Dùng cho lấp kín như thế, lại bị bỏng đến da cũng cháy, thật đúng là đã cầm máu cho Pôn. Pôn đau đến mức nhảy dựng lên, dùng ánh mắt hung tàn trừng lên nhìn Phượng Đen, cảm thấy cô gái Việt Nam này quá ác độc rồi. Mày trừng mắt với tao làm gì? Tính cách của Phượng Đen cũng không tốt lắm, thấy Pôn lại còn dám trừng mắt với mình, cô đã một phát vào bụng Pôn. Đôi chân dài đá rất đẹp, khiến Pôn ngã lăn rồi, ngồi dưới đất. Trong lòng Pôn rất tức giận, gã tức giận đến sắp phát điên rồi. Gã vốn là đường chủ của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, nhưng hôm nay lại bị hành hạ ra thế này, thật sự không thể nhịn được. Nhưng mà không nhịn thì cũng không làm được gì, có Hoàng Thiên ở đây, gã không thể làm gì Phượng Đen được. Hai đội viên của Hoàng Thiên đều không biết nên khóc hay nên cười, Phượng Đen này cũng thật sự biết cách hành hạ người ta Phượng Đen thật sự vô cùng tức giận, người nhà của cô bị hành hạ thê thảm như thế, bây giờ cô hận nhất chính là Điếu Công và con gái ông ta, Thiết Ánh Hồng. Nhìn thấy Điếu Công và Thiết Ánh Hồng bị trói co quắp lại ở một góc khuất, Phượng Đen đi tới. Điếu Công và Thiết Ánh Hồng đều đang trong trạng thái tỉnh táo, hai cha con này đang sầu muốn chết, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ bị Hoàng Thiên phản đòn. Tối nay, Điếu Công theo Pôn đến tham gia góp vui, hơn nữa đứa con gái Thiết Ánh Hồng của ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm người nhà của Phượng Đen. Vì Phượng Đen và Điếu Công đã trở mặt thành thù, cho nên Điếu Công đã cử ra người kế nhiệm của ông ta, bảo con gái mình là Thiết Ánh Hồng tra tấn người nhà của Phượng Đen. Đây chỉ là bước đầu tiên của Điếu Công và Pôn mà thôi, kế hoạch ban đầu của họ là ôm cây đợi thỏ chờ Phượng Đen trở về cứu người nhà, sau đó bắt lấy Phượng Đen. Tất nhiên vì để chút giận, lúc đó Điếu Công đã xúi giục con gái mình là Thiết Ánh Hồng tra tấn người nhà của Phượng Đen. Bước tiếp theo, Pôn và Điếu Công chuẩn bị đến Hà Nội, đến giết chết Hoàng Thiên. Tuy nhiên, bọn họ chỉ đoán đúng một nửa, Phượng Đen đã quay lại để cứu người nhà cô, nhưng đi cùng Phượng Đen còn có cả Hoàng Thiên. Điều khiến bọn họ không thể chấp nhận được nhất là Hoàng Thiên thế mà lại mạnh như vậy, lấy ít thắng nhiều, quét sạch cả đám bọn họ. Nhìn thấy Phượng Đen tức giận tiến lại gần, rốt cuộc Điếu Công cũng cảm thấy sợ hãi. Phượng, con muốn làm gì? Điếu Công rúc vào trong góc, lắp bắp hỏi Phượng Đen. Khi Phượng Đen nghe thấy Điếu Công còn dám gọi cô như thế, nhất thời cực kỳ buồn nôn. Câm mồm, họ Thiết kia, ông đừng gọi tôi thân thiết như vậy, bởi vì ông không xứng. Phượng Đen lớn tiếng mắng Điếu Công. Phượng à, chúng ta là thầy trò, thầy chưa bao giờ bạc đãi con cũng không thể vong ân phụ nghĩa được. Da mặt Điếu Công dày như mặt đường mà nói với Phượng Đen. Phượng Đen càng nghe càng tức giận, lão già vô liêm sỉ này, sao da mặt lại dày như vậy chứ? Ông còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Trong nhà tranh muốn hãm hiếp tôi, đây là chuyện mà con người làm sao? Ông đã ngoài 70 tuổi mà vẫn như một con thú vậy, ông còn là người sao? Phượng Đen bà ta vấn Điếu Công. Da mặt Điếu Công dày cũng có mức nhất định, nghe Phượng Đen nói như vậy, lập tức nói, không, không, không. Đó là thầy thích con, thầy không kiềm chế được thôi. Thầy cũng là đàn ông, đó là chuyện rất bình thường. Bình thường cái con cợt. Phượng Đen cũng không phải người dễ bắt nạt, lúc này cô đã thực sự bị Điếu Công chọc giận, sau khi mắng to một tiếng, cô liền vọt lên.
Phượng Đen đá túi bụi vào đầu Điếu Công, đá đến mức khiến đầu Điếu Công toàn là u. Điếu Công bị đánh thảm thương, lúc này ông ta bị trói không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị đánh. Thiết Ánh Hồng kia trơ mắt đứng nhìn mà không giúp được gì, lúc này cô ta trừng mắt nghiến răng nhìn Phượng Đen, vẻ mặt vẫn còn chưa phục. Hoàng Thiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng thở dài. Đừng thấy Phượng Đen xuất thân từ nông thôn, không thể so sánh cô ấy với những cô gái nông thôn bình thường, có thể những gì cô ấy trải qua khác với những cô gái bình thường, cho nên cô ấy mới lợi hại như vậy. Cho đến khi đá đến miệng Điếu Công méo xệch, Phượng Đen mới ngừng đánh, thay vào đó cô túm lấy tóc Thiết Ánh Hồng. Mày đánh người nhà tao như thế nào? Phượng Đen lớn tiếng nick bà ta vấn Thiết Ánh Hồng. Thiết Ánh Hồng cũng có chút hoảng sợ, thấy bộ dạng Phượng Đen như muốn giết người vậy, cô ta cũng sợ chết mà. Phượng Đen, cô là học trò của cha tôi, chúng ta coi như là chị em, cô không thể tuyệt tình như vậy chứ. Thiết Ánh Hồng còn rất cứng miệng, không biết xấu hổ mà nói với Phượng Đen. Phượng Đen nghe thấy vậy rất buồn nôn, nhìn thấy Thiết Ánh Hồng nói như vậy, lửa giận của cô càng cháy to hơn. Nhặt một cục gạch bên cạnh, Phượng Đen đập lên đầu Thiết Ánh Hồng. Đập mấy cái, đầu Thiết Ánh Hồng bị đập cho nứt toác rồi ngất đi. Khiến Hoàng Thiên và hai đội viên nhìn thấy đều ngẩn ra, em gái này thật là sắc bén, trong nháy mắt đã đánh cho hai cha con Điếu Công đến mẹ ruột cũng không thể nhận ra. Anh Thiên, có phải anh thấy tôi rất tàn nhẫn đúng không? Phượng Đen thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh Hoàng Thiên hỏi. Trong lòng cô vẫn rất quan tâm đến cách nhìn của Hoàng Thiên đối với cô. Không đâu, cô làm như vậy là rất bình thường, chỉ là báo thù cho người nhà thôi. Hoàng Thiên mỉm cười, an ủi cô một câu. Phượng Đen cười gượng, lúc này sự ác độc trong lòng cô cũng đã bình tĩnh lại, cô cảm thấy vừa rồi mình thật sự có chút đáng sợ. Anh Thiên, anh không cần an ủi tôi biết vừa rồi tôi rất tồi tệ, như một kẻ điên tàn bạo vậy. Phượng Đen nói, rất nhiều lúc con người ta cũng là bị ép thôi, cô không hề sai. Hoàng Thiên nói với Phượng Đen. Anh Thiên. Phượng Đen cảm kích nhìn Hoàng Thiên, có sự khẳng định của Hoàng Thiên đối với cô ta, trong lòng cô ta cũng không còn khó chịu như thế nữa. Hoàng Thiên cũng nhận ra rằng bản thân của Phượng Đen vẫn là người lương thiện, nhưng vì gặp phải một lão già khốn nạn như Điếu Công nên cô ta mới dấn thân vào con đường một đi không trở lại. Cũng may, lúc này cô ta đã dừng lại trước vực thẳm, không đến mức đã sai lại càng sai thêm. Bảo người nhà của cô đi vào đi, đừng ngây người ở bên ngoài nữa. Lúc này Hoàng Thiên nói với Phượng Đen. Vâng, anh Thiên. Phượng Đen đáp lại một tiếng rồi đi ra ngoài. Thời gian không bao lâu, người nhà của Phượng Đen đều đã đi vào, cha mẹ cô ta và cả chị gái cô ta, cả ba người đều mang vẻ mặt kinh hãi. Sau khi bước vào, ba người nhìn thấy đám người Pôn đều bị trói, mà Điếu Công và Thiết Ánh Hồng đều bị thương nặng, cả ba người đều vô cùng kinh ngạc. Vừa nãy ở bên ngoài, ba người họ vẫn luôn cầu nguyện rằng Hoàng Thiên có thể khuất phục được đám người Pôn. Nếu Hoàng Thiên mà còn không khuất phục được những người này thì gia đình họ sẽ chết sạch. May mà Hoàng Thiên rất lợi hại, người một nhà bọn họ mới có thể sống sót. Bụp, bụp, cha mẹ của Phượng Đen đều quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên, bọn họ cực kỳ biết ơn Hoàng Thiên. Đây là điều Hoàng Thiên không thể ngờ được, anh nhanh chóng nâng bọn họ đứng lên. Cô chú, xin mọi người đừng làm như vậy. Hoàng Thiên có chút ngượng ngùng, vội vàng khuyên bọn họ. Cậu Thiên, nếu không có cậu tới cứu chúng tôi, cả nhà chúng tôi đã xong đời rồi. Đây là ơn cứu mạng của cậu với chúng tôi không biết phải báo đáp cậu thế nào mới đủ. Cha của Phượng Đen nghẹn ngào, không biết nói cảm ơn thế nào cho đủ. Không cần phải vậy đâu, cháu chỉ đang làm chuyện của mình, tiện tay cứu mọi người thôi. Hoàng Thiên nói, những lời này càng khiến gia đình Phượng Đen cảm động hơn nữa. Ân tình lớn như vậy mà Hoàng Thiên nói như chẳng có gì cả, người trẻ tuổi như thế này biết tìm đâu ra. Trong lòng cha của Phượng Đen nảy ra một ý tưởng táo bạo, ông đã quyết định rằng, hai cô con gái của mình, cứ để Hoàng Thiên tùy ý chọn một đứa, chỉ cần Hoàng Thiên thấy được thì chọn đứa nào cũng được. Cậu Thiên, cậu đi với tôi một lát, tôi có chuyện muốn bàn với cậu. Lúc này cha của Phượng Đen cười ngượng nghịu nói với Hoàng Thiên có chút bối rối, không biết cha của Phượng Đen muốn làm gì. Anh theo cha Phượng Đen đến một căn phòng khác, cha Phượng Đen đóng cửa lại và nói, cậu Thiên, để trả ơn cho cậu. Tôi định sẽ gả con gái tôi cho cậu, nhưng tôi không biết liệu hai đứa con gái của tôi có thể lọt vào mắt xanh của cậu không. Thế này, Hoàng Thiên thật sự bị cha của Phượng Đen làm cho ngây người, sao anh có thể ngờ được ông ấy lại nhiệt tình nói ra những lời như vậy chứ? Đây thật sự là không cho người ta chuẩn bị tâm lý gì cả, Hoàng Thiên kinh ngạc nhìn cha của Phượng Đen, cảm thấy người đàn ông trung niên này thật đúng là ra bài không theo thường lệ. Chú à, cháu không có ý này,
giống như lúc nãy cháu vừa nói đấy, cháu chỉ đang làm chuyện của mình, tiện tay cứu mọi người thôi. Hoàng Thiên vội vàng nói. Cha của Phượng Đen nghe Hoàng Thiên nói như vậy, sau đó quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Hoàng Thiên, ông thấy rằng Hoàng Thiên không giống như giả vờ, thực sự là từ chối. Thấy Hoàng Thiên như thế, cha của Phượng Đen càng chắc chắn với suy nghĩ trong đầu mình, cảm thấy thằng nhóc tốt như Hoàng Thiên không thể tìm thấy ở đâu nữa. Hai người con gái của mình như hoa như ngọc, đứa này còn hơn đứa kia, biết bao nhiêu thanh niên đều thèm rỏ rãi chúng nó, nhưng Hoàng Thiên lại có thể chống lại cám dỗ như vậy, một thanh niên như vậy quả thực chỉ có thể gặp được mà không thể cưỡng cầu. Hơn nữa Hoàng Thiên còn lợi hại như vậy, lại là đại ân nhân của nhà ông càng thêm công nhận Hoàng Thiên, không khiến Hoàng Thiên trở thành con rể ông thì không được. Cậu Thiên, cậu đừng vội từ chối, tôi không tin là hai đứa con gái của tôi mà cậu không vừa mắt đứa nào ư. Cha của Phượng Đen rất không cam tâm mà hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng rất mơ hồ, anh thề là mình thật sự không có suy nghĩ như vậy, huống hồ mình là người đã có vợ, mình yêu vợ như vậy, làm sao có thể có suy nghĩ không an phận như vậy. Chú à, có điều chú không biết, cháu đã kết hôn rồi, hơn nữa tình cảm giữa vợ chồng cháu rất tốt. Để tránh cho cha của Phượng Đen tiếp tục lấn cấn chuyện này, Hoàng Thiên trực tiếp nói ra tình huống của mình. Ô, vậy à? Cha của Phượng Đen gật đầu, trong lòng cực kỳ thất vọng. Khó khăn lắm mới gặp được người xuất sắc như Hoàng Thiên, thật đáng tiếc, anh chàng này lại là hoa đã có chủ. Được rồi cậu Thiên, vậy cứ coi như tôi chưa nói gì nhé, chúng ta đi ra ngoài đi. Cha của Phượng Đen hơi ngượng ngùng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên mỉm cười, lúc này xoay người đi mở cửa phòng. Nhưng khi vừa mở cửa ra, Hoàng Thiên liền trông thấy chị gái của Phượng Đen đang đứng ở đó. Người đẹp này không hề thua kém gì so với Phượng Đen, dáng người và ngoại hình đều là cực phẩm, vô cùng quyến rũ. Anh Thiên, những lời mọi người vừa nói tôi đều nghe cả rồi. Chị gái của Phượng Đen nhìn Hoàng Thiên, nhẹ giọng nói. Vẻ e lệ trên gương mặt kia dưới ánh đèn càng thêm quyến rũ. Phỏng chừng trong số 100 người đàn ông trong tình huống này, 99 người trong số họ sẽ không thể kháng cự, nhất định sẽ động lòng. Còn lại một người, chính là Hoàng Thiên, tuy rằng trong lòng anh cũng có chút xúc động nhưng đã nhanh chóng kiểm soát được. Sau tất cả, vợ anh là người phụ nữ duy nhất anh yêu cả đời này, có Lâm Ngọc An ở đây, những người phụ nữ khác không thể tiến vào trái tim anh. Anh Thiên, tôi bằng lòng chờ anh, đến khi anh lại độc thân, tôi sẽ kết hôn với anh. Chị gái của Phượng Đen đỏ mặt, nói khẽ với Hoàng Thiên. Nhưng cũng khiến trong lòng Hoàng Thiên chấn động không nhẹ. Những lời mà cha của Phượng Đen nói với anh đó cũng coi như khá bình thường, ông cha nào cũng muốn con gái mình tìm được một tấm chồng tốt, đây cũng là bản tính của con người. Tuy nhiên, chị gái của Phượng Đen lại nói ra những lời như vậy khiến Hoàng Thiên cực kỳ khiếp sợ, cũng không thể thích ứng với nhịp điệu này. Lúc này bọn họ mới gặp nhau chưa đến một giờ, người đẹp này cũng phóng khoáng quá rồi, nói thẳng ra nói như vậy luôn sao? Cô đừng nên chờ tôi thì hơn, tôi sẽ không độc thân nữa đâu. Hoàng Thiên ứng phó một câu rồi vội vàng đi sang một căn phòng khác. Không ngờ, chị gái của Phượng Đen cũng đi theo, đừng nói nữa, cô ấy thực sự đã yêu Hoàng Thiên ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Giữa nam và nữ, những thứ như cảm giác đúng là rất phi diệu, bạn thấy một người vừa mắt rồi thích người ta là điều không thể giải thích được. Vì vậy với bạn gái, đừng bao giờ liều lĩnh theo đuổi mà hãy thu hút cô ấy bằng chính những ưu điểm và nét quyến rũ của mình. Theo đuổi thành công, cũng phải trên tiền đề khiến cô ấy có ấn tượng tốt về bạn mới có thể thành công được. Hoàng Thiên không ngờ mình không gây hòa cũng không gây chuyện đã bị một người đẹp như vậy nhớ thương, đối phương còn táo bạo như vậy, trực tiếp ngỏ lời với mình. Hoàng Thiên thực sự khó có thể thích ứng với nhịp điệu này, có chút không biết phải làm sao mới tốt. Chỉ mong những người được Vũ Thanh phái đến có thể nhanh chóng đến đây, sau đó áp giải đám người Pôn mau chóng rời khỏi đây. Nhìn thấy bộ dạng chị gái như vậy, Phượng Đen thông minh đã đoán được đại khái. Khi trông thấy chị gái đi theo Hoàng Thiên, rõ ràng là có hảo cảm với Hoàng Thiên rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Phượng Đen cũng rất vui, cô ta cảm thấy nếu Hoàng Thiên có thể ở cạnh chị gái mình thì tốt quá rồi. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của cô ta thôi, cô ta vẫn không hiểu gì về Hoàng Thiên, cũng không rõ tình huống của Hoàng Thiên là thế nào. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. 6 chiếc xe con dừng trước cửa nhà Phượng Đen, ngoài ra còn có 2 chiếc xe 16 chỗ. Một vài thuộc hạ bước xuống xe đi vào nhà của Phượng Đen. Vừa bước vào, những thuộc hạ này đồng thanh chào hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy người của mình cuối cùng cũng đến đây, anh thở phào nhẹ nhõm. Áp giải toàn bộ đám người này đi. Vâng, ngài Thiên. Các thuộc hạ đồng thanh đáp lời,
áp giải cả bọn Pôn và Điếu Công ra bên ngoài rồi lên xe. Nhìn thấy nhiều người như vậy gọi Hoàng Thiên là Ngài Thiên, người cả nhà Phượng Đen đều sợ ngây người. Đặc biệt là chị gái của Phượng Đen, rốt cuộc bây giờ cô ta đã biết vừa rồi mình đột ngột như thế nào, Hoàng Thiên không phải người bình thường, có lẽ cô ta không xứng với Hoàng Thiên. Vì vậy cô ta cảm thấy rất xấu hổ, nóng mặt đứng ở một bên. Hoàng Thiên chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, anh nói với Phượng Đen, đoàn kỵ sĩ Thánh Đường rất khó đối phó, người nhà cô không thể sống ở đây được nữa, hãy đưa họ chuyển đi nơi khác đi. Nói xong, Hoàng Thiên chuẩn bị đi ra ngoài. Anh Thiên, đưa chúng tôi đi cùng đi, đêm nay chúng tôi sẽ rời khỏi chốn thị phi này. Phượng Đen đột nhiên nói với Hoàng Thiên, bây giờ tôi phải quay về thành phố Bắc Ninh, các cô định đi đâu? Hoàng Thiên ngẫm nghĩ, hỏi Phượng Đen, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng dù sao tôi cũng muốn rời khỏi đây trước, nếu không bạn sẽ bị đoàn kỵ sĩ Thánh Đường đến trả thù. Phượng Đen nói. Hoàng Thiên gật đầu, cũng đúng, người nhà Phượng Đen ở đây thêm một đêm, rất có thể sẽ xảy ra bất trắc. Được thôi, mọi người cùng tôi đi trước đã. Trên đường các cô cứ suy nghĩ cho tốt xem muốn ổn định ở chỗ nào rồi lại nói cho tôi biết. Hoàng Thiên nói rồi sải bước đi ra khỏi nhà của Phượng Đen. Phượng Đen vội vã đưa người nhà đi ra ngoài theo. Một nhà bốn người leo lên chiếc xe bên ngoài. Trải qua trận chiến này, đêm nay Hoàng Thiên thu hoạch được rất lớn, anh bắt được tổng đường chủ của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, bắt được cả Điếu Công kia nữa. Sau khi ra khỏi ngôi làng nhỏ này, Hoàng Thiên dẫn mọi người đi thẳng về thành phố Bắc Ninh. Bắt nhiều người như vậy, không thể đưa họ đến Hà Nội được. Hoàng Thiên dự định đưa tất cả bọn họ về thành phố Bắc Ninh. Đến lúc cần thiết sẽ đưa bọn họ đến nhà tù bí mật do Vũ Thanh quản lý. Nhưng khi đám Hoàng Thiên vừa ra khỏi cổng làng lên đường cao tốc thì bị một chiếc xe vận tải lớn chặn ngang trước mặt. Chiếc xe tải lớn lao ra khỏi đường xiên và trực tiếp vượt ngang trên đường quốc lộ, chặn đoàn xe của Hoàng Thiên. Xe của Hoàng Thiên đi đầu, anh tự mình lái xe nên lúc này phanh gấp lại. Anh Thiên, anh cẩn thận, chắc là đồng bọn của bọn chúng. Phượng Đen ngồi trong xe Hoàng Thiên nhắc nhở nói. Đương nhiên suy nghĩ đầu tiên của Hoàng Thiên cũng giống như vậy. Anh cũng cảm thấy chiếc xe tải lớn này không phải vô tình chắn ngang đường, có lẽ là từ sớm đã có chuẩn bị. Đi em, lái xe thế sao? Đúng lúc này, tài xế chiếc xe tải đã xuống xe, ồn ào chửi bới bước đến trước xe của Hoàng Thiên. Trước mặt là một ngã tư đường, chiếc xe tải lớn này không đi qua ngã tư này mà lại để ngang chiếc xe ở đó, không để cho xe Hoàng Thiên đi qua. Trên thực tế, theo quy tắc giao thông, trong trường hợp nếu như xảy ra tai nạn ở giao lộ không có đèn tín hiệu, thông thường mà nói thì hai bên đều có trách nhiệm như nhau. Hơn nữa, Hoàng Thiên đã dừng xe để tránh va chạm nên theo lý thuyết thì chiếc xe tải lớn lái thẳng đi là được rồi, việc dừng lại tìm Hoàng Thiên tranh luận hoàn toàn là khiêu khích. Hoàng Thiên lúc này cũng hoàn toàn nhận ra đây có lẽ không phải là đồng bọn của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường mà chỉ là một tài xế qua đường mà thôi. Vì vậy Hoàng Thiên cũng không thèm xuống xe để tranh luận với người tài xế này, anh ngồi trong xe không nhúc nhích. Lúc này, vài thuộc hạ ở phía sau đã xuống xe, nghênh đón. Mau tránh ra. Một thuộc hạ trong đội hét lớn. Điều này. Tài xế xe tải bị kinh hãi, phía bên kia có nhiều người như vậy, hơn nữa nhìn không giống như người bình thường nên tài xế này cũng biết tốt xấu. Ồ, được, được, tôi sẽ lập tức lái xe đi. Người tài xế vội vàng đồng ý và ngoan ngoãn quay về xe, lái xe rời đi. Hoàng Thiên không kiềm được khẽ lắc đầu, xem ra là sợ chuyện không đâu. Đây chỉ là tài xế phiền phức mà thôi. Hoàng Thiên lái xe liên tục trên đường cao tốc và ngay trong đêm đã chạy đến thành phố Bắc Ninh. Trên đường đi, Hoàng Thiên nhận được điện thoại từ một đội viên. Anh Thiên, Pôn muốn nói chuyện với anh. He he, để anh ta đợi đi, sau khi đến thành phố Bắc Ninh, tôi sẽ cho anh ta cơ hội nói chuyện. Hoàng Thiên cười lạnh lùng rồi cúp điện thoại. Cả một đoạn đường đi không nói lời nào, ngày hôm sau, toàn bộ nhóm người Hoàng Thiên đều đến được thành phố Bắc Ninh. Sau khi trở về thành phố Bắc Ninh, Hoàng Thiên gọi điện cho Vũ Thanh trước, bảo anh ta yên tâm đến Hà Nội chữa vết thương ở cổ tay và có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng Vũ Thanh lại ngu ngốc không chịu được, anh ta khăng khăng muốn nhanh chóng trở về thành phố Bắc Ninh ngay lập tức, cho dù bị thương cũng muốn bồi dưỡng ở thành phố Bắc Ninh. Hoàng Thiên không lay chuyển được anh ta nên anh đồng ý. Quãng đường hơn 1.000 km nên Hoàng Thiên lúc này có chút mệt mỏi. Anh biết rằng các đội viên khác cũng rất mệt, đặc biệt là những người lái xe. Vì vậy, sau khi Hoàng Thiên đến thành phố Bắc Ninh đã tìm chỗ ở cho các đội viên đàn em trước, đem những người bắt lại này sắp xếp ổn thỏa. Sau đó Hoàng Thiên về thẳng nhà, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon rồi mới quan tâm đến gã Pôn đó.
Sau khi trở về nhà, Lâm Ngọc An đang xem TV trong phòng khách. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiên trở lại, Lâm Ngọc An đan xen giữa vui mừng và kinh ngạc, cô vội vàng chào đón. Hoàng Thiên, anh quay về sao không báo trước cho em? Lâm Ngọc An ôm lấy Hoàng Thiên, bàn tay bám lấy Hoàng Thiên giống như đầu gối. Hoàng Thiên ôm cô và trong lòng anh thực sự rất hạnh phúc. Đây mới là cảm giác của gia đình, bất cứ nơi nào cũng không bằng bến cảng ấm áp này của anh và vợ mình. Một bất ngờ dành cho em, Hoàng Thiên thổi vào mũi của Lâm Ngọc An, mỉm cười nói. Anh đã giải quyết xong chuyện chưa? Chồng à, em thấy rất nhiều chuyện xảy ra gần đây, chúng ta sao giống như đi Tây Thiên lấy kinh, 9981 kiếp nạn. Lâm Ngọc An thở dài, trong lòng cô vô cùng xúc động. Đến khi nào mới có thể sống một cuộc sống bình yên? Thật ra Hoàng Thiên đã chịu đủ rồi, cho tới bây giờ thì bên cạnh anh cũng chưa từng yên ổn, hết ngọn sóng này lại đến ngọn sóng khác, nếu như không có phẩm bà ta tâm lý vững vàng thì e rằng anh đã gục ngã lâu rồi. Bây giờ Lương Thiện Trường đã bị giam giữ trong một nhà tù bí mật, tên Điếu Công và con gái ông ta lần này cũng đã áp giải trở về. Về phần Phượng Đen, cô ta đã từ thù trở thành bạn với Hoàng Thiên, không xem như rắc rối. Rắc rối lớn nhất vẫn là cái gọi là đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Tổ chức này chắc hẳn rất mạnh, mặc dù bạn trai của Phượng Đen là Cố Chi Long đã bị Pôn giết và Pôn cũng đã bị Hoàng Thiên bắt được nhưng đoàn kỵ sĩ Thánh Đường chắc chắn sẽ tiến hành báo thù, đến lúc đó sẽ lại càng rắc rối. Nghĩ đến những chuyện này, Hoàng Thiên thực sự có chút đau đầu và sau đó có cả chút tức giận. Mẹ kiếp, tôi muốn vài ngày yên ổn mà lại khó như vậy sao? Trong lòng Hoàng Thiên thầm chửi, nhưng anh lại không nói ra. Anh không muốn tạo thêm áp lực cho Lâm Ngọc An. Không sao, rất nhanh thôi sẽ được giải quyết. Hoàng Thiên mỉm cười với Lâm Ngọc An, nhẹ nhàng nói. Lâm Ngọc An gật đầu nhẹ nhẹ, cô vẫn luôn tin tưởng vào Hoàng Thiên, cho nên khi nghe Hoàng Thiên nói như vậy, trong lòng cô cũng bình thản hơn rất nhiều. Chắc anh mệt lắm rồi. Anh đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon đi. Lâm Ngọc An nói vô cùng thân mật. Hoàng Thiên thực sự vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Lái xe liên tục lâu như vậy nên ngay cả Iron Man cũng không thể cầm cự được. Sau khi tắm rửa xong, một mình Hoàng Thiên quay trở về phòng và ngủ một giấc thật say. Giấc ngủ này, anh ngủ một mạch đến trạng vạng tối. Sau khi thức dậy, Lâm Ngọc An đã chuẩn bị xong bữa tối từ lâu. Tất cả đều là món ăn yêu thích của Hoàng Thiên. Sau khi ăn cơm tối cùng vợ của mình, Hoàng Thiên rời khỏi nhà. Đương nhiên, ở gần nhà, Hoàng Thiên lần này đã sắp xếp đội viên bảo vệ, rút kinh nghiệm và bài học trong quá khứ nên Hoàng Thiên không muốn vợ mình lại xảy ra chuyện. Cùng với chỗ của em gái Hoàng Linh và cha nuôi Hoàng Phúc Trường, Hoàng Thiên cũng cử các thuộc hạ trong đội đi bảo vệ họ. Về phần mẹ vợ Trương Lan Phượng và em vợ Lâm Huỳnh Mai, Hoàng Thiên cũng không dám qua quýt, anh cũng cử người đến bảo vệ họ. Cho dù là không coi trọng Trương Lan Phượng nhưng Trương Lan Phượng cũng là mẹ vợ của Hoàng Thiên, nếu như bà ta xảy ra chuyện thì Hoàng Thiên vẫn phải đi cứu bà ta nên chi bằng bảo vệ bà ta trước. Sau khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, Hoàng Thiên lái xe ra ngoài và đi thẳng đến sân của một gia đình nông dân ở ngoại ô. Những người đội viên dưới quyền của anh hiện đang tập kết ở đây, hơn nữa Pôn và Điếu Công, bọn họ cũng đang bị giam giữ ở đây. Sau khi Hoàng Thiên lái xe đến, anh xuống xe rồi đi thẳng vào sân. Khoảng sân rộng lớn này đã được Vũ Thanh thuê trước đây và bây giờ nó thực sự có ích. Hơn chục tên đàn em của Pôn, cộng với Điếu Công và Thiết Ánh Hồng, nhiều người như vậy mà không có chỗ yên tĩnh giải quyết thì không được. Anh Thiên, một đội viên nhìn thấy Hoàng Thiên đến liền vội vàng qua chào. Hoàng Thiên gật gật đầu với đội viên này và hỏi, đám người tên Pôn bị giam ở đâu? Ngay ở trong nhà kho, để em dẫn anh đi. Đội viên trả lời, sau đó dẫn Hoàng Thiên đến trước cửa một nhà kho lớn. Cũng không biết gia đình nông dân trước kia làm gì mà nhà kho lớn này ở trong sân cũng không nhỏ, hai cánh cửa chính màu đen vẫn rất ấn tượng. Sau khi người đội viên mở cửa chính thì Hoàng Thiên trực tiếp bước vào. Mở cửa ra, đèn ở bên trong vẫn sáng, Hoàng Thiên nhìn thấy Pôn lúc này rất phiền muộn, gã ngồi xổm trên mặt đất không biết đang suy nghĩ gì. Dáng vẻ của Pôn bây giờ hoàn toàn đối lập với dáng vẻ kiêu ngạo của gã trước đây. Bây giờ gã đã hiền lành hơn rất nhiều. Ngồi xổm cúi đầu nhìn xuống đất không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy có tiếng ai đó bước vào, Pôn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn. Khi gã nhìn thấy đó là Hoàng Thiên thì vẻ mặt gã đột nhiên trở nên phức tạp. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng lại có cả sự phẫn nộ, còn mang theo một dấu vết của sự sợ hãi. Dù sao trong lòng Pôn cũng rất lộn xộn, nhưng gã thà rằng gặp Hoàng Thiên càng sớm càng tốt, như vậy thì có thể sớm biết được kết cục của mình là gì, bằng không cứ như thế này thì quá đau khổ. Ngài Hoàng Thiên, anh đến rồi, tôi đã đợi anh rất lâu rồi. Pôn đứng dậy,
nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chỉ liếc mắt một cái nhưng không nói gì mà lại bước về phía trước, đến trước mặt gia đình Phượng Đen. Các người vẫn luôn ở trong nhà kho này sao? Hoàng Thiên hỏi Phượng Đen. Ha ha, không có, anh Thiên, đàn em của anh đã sắp xếp phòng cho tôi và người nhà của tôi, chúng tôi vừa mới ngủ dậy. Phượng Đen nở một nụ cười quyến rũ tới Hoàng Thiên. May mà khả năng tự chủ của Hoàng Thiên rất mạnh, nếu không thì đã bị nụ cười quyến rũ này hút hồn. Không thể không thừa nhận, Phượng Đen này thực sự rất đẹp. Anh Thiên, anh đã ngủ chưa không? Chị gái Phượng Đen nhìn Hoàng Thiên hỏi. Nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nên Hoàng Thiên có chút không tự nhiên, quan trọng là cha của Phượng Đen trước đây nói muốn gả chị gái Phượng Đen cho Hoàng Thiên khiến Hoàng Thiên rất ngượng ngùng. Ngủ rồi, mọi người trước hết đừng lo lắng, đợi đến khi giải quyết xong chuyện ở đây thì tôi sẽ thu xếp chỗ ở cho mọi người. Hoàng Thiên nói với gia đình Phượng Đen. Anh vốn dĩ muốn sắp xếp cho họ ở trên đường nhưng Phượng Đen không đề cập đến nên Hoàng Thiên cũng không nói. Vì đã đến thành phố Bắc Ninh nên Hoàng Thiên quyết định làm chuyện tốt đến cùng, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cho họ vì dù sao cũng không dễ dàng gì với họ. Hơn nữa sắp xếp ổn thỏa cho gia đình Phượng Đen đối với Hoàng Thiên mà nói thì là một chuyện hết sức đơn giản. Ngài Hoàng Thiên, anh có thể để ý đến tôi không? Pôn nhìn Hoàng Thiên rất chán nản nói. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Hoàng Thiên, anh lúc này bước đến gần Pôn. Cảm giác áp bức mạnh mẽ bao trùm lên Pôn, chuyện này khiến gã thực sự không thể chịu đựng được, gã cảm thấy chọc đến Hoàng Thiên thì thực sự là không khôn ngoan. Điều kinh khủng nhất chính là coi thường Hoàng Thiên, bây giờ rơi vào Hoàng Thiên cũng không biết là sống hay chết. Vừa nghĩ đến cái chết thì trái tim Pôn lanh lẽo, gã thực sự không muốn chết, là tổng đường chủ của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, gã có rất nhiều tiền, có địa vị ở nước ngoài và cuộc sống dễ chịu. Vì vậy, mong muốn được sống của Pôn rất mãnh liệt, gã cúi đầu khom lưng cười nói với Hoàng Thiên, Ngài Thiên, tôi ở trên đường muốn nói chuyện với anh, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Hoàng Thiên thực sự không nói nên lời, gã Pôn này thực sự rất coi trọng bản thân. Đã là tù nhân mà mày còn nói cái quái gì à? Ha ha, nói chuyện với tao sao? Mày cảm thấy mày có tư cách này sao? Hoàng Thiên cười chế nhạo một trận, nhìn chằm chằm vào Pôn nói. Pôn bị Hoàng Thiên nói như vậy nên có chút ngượng ngùng và gã cũng cảm thấy rất xấu hổ ở trước mặt nhiều người như vậy. Ngài Hoàng Thiên, anh có điều kiện gì thì cứ nói ra, chỉ cần tôi có thể làm giúp anh thì tôi nhất định sẽ giúp anh làm được. Anh thấy thế nào? Pôn nhún mình nói liên tục với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ hèn hạ này của Pôn thì trong lòng anh thật sự xem thường tên cặn bã này. Mặc dù Cố Chi Long chết trong tay Pôn nhưng ít ra Cố Chi Long vẫn giống như một người đàn ông, trước khi chết vẫn không quên để bạn gái chạy trốn trước còn bản thân cam chịu nhận lấy cái chết. Nhưng gã Pôn này, mắt thấy mình sắp gặp xui xẻo thì khom lưng quỳ gối, đúng là cái thứ gì vậy? Pôn à, cái đồ rác rưởi như mày sao có thể trở thành tổng đường chủ? Hoàng Thiên cười lạnh lùng hỏi Pôn. Ngôn ngữ Việt của Pôn tương đối tốt, trước đây gã đã từng ở Việt Nam một khoảng thời gian. Vì vậy lời nói của Hoàng Thiên, gã hoàn toàn có thể hiểu. Vừa nghe thấy Hoàng Thiên hạ thấp gã như vậy, gã thực sự sắp bùng nổ. Trong lòng gã thầm chửi rủa Hoàng Thiên nhưng miệng lại không dám nói ra. Ngài Thiên, anh đừng chế giễu tôi rơi vào trong tay anh thì anh muốn thế nào thì cứ trực tiếp nói là được rồi. Pôn yếu ớt nói với Hoàng Thiên. Ha ha, tao muốn mày chết thì mày có chết không? Hoàng Thiên cười nói. Pôn tức giận đến mức trong mắt đều trợn tròn. Sắc mặt đã khá khó coi. Gã không nói gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy Pôn bày ra dáng vẻ phó mặc cái chết, anh không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh lúc này xoay và mở rộng bàn tay rồi tát vào mặt Pôn hai bạt tai. A, à, Pôn thực sự không chịu nổi, mặt gã đột nhiên sưng lên vì bị đánh. Mày còn bày ra bộ mặt đáng chết như vậy với tao thì đừng trách tao đánh chết mày. Hoàng Thiên chỉ vào mũi của Pôn, lạnh lùng nói. Trong lòng Pôn không phục vì vậy ánh mắt của gã không thể đánh lừa mọi người cho dù gã muốn giả tạo cũng không giả tạo nổi. Mặc dù có một nụ cười gượng trên khuôn mặt nhưng ánh mắt của Pôn vẫn rất dữ tợn và mang đầy hận thù. Bịch! Hoàng Thiên trực tiếp đưa một chân đá Pôn ngã ở trên mặt đất. Ngài Thiên, tôi đã nói chuyện với anh cẩn thận như vậy mà tại sao anh vẫn đánh tôi? Pôn hỏi Hoàng Thiên một cách khó chịu. Hoàng Thiên cười lạnh lùng chỉ vào Pôn trên mặt đất nói. Biết là gặp xui xẻo mới nhớ ra tiếng người à. Mày trước đây không phải rất kiêu ngạo sao? Ngài Thiên, anh đừng như vậy, nếu như anh tha cho tôi thì bất cứ điều kiện gì tôi cũng bằng lòng đồng ý với anh. Pôn giả vờ đáng thương nhưng ánh mắt vẫn rất hung dữ.
khả năng nhìn người của Hoàng Thiên rất giỏi nên anh đương nhiên có thể nhận ra gã Pôn này chính là kẻ vô ơn, hơn nữa cũng không có giới hạn, loại người như vậy thì không thể tin tưởng được. Dạy dỗ anh ta cẩn thận cho tôi. Hoàng Thiên nói với người đàn em. Vâng. Vài người đội viên đồng thanh trả lời, và hai người nhanh chóng bước đến, vớ lấy một cây gỗ và đánh Pôn một trận. Đây cũng là cho tên ra oai phủ đầu Pôn nếm thử, trong lòng Hoàng Thiên cũng có cân nhắc, đối với tên khốn nạn như Pôn thì Hoàng Thiên cũng có kinh nghiệm đối phó, anh biết rằng mình phải đánh cho loại người này phục thì mới có thể nói chuyện khác. Một phút sau, nhìn lại Pôn thì trong tiếng la hét thảm thiết đã trở thành một tên không có não, đầu xương tấy lên đến mức khó có thể nhận ra gã. Đừng đánh nữa. Ngài Thiên, tôi thực sự phục rồi, anh bảo người của anh đừng đánh tôi nữa. Pôn lúc này cũng không quan tâm đến chuyện thể diện, gã hét lớn cầu xin Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hừ một tiếng lạnh lùng, anh phát hiện ánh mắt của Pôn bây giờ xem như là bình thường, không còn dữ tợn như trước nữa, có lẽ là thực sự bị đánh phục rồi. Trước tiên đừng đánh nữa. Hoàng Thiên nói với hai người đội viên Pô bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, gã nhìn Hoàng Thiên, gã quỳ rạp trên mặt đất giống như một con chó chết. Đứng dậy, tao hỏi mày chút chuyện trước. Hoàng Thiên lúc này lạnh lùng ra lệnh cho Pôn. Hiệu quả của trận đánh nhau này thật sự quá đủ rồi. Pôn đã ngoan ngoãn giống như một cậu học sinh ba tốt, miễn cưỡng đứng dậy, ngoan ngoãn đi tới trước mặt của Hoàng Thiên, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy nực cười, tổng đường chủ là cái thá gì chứ, sau khi bị đập cho một trận không phải cũng biết đau rồi đấy sao. Tôi cảnh cáo anh, chỉ cần anh dám nói một câu gian dối tôi sẽ lập tức tiến anh đi gặp Diêm Vương đấy. Hoàng Thiên chỉ vào Pôn nói. Pôn thật sự đã bị dọa sợ, gã ý thức được Hoàng Thiên này thật sự là một kẻ tàn nhẫn, còn hung tợn hơn cả tổng đường chủ đoàn kỵ sĩ thánh đường như gã. Nếu như dám chống đối lại Hoàng Thiên, chỉ có một con đường chết, hơn nữa e là muốn chết cũng không hề đơn giản, Hoàng Thiên sẽ khiến cho gã sống không bằng chết. Gã ý thức được sự đáng sợ của Hoàng Thiên cũng không dám giở trò gì với anh nữa, nhanh chóng gật đầu nói, anh yên tâm đi anh Hoàng Thiên, tôi nhất định sẽ nói sự thật hết, anh hỏi đi. Hoàng Thiên thấy như vậy cũng khá hài lòng, biết được tên Pôn này sắp sụp đổ rồi, chắc cũng không dám nói dối thêm nữa. Tôi hỏi anh, đoàn kỵ sĩ thánh đường các anh tổng cộng có bao nhiêu người? Có bao nhiêu người có chức vị cao hơn anh? Hoàng Thiên nghĩ một lúc sau đó hỏi Pôn. Pôn vừa nghe thấy cũng không cảm thấy ngoài dự đoán, bởi vì gã cũng đã dự liệu được việc Hoàng Thiên chắc chắn sẽ truy hỏi những chuyện này. Nếu như Hoàng Thiên không muốn biết tình hình của đoàn kỵ sĩ thánh đường, chắc chắn đã xử gã từ lâu rồi, chứ không áp tải gã đến thành phố Bắc Ninh như vậy. Không thể không nói, mặc dù tên Pôn này cũng khá sợ chết nhưng đầu óc cũng khá thông minh, có thể lên được chức tổng đường chủ của đoàn kỵ sĩ thánh đường đương nhiên cũng sẽ có điểm mạnh. Anh Thiên, đoàn kỵ sĩ thánh đường của chúng tôi có hàng trăm người, người có chức vị cao hơn tôi chỉ có thủ lĩnh của chúng tôi mà thôi. Pôn rất thành thật nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa nghe thấy, liền khẽ nhíu mày. Hàng trăm người, điều này có nghĩa là gì, một thế lực khổng lồ. Một tổ chức như vậy, nếu như động vào thì sẽ rất phiền phức, nhưng thật không may là bây giờ Hoàng Thiên đã động vào ổ phiền phức lớn này rồi. Hơn nữa Hoàng Thiên cũng khá bất ngờ, thật không thể ngờ được, Pôn lại là người chỉ huy thứ hai của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Ở phía trên của gã chỉ có thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, chỉ có một người duy nhất. Xem ra tối hôm qua thật sự là bắt được một con cá lớn rồi. Trong lòng của Hoàng Thiên thầm nghĩ. Lúc này Pôn nhìn thấy Hoàng Thiên không nói gì một lúc lâu, trong lòng của gã thật sự rất hỗn loạn. Trong lòng mắng chửi Hoàng Thiên, thầm nghĩ dù sống dù chết thì mau ra tay đi CS chứ. Người Việt Nam đều không dứt khoát như vậy hay sao? Thực ra Hoàng Thiên đã sớm có tính toán rồi, loại cặn bã giống như Pôn không biết đã làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu xa, theo lý mà nói xử lý hết tất cả đám người bọn họ cũng không được xem là quá đáng. Nhưng Hoàng Thiên không làm như vậy, anh nghĩ giữ lại đám người Pôn này sau này chắc chắn sẽ có chỗ dùng tới. Ít nhất thì vào lúc không thể giải quyết được có thể dùng đám người của Pôn này làm con tin, thương lượng với đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, điều này cũng coi như có lợi đối với Hoàng Thiên, vì vậy Hoàng Thiên mới không ngu ngốc mà trực tiếp giết chết mười mấy người của Pôn. Bây giờ anh đi liên hệ với thủ lĩnh của các anh một chút, bảo anh ta cút đến Việt Nam, tôi muốn nói chuyện với ông ta. Giọng nói của Hoàng Thiên đột nhiên trở nên lạnh lùng, nói với Pôn. Cái gì? Pôn ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó khóe miệng của gã lộ ra nụ cười xấu xa đầy đắc ý. Thầm nghĩ Hoàng Thiên à Hoàng Thiên, mày thật sự quá kiêu ngạo rồi, hơn nữa lá gan cũng không nhỏ đấy. Lại dám bảo thủ lĩnh của bọn tao đến Việt Nam sao? Mày còn dám đàm phán với thủ lĩnh của bọn tao nữa sao? Đúng thật là tự tìm cái chết,
chẳng khác gì tự sát. Trong lòng Pôn thầm nghĩ như vậy, nhưng gã cũng khá hưng phấn, gã đương nhiên hy vọng thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường đến Việt Nam, như vậy chắc chắn có thể giết chết được Hoàng Thiên, cứu được gã quay về. Được rồi anh Thiên, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho thủ lĩnh của chúng tôi. Pôn vui vẻ đồng ý, sau đó nhìn cánh tay đang bị trói của mình, gương mặt lộ ra vẻ bất lực. Cởi trói cho anh ta. Hoàng Thiên nói với một đội viên của mình. Đội viên này lập tức lấy con dao ra, cắt đứt sợi dây đang trói ở trên tay của Pôn. Cảm ơn anh Thiên. Pôn gật đầu cúi người nói với Hoàng Thiên, gã biết một câu tục ngữ ở Việt Nam, hảo hán không nhìn cái thiệt trước mắt, hơn nữa còn học được điều cốt yếu. Sau khi lấy điện thoại ra, Pôn lập tức gọi điện thoại. Nhưng gọi nửa ngày cũng không thể liên lạc được. Vẻ mặt của Pôn có chút tái xanh, gã căng thẳng, sợ rằng Hoàng Thiên sẽ tức giận với mình. Nhưng Hoàng Thiên lại nhẫn nại, dù sao thì tên Pôn này cũng không chạy được, sớm muộn gì cũng sẽ liên lạc được với thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường mà thôi. Phượng Đen ở một bên nhìn tất cả những thứ này, khi cô nhìn thấy Pôn bị Hoàng Thiên xử lý đến mức không còn dám hoành hoang nữa, trong tròn lòng cô thật sự cảm thấy vô cùng bái phục Hoàng Thiên. Người đàn ông này là người đàn ông mạnh nhất trong số những người mà cô đã gặp từ khi sinh ra cho đến nay. Pôn có thân phận gì chứ? Ở nước ngoài, gã là một kẻ khiến người ta vừa nghe thấy đã sợ mất mật, nhưng gặp phải Hoàng Thiên lại giống như một con chó đầy sợ hãi, đúng thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trong lòng của Phượng Đen đầy xúc động, hai mắt xinh đẹp của cô nhìn về phía Hoàng Thiên, sự ngưỡng mộ dâng trào như nước sông Giang. Hoàng Thiên cũng chú ý tới điều này, anh chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy gì cả, lúc này anh đi tới trước mặt của Điều Công và Thiết Ánh Hồng. Hoàng Thiên thật sự cảm thấy chán ghét với cặp bố con này. Hai bố con này đều vô cùng độc ác, hơn nữa còn tiếp tay cho giặc, thật không ra gì. Điều Công nhìn thấy Hoàng Thiên đi tới, trong lòng liền cảm thấy căng thẳng. Thậm chí ông ta còn không có bản lĩnh bằng hai đứa con của mình, ít nhất thì bây giờ con gái Thiết Ánh Hồng của hắn ta vẫn còn có thể giữ được sự bình tĩnh. Người anh em à, hoàn toàn đều là hiểu lầm, cậu tha cho tôi đi, tôi sẽ không đối đầu với cậu nữa đâu. Điều Công không biết nên nói gì mới tốt, hắn ta quá sợ hãi, sợ Hoàng Thiên sẽ xử lý mình. Hoàng Thiên vừa nghe thấy những lời này lập tức tức giận. Bốp! Hoàng Thiên giơ tay lên tát mạnh vào mặt của Điều Công như sấm dậy bên tai. Lập tức Điều Công ngừng lại những lời nói đang muốn nói ở phía sau. Ông xưng anh gọi em với ai thế? Dựa vào ông mà cũng xứng sao? Hoàng Thiên lạnh lùng hét lên. Điều Công bị đánh đến mức cảm thấy sầu não, trên mặt của ông ta nóng bừng, há hốc mồm nhưng không dám nói thêm một chữ nào. Hắn ta sợ câu nói nào của mình nói ra không đúng, lỡ như chọc giận Hoàng Thiên sẽ còn bị đánh thê thảm hơn. Không nói nữa sao, giả câm sao, Hoàng Thiên đạp vào bụng của Điều Công một cái. Điều Công sắp bị ức hiếp đến khóc, nói chuyện thì bị đánh, không nói chuyện còn bị đá, vậy thì hắn ta phải làm sao đây? Cậu Thiên, nể tình chúng ta đều là người Việt Nam, cậu đừng đánh tôi nữa, tôi đã từng tuổi này rồi thật sự không thể chịu nổi được đâu. Vẻ mặt của Điều Công khổ sở thương lượng với Hoàng Thiên. Phắc, Hoàng Thiên tát mạnh vào mặt của Điều Công khiến cho hắn ta chảy máu mũi. Bây giờ ông mới nhớ ra mình là người Việt Nam sao? Làm con chó bị sai khiến cho người nước ngoài, đến lúc gần chết rồi mới nhớ ra mình vẫn là người Việt Nam sao? Hoàng Thiên tức giận hỏi. Không, không, cậu Thiên, tôi cũng có nỗi khổ tâm của mình. Đừng nói nữa, yên tâm lên đường đi. Hoàng Thiên lạnh lùng nói với Điều Đông, sau đó vẫy tay với một đội viên trong đám đàn em của mình. Hoàng Thiên ra lệnh một tiếng, hai người đội viên đã lập tức xông lên bắt lấy Điều Công. À, đừng mà, cậu Thiên, cậu không thể đối xử với tôi như vậy được. Điều Công hồn bay phách lạc, lớn tiếng cầu xin Hoàng Thiên, hắn ta bị dọa tới mức bại liệt rồi. Cảnh tượng này, Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ kinh hãi của Điều Công, thật sự vô cùng cạn lời. Lão già này thật sự cũng quá sợ chết rồi đấy, đã như vậy rồi còn dám ra ngoài lăn lộn sao? Ha ha, ông nói xem chút gan nhỏ này của ông còn ra ngoài làm được chuyện gì đây? Ở nhà mà câu cá của ông không phải là tốt rồi hay sao? Hoàng Thiên cười khinh thường, nhìn thẳng vào Điếu Công. Điếu Công cũng có thể diện, mặc dù đã bị Hoàng Thiên bắt đi rồi nhưng hắn ta cũng không muốn bị Hoàng Thiên chế nhạo. Cậu Thiên, tôi không có thể diện hay sao? Vẫn xin cậu để ý lời nói của mình. Mặt mũi của Điếu Công sa sầm lại, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Một lời nói này của hắn ta liền khiến cho Hoàng Thiên tức giận. Trong lòng thầm nghĩ lão già này, vào giờ phút này rồi vẫn cần thể diện sao? Hoàng Thiên đi đến trước mặt Điếu Công, dùng súng điện dí vào người của hắn ta.
Điều này khiến cho Điếu Công hét toáng lên, mặt mũi sưng phù, trước đó đã bị đánh không ít rồi, bây giờ nhìn hắn ta lại càng giống một con ma treo cổ. Ông vẫn cần thể diện sao? Tôi phải trừ lại cho ông chút thể diện sao? Hoàng Thiên chỉ vào Điểu Công, hỏi. Điểu Công bị đánh đến không dám ho he gì nữa, Hoàng Thiên bóc lột hắn ta như vậy, hắn ta làm sao có thể chịu đựng được? Được rồi cậu Thiên, tôi không cần thể diện nữa được chưa, cậu đừng giết tôi cậu cũng không tránh khỏi có liên quan. Điểu Công yếu ớt nói với Hoàng Thiên, dáng vẻ nịnh hót lấy lòng. Hoàng Thiên thực sự say rồi, nghĩ đến dáng vẻ ngạo mạn trước đó của Điểu Công so với dáng vẻ của hắn ta như giờ, thật sự như hai người hoàn toàn khác nhau. Đồ không có tiền đồ, sợ chết như vậy thì đừng làm ra nhiều chuyện như thế chứ. Hoàng Thiên khiến trách Điếu Công. Điếu Công thực sự sắp tức đến nổ tung rồi, hắn ta làm thế nào cũng không thể ngờ được, bản thân lại rơi vào bước đường này, bị Hoàng Thiên xử lý đến bộ dạng này. Ở trước mặt nữ học trò Phượng Đen, trước mặt nhiều người như vậy, Điếu Công thật sự muốn tìm cái lỗi nào đó chui vào cho xong. Ngài Thiên, đừng phí lời với lão già này nữa, giết chết ông ta là xong. Một thuộc hạ nói với Hoàng Thiên. Lôi ra ngoài đi, tiễn ông ta lên đường. Hoàng Thiên xua tay. Đừng như vậy, cậu Thiên, cậu đừng giết tôi, chỉ cần để tôi sống, cậu bảo tôi làm gì cũng được. Điếu Công liều mạng kháng cự, cái khách không nói, thể lực của ông ta cũng không nhỏ, hai thuộc hạ cũng không thể kéo được ông ta đi. Phì phì. Cuối cùng chân của Điếu Công mềm nhũn ra, quỳ xuống dưới chân của Hoàng Thiên, khóc lóc cầu xin. Hoàng Thiên thực sự quá cạn lời rồi. Vừa rồi anh thật sự muốn giết chết Điểu Công cho xong, nhưng thật sự không ngờ rằng Điểu Công lại kinh sợ giống như một con chó như thế. Anh Thiên, cha của tôi đã ngoài 70 tuổi rồi, cũng không sống được mấy năm nữa, anh tha được thì tha cho ông ấy đi, coi như tôi cầu xin anh. Thiết Ánh Hồng kia cũng cao ngạo đi tới khuyên Hoàng Thiên. Cô là cái thứ gì mà cũng đòi qua đây nói lý nói tình với tôi. Hoàng Thiên trừng mắt nhìn Thiết Ánh Hồng, không hề có ấn tượng tốt với mấy người này. Thiết Ánh Hồng tức giận đến đỏ mặt, cô ta phát hiện ra Hoàng Thiên thật sự là mềm nắn đều không chịu, kiểu đàn ông này thật sự rất khó đối phó. Lúc này Thiết Ánh Hồng không dám nói thêm gì nữa, thành thật đứng ở một bên. Hoàng Thiên nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không giết Điểu Công. Trong nhà tù bí mật có rất nhiều phòng giam, cũng không thiết phòng giam cho Điểu Công và Thiết Ánh Hồng, để hai cha con bọn cải tạo vậy. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên nói với mấy thuộc hạ, nói, đem mấy người này đưa vào trong nhà tù bí mật đi. Chỉ để lại Pôn. Vâng. Mấy thuộc hạ đồng thanh trả lời, theo chỉ thị của Hoàng Thiên bắt đầu hành động. Trái tim của Điểu Công và Thiết Ánh Hồng rỉ máu, bọn họ cũng không biết nhà tù bí mật ở đâu, nhưng cảm giác đi tù cũng thật khó chịu, bọn họ đều tuyệt vọng rồi. Nhưng không còn cách nào khác, Hoàng Thiên đã đưa ra quyết định rồi, ai cũng không thể thay đổi được. Mười mấy đàn em ngoại quốc của Pôn cộng thêm Điểu Công và Thiết Ánh Hồng, tổng cộng mười mấy người đều bị các đội viên đưa lên xe áp tải đến nhà tù bí mật. Lúc này bên cạnh Hoàng Thiên chỉ còn lại hai đội viên, còn có cả nhà của Phượng Đen. Còn bên cạnh của Pôn ngay đến một tên đàn em cũng không có, nơi này chỉ còn một mình gã đơn độc, đứng ở chỗ đó đến phát run. Gã sợ hãi, trước giờ đều là anh em trước sau hỗ trợ, bây giờ chỉ còn lại một mình đại ca là gã, sống chết không rõ. Anh Thiên, anh để tôi một mình ở chỗ này làm gì thế? Pôn cuối cùng cũng không chịu được nữa, sợ hãi hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười khẩy. Sao nào, muốn cùng bọn họ đi tù sao? Không không không, tôi không muốn. Anh Thiên, chúng ta lại bàn bạc tiếp đi. Anh muốn bao nhiêu tiền cứ việc mở miệng, tôi cũng có không ít tiền tiết kiệm. Pôn căng thẳng đến mức không biết nên nói gì mới tốt, chỉ muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe thấy thật sự dở khóc dở cười, tên Pôn này cũng thật biết đùa đấy, lại còn muốn dùng tiền ra để giải quyết. Thứ mà tôi đây không thiếu nhất chính là tiền, anh nhắc tiền với tôi sao? Hoàng Thiên cười khinh bỉ. Pôn cũng không còn chiêu nào nữa, ngay cả tiền cũng không làm lay động được Hoàng Thiên, vậy phải làm sao đây? Vậy rốt cuộc anh muốn gì? Pôn tuyệt vọng nhìn Hoàng Thiên, hỏi. Rất đơn giản, anh ở đây trước đi, qua mấy ngày tôi sẽ lại tới nói cho anh một số lời sau. Hoàng Thiên nói một cách lạnh lùng sau đó quay người rời khỏi nhà kho. Cả nhà của Phượng Đen nhanh chóng đi theo ra ngoài, trong mắt của bọn họ, Hoàng Thiên quả thực giống như một vị thần. Ngay cả người của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường cũng bị Hoàng Thiên xử lý cho vâng lời, sức mạnh này quả thực quá khủng bố rồi. Bây giờ Phượng Đen hồi tưởng lại bản thân khi đối đầu với Hoàng Thiên, nghĩ lại cảm thấy mình thật sự quá nực cười. Từ trước đến nay đều cho rằng Điểu Công là thiên hạ vô địch rồi, Điểu Công nói gì cô đều nghe theo,
bây giờ nghĩ tới thật sự cảm thấy rất ngu ngốc. Anh Thiên, tại sao anh lại để Paul ở lại đây? Phượng Đen nghi ngờ hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ cười nhưng cũng không nói gì. Thực sự anh đã sớm có dự định, dựa vào kinh nghiệm từ trước đến nay của anh cảm thấy đoàn kỵ sĩ Thánh Đường chắc chắn sẽ báo thù. Bây giờ cũng chỉ yên lặng chờ đợi biến động, sau đó địch trong tối ta ngoài sáng, như vậy thật rất bất lợi. Vì vậy Hoàng Thiên sẽ không đưa Paul vào trong nhà tù bí mật, giữ hẳn ở lại trong nhà kho nông thôn này, Hoàng Thiên muốn dụ rắn ra khỏi hang. Chỉ cần người của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường đến cứu Paul, như vậy anh có thể một lần quăng lưới quét sạch lũ cặn bã này. Paul là tổng đường chủ của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, là người đứng đầu thứ hai, đoàn kỵ sĩ Thánh Đường làm sao lại không đến cứu gã chứ? Tuy nhiên những lời này anh không nói ra với người nào khác, bao gồm cả Phượng Đen. Bị rắn cắn, 10 năm sau vẫn sợ dây giếng, Phượng Đen cũng không phải chưa từng phản bội, Hoàng Thiên cũng không thể không phòng bị cô. Mặc dù bây giờ Phượng Đen trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng cũng khó có gì chắc chắn được cô sẽ không làm ra chuyện gì khác thường, Hoàng Thiên quyết định vẫn nên cẩn thận cũng không thừa. Anh Thiên, anh đang nghĩ gì thế? Phượng Đen chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình, tò mò hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn cô, khẽ cười, nói, tôi đang nghĩ nên bố trí cho các cô ở đâu. Phượng Đen nghe thấy vậy liều cười duyên dáng, anh Thiên, hay là em đến nhà anh ở? Sao cơ? Hoàng Thiên nghe xong thì lập tức nhíu mày, Phượng Đen này, làm cái loại máy bay gì vậy? Còn đòi đến nhà anh ở, anh cũng không biết Phượng Đen đang nói đùa với anh hay là đang nghiêm túc. He he, sao thế anh Thiên, có dọa anh sợ không? Phượng Đen nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên không nói nên lời, nói với Phượng Đen, em gái, anh đã có vợ rồi đó, em cảm thấy ở chung có tiện không? Anh có vợ thì tiện hơn chứ sao, nếu như anh còn độc thân thì hai chúng ta mới không tiện đó. Phượng Đen cây ngay không sợ chết đứng nói. Hoàng Thiên thực sự bái phục, Phượng Đen này cũng có hơi bạo một chút, vậy mà cũng dám nói ra mấy lời này. Cô đang nói đùa hay nghiêm túc vậy? Hoàng Thiên hỏi. Đương nhiên là nghiêm túc rồi, hiện tại tôi cũng không có chỗ ở, tốt nhất là anh có thể thu nhận tôi. Phượng Đen cười với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng nhận thấy Phượng Đen thật sự có tâm tư này, thật sự muốn ở nhà của anh. Nhưng đây là việc tuyệt đối không thể, Hoàng Thiên không phải là kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, càng huống hồ, như vậy sẽ khiến vợ hiểu lầm đó. Chỗ ở thì dễ thôi, tôi sẽ thu xếp cho mọi người, đi theo tôi đi. Hoàng Thiên bình tĩnh nói, sau đó đi ra khỏi nhà kho trước. Ngài Thiên, giam giữ tên Paul này ở đây luôn sao? Một thuộc hạ trong nhóm đi theo lên và hỏi ý kiến của Hoàng Thiên. Hai người ở lại đây để canh giữ Paul. Bên cạnh đó, huy động một số người mai phục để chờ người của kỵ sĩ đoàn Thánh Đường đến cứu Paul, hiểu không? Hoàng Thiên giải thích. Dạ hiểu rồi Ngài Thiên. Thuộc hạ mỉm cười với Hoàng Thiên, cuối cùng anh ta cũng hiểu được ý định của Hoàng Thiên. Thầm nghĩ rằng Ngài Thiên làm vậy là để cho kỵ sĩ đoàn Thánh Đường một miếng mồi ngon, chờ đối phương tới đấp mồi. Sau khi thu xếp mọi việc ở đây xong, Hoàng Thiên đưa theo một nhà Phượng Đen rời khỏi chỗ này. Hoàng Thiên không muốn lo lắng nhiều về vấn đề nơi ở, anh trực tiếp gọi điện thoại cho Lưu Nguyệt Hoa và nhờ Lưu Nguyệt Hoa thu xếp chỗ ở cho gia đình Phượng Đen. Đối với Lưu Nguyệt Hoa mà nói, đây chỉ là một việc dễ như trở bàn tay, vì vậy Hoàng Thiên cũng không phải lo lắng nhiều nữa. Cuối cùng cũng ổn định được cho Phượng Đen, Hoàng Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không ổn định tốt, người đẹp này thực sự sẽ cho anh biết mùi tiến thoái lưỡng nan, còn có chị gái của cô ấy nữa, cũng không phải là một người dễ đối phó. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên thực sự có chút sợ hãi, có đôi khi đàn ông đi ra đường cũng phải nên tự bảo vệ bản thân. Sau khi trở về nhà, Lâm Ngọc An đã chuẩn bị xong bữa trưa và đang đợi Hoàng Thiên về nhà ăn cơm. Thấy Hoàng Thiên đã về, Lâm Ngọc An bưng đồ ăn lên và cùng Hoàng Thiên ăn. Hoàng Thiên, gần đây Huỳnh Mai yêu đương với một người bạn trai, mẹ còn kêu em giúp tư vấn cho con bé một chút. Lâm Ngọc An nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe vậy hơi giật mình, không khỏi lắc đầu. Em dâu này của mình thay đổi bạn trai còn nhanh hơn thay áo, trong 2 năm qua cũng đã thay tới mấy anh chàng. Chỉ có điều là không ai trong số họ đáng tin cậy, cũng không biết con bé này bị làm sao, bạn trai nào nó tìm được cũng đều kỳ dị. Hoàng Thiên đoán chừng bạn trai lần này của Lâm Huỳnh Mai cũng chẳng ra gì. Tốt nhất là đừng có gán ghép lung tung, bạn trai mà Huỳnh Mai tìm có ai là đáng tin cậy đâu. Nói nó, mà nó không muốn nghe. Hoàng Thiên khuyên Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An thở dài, làm sao cô không biết những gì Hoàng Thiên nói đều đúng chứ. Cô em gái này của mình đã khiến mình lao tâm quá rồi. Nhưng dù gì cũng là em gái ruột,
Hơn nữa mẹ đã lên tiếng như vậy rồi, Lâm Ngọc An vẫn phải giúp Lâm Huỳnh Mai thăm dò mới được. Bởi vì không đáng tin, nên mới cần em giúp Huỳnh Mai xem thử. Em với mẹ với Huỳnh Mai đã hẹn xong hết rồi, buổi chiều nay sẽ đi xem thử. Lâm Ngọc nói. Thôi được, vậy anh đi với em nhé. Hoàng Thiên không còn cách nào khác, đành phải gật đầu, nhưng anh không muốn Lâm Ngọc An đi ra ngoài một mình, ít nhất cũng phải có anh đi cùng mới được. Lâm Ngọc An cũng biết rằng Hoàng Thiên đang lo lắng cho mình, vì vậy cô cũng đồng ý. Hai vợ chồng ăn chưa xong, vừa định chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng đúng lúc này, di động của Hoàng Thiên vang lên. Thoạt nhìn, màn hình hiển thị số điện thoại của một đội viên. Hơn nữa đội viên này chính là người chịu trách nhiệm bảo vệ Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai mà Hoàng Thiên vừa cử đi. Alo, ngài Thiên, bên chỗ mẹ vợ của anh có tình hình gấp. Đội viên báo cáo với Hoàng Thiên qua điện thoại với một giọng điệu gấp gáp. Hoàng Thiên khẽ nhíu mày, chuyện anh lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra, chính là sợ những người bên cạnh mình xảy ra bất trắc gì, kết quả vẫn là đã xảy ra rồi. Tình hình thế nào? Hoàng Thiên hỏi. Lâm Huỳnh Mai làm quen một người trên mạng, theo quan sát của tôi, chỉ mới quen biết chưa tới một ngày mà đã xác định mối quan yêu đương nam nữ. Đội viên nói qua điện thoại. Hoàng Thiên nghe lời này, cũng muốn xỉu ngang. Lâm Huỳnh Mai cũng quá gan dạ đi mà, chỉ mới quen biết một người trên mạng chưa tới một ngày mà đã lập tức xác định mối quan hệ yêu đương rồi ư. Có biết đối phương là loại người gì không? Có điều nghĩ đến phong cách hành sự trước giờ của Lâm Huỳnh Mai, Hoàng Thiên cũng không ngạc nhiên chút nào, trước đây cũng tìm bạn trai rất tùy tiện, luôn cứ như một con thiêu thân mù quáng. Còn tình hình gì nữa không? Hoàng Thiên hỏi thuộc hạ đó. Dạ có, vốn dĩ người trẻ yêu đương là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi phát hiện bạn trai mới của Lâm Huỳnh Mai không được bình cho lắm. Người thuộc hạ lo lắng nói. Hoàng Thiên im lặng trong chốc lát, anh lờ mờ nhận ra rất có thể thật sự sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì những thuộc hạ của Vũ Thanh này đều là người xuất thân từ chiến trường sinh tử, cả kinh nghiệm chiến đấu lẫn kinh nghiệm xã hội đều rất nhạy bén. Nếu thuộc hạ này đã rất đinh ninh rằng có vấn đề, thì chắc chắn người bạn trai mới này của Lâm Huỳnh Mai có vấn đề không nhỏ đâu. Còn vấn đề rốt cuộc là gì thì phải gặp mặt và phân tích lại. Anh đợi ở đó, tôi sẽ tới ngay. Vâng, ngài Thiên. Thuộc hạ cúp điện thoại, Hoàng Thiên cũng chuẩn bị nhanh chóng đi ra ngoài, chạy nhanh đến nhà của Trương Lan Phượng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Ngọc An cũng cảm thấy có gì đó không ổn nên hỏi Hoàng Thiên. Rất có thể là tên bạn trai mới của Huỳnh Mai có vấn đề, em cứ ở nhà chờ đi, anh sẽ qua đó xem sao. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An. Khi Lâm Ngọc An nghe điều này, cô ấy đột nhiên trở nên lo lắng. Hiện tại cô ấy đã quá hiểu rõ về Hoàng Thiên, cũng rất tin tưởng vào Hoàng Thiên. Nếu Hoàng Thiên đã nói như vậy, tất nhiên là cô sẽ tin tưởng mọi thứ. Nghĩ đến bạn trai mới của em gái có vấn đề, trong lòng cô rất nôn nao. Cho em đi cùng anh đi, nếu không em ở nhà sẽ rất lo lắng. Lâm Ngọc An nói với Hoàng Thiên. Thôi được rồi, chúng ta đi qua xem thử nhanh một chút. Hoàng Thiên nói rồi đưa Lâm Ngọc An ra khỏi nhà, sau khi lên xe, họ đến thẳng nhà của Trương Lan Phượng. Từ Sơn Trang Cẩm Viên đến nhà của Trương Lan Phượng chưa đến 10 phút lái xe. Cộng thêm kỹ thuật lái xe của Hoàng Thiên khá vững nên chỉ cần 5 phút là đến nơi. Vừa xuống lầu, hai thuộc hạ đã nghênh đón, bọn họ đã ra đây sớm để chờ Hoàng Thiên. Ngài Thiên, anh tới rồi. Một đội viên gấp gáp nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên có thể nhìn ra sắc mặt của đội viên này khá căng thẳng và lo lắng. Ngài Thiên, Lâm Huỳnh Mai đã được bạn trai của cô ấy đón đi. Thuộc hạ còn lại tiến lên, lo lắng nói với Hoàng Thiên. Không hay rồi. Trong lòng Hoàng Thiên chấn động một trận, Lâm Huỳnh Mai đã bị đón đi, nếu xảy ra chuyện gì thì không kịp cứu cô ấy mất. Vậy tại sao các anh không đi theo? Hoàng Thiên hỏi. Ngài Thiên, chúng tôi vốn cũng muốn đi theo, nhưng bạn trai cô ấy lái một chiếc Ferrari. Chúng tôi không có chuẩn bị gì sẵn, căn bản không đuổi kịp được. Một thuộc hạ trong nhóm bất lực nói. Đúng đó ngài Thiên, em dâu của anh và bạn trai của cô ấy dường như đã cố tình cắt đuôi chúng tôi, sau khi ra ngoài liền trực tiếp lên xe, lái xe như bán mạng rời khỏi khu chung. Một thuộc hạ khác nói thêm vào. Hoàng Thiên nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Lâm Huỳnh Mai cũng quá hồ đồ rồi. Chắc chắn là sợ hai thuộc hạ này làm ảnh hưởng đến việc hẹn hò của cô ấy với bạn trai mới nên mới làm như vậy. Nhưng mà cô ấy làm gì biết, sự nguy hiểm bên trong đó. Dựa vào đâu mà các anh phán đoán bạn trai mới của cô ấy có vấn đề? Hoàng Thiên hỏi hai thuộc hạ. Theo kinh nghiệm, đôi mắt của thằng nhóc đó rất dữ dội.
Mặc dù nó cố gắng che giấu nhưng chúng tôi vẫn có thể nhìn ra. Một thuộc hạ trong nhóm nói với Hoàng Thiên một cách chắc chắn. Đúng vậy đó Ngài Thiên, tôi có thể đảm bảo rằng tuyệt đối không nhìn sai. Tên thanh niên lái con Ferrari đó nhất định không phải là một thằng đàn ông tốt. Hơn nữa, chúng tôi đang bí mật bảo vệ Lâm Huỳnh Mai, trước giờ Lâm Huỳnh Mai không hề hay biết, chắc chắn là tên thanh niên đó đã nói với cô ấy. Một thuộc hạ khác cho biết, Hoàng Thiên vẫn tin tưởng vào năng lực của hai thuộc hạ này, họ đều là những người rất giàu kinh nghiệm, tuyệt đối không thể nhìn sai người. Ngọc An, mau gọi điện thoại cho Huỳnh Mai và hỏi con bé hiện đang ở đâu. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An. Cho dù Hoàng Thiên không nói, Lâm Ngọc An cũng không thể không gọi. Lúc này cô ấy đã bấm gọi cho Lâm Huỳnh Mai. Những gì mà hai thuộc hạ vừa nói đã khiến cho Lâm Ngọc An vô cùng lo lắng, cô ấy đổ mồ hôi lạnh dùm cho em gái. Huỳnh Mai, em đang ở đâu vậy? Ngay khi điện thoại được kết nối, Lâm Ngọc An đã gấp gáp hỏi. Chị, em đang đi mua sắm bên ngoài, có chuyện gì không? Lâm Huỳnh Mai cũng nghe ra giọng điệu của chị gái có gì đó không ổn nên tò mò hỏi. Lâm Ngọc An chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài để mọi người Hoàng Thiên có thể nghe rõ, sau đó nói với Lâm Huỳnh Mai, em nghe chị nói, bây giờ em tìm một nơi đông người rồi đợi ở đấy. Tuyệt đối đừng đến nơi có ít người, đứng yên chờ chị và anh rể đến, có hiểu không? Chị bị làm sao vậy? Em và bạn trai đi dạo, cái gì mà chỗ đông người chỗ ít người chứ? Làm sao mà không đi được vậy? Lâm Huỳnh Mai có chút không vui thấy rõ, hỏi ngược lại Lâm Ngọc An. Tóm lại em không cần hỏi nhiều như thế, lập tức nói cho chị biết, em đang ở đâu. Lâm Ngọc An sốt ruột hỏi. Hừ, chị đúng là quái đản. Lâm Huỳnh Mai hừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Điều này, Lâm Ngọc An có hơi sững sờ, cô em gái này thật sự không biết điều. Cô gọi lại cho Lâm Huỳnh Mai một lần nữa, nhưng cô nhóc từ chối trả lời. Đừng gọi nữa, con bé sẽ không bắt máy đâu. Hoàng Thiên thấy Lâm Ngọc An vẫn muốn tiếp tục gọi đi. Vì vậy anh đã ngăn cô, vậy phải làm sao đây? Hoàng Thiên, có thật sự nghiêm trọng như vậy không? Lâm Ngọc An lo lắng hỏi. Tóm lại, bây giờ Huỳnh Mai đang rất nguy hiểm. Chúng ta đi vào hỏi mẹ xem, có thể mẹ biết được Huỳnh Mai đang đi đâu? Hoàng Thiên nói. Lâm Ngọc An gật gật đầu, đi theo Hoàng Thiên lên lầu. Lúc này, Trương Lan Phượng đang vui vẻ nghịch điện thoại trong phòng ngủ, cũng không biết là đang trò chuyện với ai. Nhìn thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An mới tới. Bà ta vô cùng kinh ngạc. Ngọc An, sao con không gọi điện báo trước? Trương Lan Phượng hớn hở nghênh đón, nhưng lại không thèm để ý đến Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng biết mẹ vợ có thành kiến rất sâu sắc với mình. Mặc dù bây giờ đã biết thân phận của anh, nhưng vẫn còn ghi thù trong lòng. Có điều, Hoàng Thiên lười chấp nhặt với Trương Lan Phượng, nếu không phải vì vợ, anh cũng sẽ không thèm quan tâm đến những chuyện phiền phức này của Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai. Mẹ! Huỳnh Mai và tên thanh niên kia đã đi ra ngoài. Lúc tụi nó đi, có nói với mẹ là đi đâu không? Lâm Ngọc An hỏi thẳng. Trương Lan Phượng sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười đắc ý. Cái gì mà tên thanh niên chứ? Đứa nhỏ đó tên là Khương Kỳ, rất thích Huỳnh Mai, mẹ có thể nhìn ra được, ha ha. Lâm Ngọc An không khỏi thở dài khi nhìn thấy bộ dạng của mẹ mình. Người tên Khương Kỳ này mới chỉ gặp Lâm Huỳnh Mai chưa tới một ngày mà mẹ đã thích thằng nhóc này như vậy sao? Có điều sau khi nghĩ lại, Lâm Ngọc An cũng không thấy ngạc nhiên lắm, Khương Kỳ này lái một chiếc Ferrari, còn mẹ mình trước nay luôn ham mê vật bà ta, cho nên tất nhiên sẽ rất hài lòng với Khương Kỳ. Nhưng mà Khương Kỳ này có âm mưu gì không thì ai mà biết được. Dù sao Lâm Ngọc An vẫn rất tin tưởng Hoàng Thiên, cũng tin tưởng hai người đội viên đàn em của Hoàng Thiên, cô cảm thấy Khương Kỳ này nhất định có vấn đề. Mẹ, mau nói cho con biết, Huỳnh Mai rốt cuộc đang ở đâu vậy? Lâm Ngọc An lo lắng nói. Nhìn thấy Lâm Ngọc An lo lắng như vậy, Trương Lan Phượng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Ngọc An, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Lan Phượng hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên, cô không thể nói rõ là tại sao mình lại đến, và rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Vì hiện tại vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Ây dô, mẹ hiểu rồi, nhất định lại là mày giật dây phải không? Ha ha, mày lại cho Ngọc An uống thuốc hồ đồ gì nữa vậy? Trương Lan Phượng cười chế nhạo. Nhìn chằm chằm Hoàng Thiên mà hỏi. Hoàng Thiên sớm đã nhìn chán bộ dạng này của Trương Lan Phượng, nhưng anh không muốn tranh cãi với Trương Lan Phượng, lúc này chỉ bình tĩnh nói, mẹ, cái người tên Khương Kỳ đó e là có vấn đề. Mẹ có biết rõ về tên đó không? Vậy mà lại yên tâm để Huỳnh Mai đi một mình với tên đó sao? Trương Lan Phượng thu lại nét mặt khi nghe Hoàng Thiên nói như vậy. Hừ, tao thấy mày mới là người có vấn đề lớn nhất đó. Huỳnh Mai nó yêu đương thì có làm sao?
Hơn nữa, Khương Kỳ thì có thể có vấn đề gì được chứ, người ta lái một con Ferraris trị giá mấy tỷ, con nhà giàu người ta còn có thể giết người cướp của được sao? Trương Lan Phượng mất kiên nhẫn hỏi ngược lại Hoàng Thiên. Nếu mẹ cứ chấp mê bất ngộ như vậy, thì cứ chờ đó mà hối hận đi. Hoàng Thiên nói. Ngay lúc Trương Lan Phượng muốn trả đũa thì Lâm Ngọc An vội vàng nói, mẹ, lúc này không phải là lúc cãi nhau, mẹ tin con một lần đi, nói cho con biết Huỳnh Mai đang ở đâu. Được rồi, mẹ phục rồi đó. Không phải nó nói Khương Kỳ người ta có vấn đề sao? Vậy chúng ta cùng đi xem thử rốt cuộc là Khương Kỳ có vấn đề hay là nó có vấn đề. Trương Lan Phượng trừng mắt dữ dội nhìn Hoàng Thiên và nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An không muốn cùng Trương Lan Phượng tranh cãi. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng tìm Lâm Huỳnh Mai, được rồi, mau đi thôi mẹ. Nói xong, Lâm Ngọc An kéo Trương Lan Phượng xuống lầu. Hoàng Thiên sớm đã tập làm quen, Trương Lan Phượng đối xử với Hoàng Thiên cái kiểu quái đản như vậy đã thường như chuyện cơm bữa, nên không đáng để anh tức giận. Sau khi ra ngoài, Hoàng Thiên lái xe đưa Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An rời khỏi khu chung cư. Hai người đội viên cũng vội vàng lên xe đi theo sau Hoàng Thiên. Trước khi Lâm Huỳnh Mai đi ra ngoài, đúng là có nói cô ấy sẽ đi đâu, Trương Lan Phượng biết điều đó. Lúc này, theo địa điểm mà Trương Lan Phượng chỉ, Hoàng Thiên lái xe rất nhanh đến một khu phố thương mại. Một chiếc Ferrari đậu trên con phố này hẳn là khá bắt mắt, nên Hoàng Thiên không lo là không tìm thấy. Vừa chú ý đến xe cộ hai bên đường, trong lòng Hoàng Thiên vừa nghĩ đến cái tên Khương Kỳ. Lai lịch của thằng nhóc đó rốt cuộc là thế nào đây? Hoàng Thiên vẫn rất tin tưởng vào nhãn lực của hai đội viên đàn em mình. Bọn họ thấy Khương Kỳ có vấn đề, vậy thì chắc chắn là có vấn đề. Bây giờ việc khiến Hoàng Thiên lo lắng là Khương Kỳ không biết từ đâu chui ra kia là đang nhằm vào anh nên mới tới. Mặc dù gen của Lâm Huỳnh Mai rất tốt, gương mặt xinh đẹp, vóc dáng vừa thon dài vừa vô cùng nóng bỏng. Nhưng cũng không đạt đến mức để một cậu ấm siêu giàu điên cuồng theo đuổi những người bạn trai trước đây đều xuất thân rất bình thường, sao giờ tự nhiên lại lòi ra một người bạn trai siêu giàu lái Ferrari chứ? Hơn nữa còn chưa tới một ngày. Đã nhiệt tình với Lâm Huỳnh Mai như vậy, Hoàng Thiên cảm thấy không chỉ có vấn đề mà vấn đề còn rất lớn là đằng khác. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hoàng Thiên vẫn hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Anh thực sự không muốn xảy ra thêm rắc rối gì nữa. Còn chưa nhìn thấy Khương Kỳ kia thì mọi thứ đều là suy đoán. Hoàng Thiên chỉ muốn nhanh chóng tìm được thằng nhóc đó rồi tự mình xem thử thằng nhóc đó là người thế nào. Ê, mày còn muốn tìm tới khi nào nữa vậy? Trương Lan Phượng đang ngồi trong xe của Hoàng Thiên, bà ta rõ ràng là đã mất kiên nhẫn. Mẹ, con đường dài như vậy làm sao có thể dễ dàng tìm được chứ? Trước hết đừng có hối Hoàng Thiên nữa. Lâm Ngọc An nhanh chóng thuyết phục Trương Lan Phượng, cô rất lo Trương Lan Phượng sẽ lại cãi nhau với Hoàng Thiên. Hừ, mỗi ngày đều cứ kiếm chuyện gì đâu không thôi, Huỳnh Mai tìm được một người bạn trai giàu có thì đã sao? Mày cứ khăng khăng nói là có vấn đề. Trương Lan Phượng bất mãn hử một tiếng. Hoàng Thiên đang tìm chiếc Ferrari của Khương Kỳ, nghe thấy Trương Lan Phượng cằn nhằn ở ghế sau quả thực rất khó chịu. Mẹ, nên cẩn trọng một chút thì tốt hơn mà. Huỳnh Mai không có kinh nghiệm xã hội gì, mẹ không sợ nó bị người ta lừa sao? Hoàng Thiên hỏi. Trương Lan Phượng nghe xong thì cười ha ha, vểnh miệng nói, ha ha, nếu nói đến chuyện bị lừa, Ngọc An mới là người bị mày lừa trước đó. Mày nói coi bản thân vốn là cậu cả nhà họ Hoàng, vậy mà lại giấu giếm Ngọc An và tao bao nhiêu năm như vậy? Có phải là sợ mọi người biết thân phận của mày rồi tới xin tiền không? Nghe Trương Lan Phượng càng ngày càng không nói tiếng người, Hoàng Thiên cũng lười để ý tới bà ta, không thèm nói thêm gì nữa. Thấy Hoàng Thiên ngừng nói, Trương Lan Phượng càng thêm nhận định chuyện mình nói là đúng. Đây cũng là nút thắt không thể tháo gỡ trong lòng bà ta, lúc nào bà ta cũng cảm thấy Hoàng Thiên quá keo kiệt, trước kia thì giấu giếm thân phận, e là sợ bà ta vòi tiền, cũng sợ người thân bạn bè mượn tiền của anh ta. Hừ! Đây chính là càng nhiều tiền càng keo kiệt, thân thì của Hoàng Thiên đã bại lộ lâu như vậy, cũng chưa thấy anh ta bỏ ra bao nhiêu tiền. Ngay cả xe cũng không muốn đổi một chiếc mới, luôn lái chiếc BYD nội địa rách nát. Trương Lan Phượng càng nghĩ càng tức giận, khi nghĩ đến bà ta lượng cuộc sống của mình vẫn không khá hơn trước, bà ta càng thêm tức giận. Có một người con rể giàu có mà như vậy thì có ích gì chứ? Kỳ bo bùn xỉn, bây giờ đã có Khương Kỳ, chắc chắn là hào phóng hơn nhiều so với Hoàng Thiên. Nhưng tên phế vật này cứ đòi tìm cho bằng được Khương Kỳ làm cái quái gì chứ? Trương Lan Phượng thầm mắng rủa Hoàng Thiên trong lòng, thật sự rất bất mãn với Hoàng Thiên. Thôi đi, tìm không được thì quay về đi. Mẹ thấy anh chàng Khương Kỳ kia rất tốt, miệng cũng rất ngọt, lại còn rất đẹp trai.
hai đứa cứ chống đối nó để làm gì chứ? Trương Lan Phượng trầm nét mặt lại, hét lên với Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Mẹ, Hoàng Thiên sẽ không nhìn nhầm người đâu, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Lâm Ngọc An nói, nó thì biết nhìn người gì chứ? Khương Kỳ người ta lái xe Ferrari, xe hơi tiền tỷ, có thực lực này mà còn đi lừa Huỳnh Mai sao? Người ta muốn chơi đùa, sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp xếp hàng chờ sẵn ấy chứ? Trương Lan Phượng rất mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Khi Trương Lan Phượng vẫn đang xả giận, Hoàng Thiên vẫn tiếp tục lái xe về phía trước và cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ dừng ở bên đường. Đỗ xe xong, Hoàng Thiên xuống xe. Lâm Ngọc An cũng theo xuống xe. Cô hỏi Trương Lan Phượng, mẹ, có phải Khương Kỳ kia lái chiếc xe này không? Đúng, mẹ nói với con nha Ngọc An, sau khi nhìn thấy Khương Kỳ, hãy lịch sự với người ta một chút, đừng để cho Hoàng Thiên làm loạn. Trương Lan Phượng nhắc nhở Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An khẽ gật đầu, có điều Hoàng Thiên mà muốn làm gì đó cô cũng không thể cản được, bởi vì cô biết rằng Hoàng Thiên nhất định sẽ làm đúng. Hai thuộc hạ lúc này cũng đầu xe, xuống xe đi sát sau Hoàng Thiên. Ngài Thiên, chính là con Ferrari này. Một thuộc hạ nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, anh nhìn thấy chiếc Ferrari này đậu ở trước cửa một nhà hàng Tây, rất có khả năng Khương Kỳ đã đưa Lâm Huỳnh Mai vào trong đó ăn đồ Tây. Vì vậy Hoàng Thiên không nghĩ nhiều, cất bước vào nhà hàng Tây. Hai thuộc hạ cũng đi vào theo Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An và Trương Lan Phượng cũng đi theo, mọi người cùng nhau bước vào nhà hàng phía Tây. Vì nhà hàng Tây này nằm trong một khu phố thương mại phồn hoa nên việc kinh doanh rất hồng phát. Các bàn bên trong cơ bản là đã đầy, Hoàng Thiên nhìn quanh nhà hàng, cuối cùng, nhìn thấy Lâm Huỳnh Mai ở một vị trí trong góc. Chỉ thấy Lâm Huỳnh Mai đang ngồi đối mặt với một thanh niên khoảng 20 tuổi, dùng dao và nĩa ăn bít tết. Vẻ mặt cô ấy vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc, giống như là vẻ mặt sau khi vừa tìm được bạch mã hoàng tử của mình vậy. Nhìn vào người thanh niên, chỉ nhìn thấy khắp người toàn đồ hiệu, đồng hồ trên cổ tay càng có giá trị không nhỏ, một cây đồ này có thể lên tới vài trăm ngàn tệ chứ chả ít. Thằng nhóc này nhất định là Khương Kỳ, nguyên cây đồ trên thân cùng với chiếc xe thể thao Ferrari mà anh ta đang lái, theo đuổi các cô gái là việc dễ như cắn một miếng bánh. Chỉ có điều, nhân lực của Hoàng Thiên vẫn rất đáng kinh ngạc. Chỉ nhìn Khương Kỳ vài giây, liền biết cái người tên Khương Kỳ này thật sự không phải là một người tốt. Tâm sinh tướng, Khương Kỳ này trông ra là một kẻ bội tình bạc nghĩa, khuôn mặt gầy gò như dao, gò má nhô cao, một đôi mắt tam giác mập mờ bất định, còn ẩn giấu một ánh nhìn hung ác. Một người như vậy chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm. Hoàng Thiên Anh nhìn thấy tên nhóc này thế nào? Lâm Ngọc An đi tới, nhỏ giọng hỏi Hoàng Thiên. Cô cũng quan sát Khương Kỳ từ nãy tới giờ, cũng không có ấn tượng tốt về tên nhóc này. Em thấy sao? Hoàng Thiên cười nhẹ hỏi Lâm Ngọc An. Em nhìn thấy không giống người tốt. Lâm Ngọc An lắc đầu, cô ấy không đánh giá người khác qua ngoại hình, xấu xí cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là Khương Kỳ này mỏ nhọn hàm khỉ, khuôn mặt hung dữ, những người như vậy thường rất đáng sợ. Vậy thì khuyên Huỳnh Mai quay về cùng với chúng ta, đừng qua lại với thằng nhóc này nữa. Hoàng Thiên nói. Lâm Ngọc An gật đầu, cô vừa định đi tới để thuyết phục Lâm Huỳnh Mai về nhà. Nhưng Trương Lan Phượng đã nắm lấy tay cô cản lại. Đừng nghe lời Hoàng Thiên, nó có tư cách gì quản chuyện của Huỳnh Mai chứ? Ta còn chưa phát biểu ý kiến gì, làm gì tới phiên nó chứ? Trương Lan Phượng rất bất mãn liếc nhìn Hoàng Thiên. Giọng nói của bà ta rất lớn, tất cả mọi người trong nhà hàng Tây đều quay đầu nhìn. Lâm Huỳnh Mai và Khương Kỳ đang trò chuyện, sau khi nghe thấy âm thanh, cả hai người họ cũng nhìn về phía bên này. Vừa nhìn thấy người nhà của mình đều ở đây. Lâm Huỳnh Mai thực sự rất ngạc nhiên. Ngay khi cô vừa đứng lên, Khương Kỳ cũng nhanh chóng đứng dậy đi về phía Trương Lan Phượng với nụ cười trên môi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.